chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện không một, nhiệm vụ ba chọn một trong phòng học thảo luận còn tại kịch liệt đang tiến hành các bạn học mỗi người phát biểu ý kiến của mình đều đang kiên trì cái nhìn của mình hệ thống không gian bên trong nhiệm vụ đại sảnh trong màn ảnh cũng chính biểu hiện ra một màn này. Hệ thống gấu trúc dùng to mộng bả vai đỉnh hạ ngay tại quan sát Giang Minh Nguyệt. Ha ha, mình nhìn mình bác quái cảm giác như thế nào, dở khóc dở cười. Giang Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ có thể nói, đám con nít này thật sự là não bổ nhiều lắm, liền hai bức tranh, cũng có thể làm cho các nàng não bổ ra tới mấy chục vạn chữ nhỏ viết văn đến, bội phục trí tưởng tượng của các nàng A. Ngươi nói năm đó ta làm nhiều chuyện như vậy, không hảo hảo nghiên cứu những cái này công tại thiên thu sự tình, luôn nhìn ta chầm chầm mở không có mở hậu cung, thu tịch thu hoàng phu cùng nam sủng, cùng cái nào đại thần hoặc là vương tử làm không có làm mập mờ, cách cục có thể hay không nhỏ một chút. Còn có A, cái này phát biểu nhà khảo cổ học cũng thế, làm sao liền không thể hướng những phương hướng khác dẫn đạo dẫn đạo đâu, hắn chú ý điểm đặt ở thanh kiếm kia phía trên, phóng tới kia đoá tuyết liên hoa phía trên thậm chí phóng tới trong huyệt mộ bích họa trên thân cũng được a à. nghiên cứu đều so nghiên cứu cái này hai bức tranh càng đáng xem hơn lại nói coi như hắn nghĩ nghiên cứu cái này hai bức tranh vậy liền nghiên cứu họa sĩ a chất liệu a dùng thuốc màu a nhất định phải biên soạn đằng sau cũng không tồn tại sự tình tinh lực quả nhiên vẫn là quá tràn đầy vậy cái này hai bức tranh đến cùng tình huống như thế nào a à? hệ thống gấu trúc bát quái dáng vẽ một điểm không thể so trong màn hình các học sinh kém đặc biệt đơn giản một sự kiện chính là tầng vô kỵ hơn 80 thời điểm, có một ngày đột nhiên nói với ta nghĩ không ra mình lúc còn trẻ bộ dáng gì, ta nghĩ cũng phải, khi đó có hay không mấy ảnh, hắn đều hơn 80 nha, nghĩ không ra mình lúc còn trẻ hình dạng thế nào rất bình thường a, à. ta liền nói lên ban đầu nhìn thấy hắn bộ dáng, hắn liền hỏi ta có thể hay không cho hắn vẽ ra đến, ta liền họa, sau đó hắn liền bưng lấy họa đi, kết quả chờ đến hắn chết muốn hạ tán thời điểm ta mới phát hiện nguyên lai like rất nhiều năm trước kia hắn vụng trộn họa qua một bộ ta họa, hai bức tranh còn đặt chung một chỗ. Cốt a, không phải ta tự mình đa tình a, ta đoán hắn năm đó khẳng định là có chút tâm tư, hoặc là chỉ là đơn thuần sùng bái, hoặc là chính là thích nhưng là cảm thấy không thể lại cùng một chỗ. Tóm lại, hắn không nói, vậy khẳng định cũng là có lo nghĩ của mình. Ta làm gì truy cứu đâu, lại nói hắn đều chết rồi, ta còn truy cứu cái gì? Coi như truy cứu lại có thể như thế nào đây, ta lại không thể cho hắn hắn muốn đáp lại, cho nên khi hắn nhận làm con thừa tự tới hài tử hỏi ta có thể hay không đem cái này hai bức tranh cùng một chỗ hạ tán thời điểm ta cũng liền đồng ý, ai biết hậu thế có thể liên lụy ra nhiều như vậy suy đoán đâu, cho nên cái này đi theo các ngươi trên mạng mua sắm là một cái đạo lý. Người mua tú cùng người bán tú là có khoảng cách tích Hệ thống gấu trúc treo chọc nói Tựa như có bán dây chuyền Ngươi cho rằng ngươi nhìn chính là nữ nhân ngực kỳ thật rất có thể là nam nhân cái mông a à, ngươi cái hệ thống này giống như hôm nay không quá bình thường giang minh nguyệt nhìn xem hệ thống gấu trúc một mặt tiếp nhận vô năng ngươi gần đây cùng cái gì hệ thống cùng một chỗ a à? làm sao họa phong chuyển biến như thế lớn có sao hệ thống gấu trúc có chút chột dạ không chút biến sắc nói sang chuyện khác vẫn tốt chứ lại nói ngươi thật không có ý định tại nhiệm vụ thế giới bên trong đàm cái yêu đương sao ngươi trước thế giới là nữ hoàng ai muốn cái gì dạng nam nhân không có a à? thô kịch, mảnh khảnh ôn nhu lãng mạn vô luận là cha hệ bạn trai vẫn là tiểu thịt tươi chó săn nhỏ vẫn là tiểu nải cẩu quả thực là cái gì cần có đều có a à, ngươi đây đều không tâm động lại tới giang minh nguyệt liếc mắt ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kiếm đủ cuối cùng một tấm thời không phù đừng quên ngươi đã nói tập hợp đủ ba tấm thời không phù ta liền có thể đem cha mẹ ta thời không định vị tại truyền tống môn bên trên đến lúc đó liền có thể tùy thời đi qua nhìn bọn hắn. Ta đã kiếm hai tấm, lại có một tấm liền có thể đạt thành tâm nguyện, muốn nam nhân làm gì, loạn tâm trí ta sao? Rất tốt, đầu não thanh tỉnh mục tiêu minh xác hệ thống gấu trúc vỗ tay, phía dưới kia cái này nhiệm vụ đoán chừng ngươi cũng có thể kiên trì hoàn thành, không nhìn tới một cái người ủy thác rồi sao? Giang Minh Nguyệt có chút kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, trước thế giới nhiệm vụ ngươi sống quá lâu, cho nên cái kia người ủy thác ta trực tiếp liền cho đưa tiễn dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành tâm nguyện của nàng đạt thành cũng không có tiếc nuối vậy liền đi chứ sao hệ thống gấu trúc một bên rút ra gian minh nguyệt ở thế giới trước tình cảm một bên nhã rảnh ngươi nói ngươi ở thế giới trước sống lâu như thế làm gì a à? cái này nếu là hưởng thụ nữ hoàng đãi ngộ cũng coi như ngươi đây suốt ngày quan bận bịu công vụ ngươi thật đúng là chịu mệt mệnh còn không phải nghĩ đến có thể để cho thế giới kia phát triển càng tốt hơn một chút mới đem các mặt cũng giống như an bài đầy đủ điểm ai biết hậu thế không cố gắng cuối cùng vẫn là trong nom việc nhà nghiệp cho bại quan giang minh nguyệt thờ ơ nhã rảnh xem ra thật sự là con cháu tự có con cháu phúc phúc a nhiều nhọc lòng vô dụng cho nên hạ cái thế giới nhiệm vụ xem ra rất phù hợp ngươi bây giờ mục tiêu a hệ thống gấu trúc một điểm quan bình phong xuất hiện ba cái tuyển hạng hiện đại hoang dã cầu sinh xã hội nguyên thủy mang hoang thú thế lần này vậy mà có thể ba chọn một giang minh nguyệt đọc lấy trong màn ảnh trọng yếu nhắc nhở từ có chút không hiểu lần này vậy mà có thể chọn rồi, là như vậy, cái này ba cái thế giới nhiệm vụ đều có thể đạt được thời không phù ban thưởng, trong đó cái thứ nhất thế giới nên tính là đơn giản nhất, người đi có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành các loại khiêu chiến, cái thứ hai thế giới nhiệm vụ đối người bên ngoài đến nói khả năng cũng rất khó, nhưng là đối với người mà nói cũng là có thể ứng đối, nói trắng ra chính là mang theo giả nhân tại xã hội nguyên thủy bên trong sinh hoạt chơi xây căn cứ mà, người cũng không thành vấn đề. Khó khăn nhất là cái thứ ba thế giới, trong thế giới này có các loại hung thú còn có có thể biến thân hình thú nhân loại vô luận từ khí lực hay là thân thể tố chất phương diện đều là cùng ngươi bây giờ không kém bao nhiêu nếu như ngươi lựa chọn thế giới này như vậy ngươi hiện hữu ưu thế đem còn thừa không có mấy mà lại thế giới này người ủy thác không có quá nhiều liên quan tới thế giới này ký ức cho nên cung cấp không được trợ giúp tương đương với hết thảy đều cần nhờ chính ngươi đi thăm dò nhưng là họa phúc tương y cái này thế giới nhiệm vụ ban thưởng trừ có thời không phù còn có một hơi linh tuyền con suối ngươi viên kia thần thú trứng không phải vẫn không có nở ra tới nha cũng là bởi vì ngươi không gian bên trong linh khí không đủ thời gian là đã sớm đủ hiện tại liền kém linh khí mà lại ngươi không gian cũng đã lâu không có thăng cấp qua nếu như đến tu tiên thế giới ngươi không gian liền không đáng chú ý đem cái này linh tuyền con suối cùng ngươi chiếc kia linh tuyền chồng chất ngươi không gian có thế lần nữa thăng cấp mà lại linh khí sung túc thần thú trứng cũng liền có thế nở ra tới cho nên phía dưới cái này nhiệm vụ chính ngươi đến chọn đi, là chọn cái thứ nhất đơn giản nhất, vẫn là hơi chỗ khó cái thứ hai, vẫn là cầu phú quý trong nguy hiểm cái thứ ba. Giang Minh Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp cho ra đáp án cái thứ ba, mang hoang thú thế, xác định rồi. Không sợ nguy hiểm, hệ thống gấu trúc nhắc nhở lần nữa xác nhận, sống lại sự tình vốn là nghịch thiên cải mệnh, nếu như ta một mực uống tại ta thoải mái dễ chịu khu bên trong, vậy ta còn có thế có cái gì tiến bộ cùng tăng lên không bằng đi to gan xông vào một lần dù sao ngươi cũng nói bọn hắn cùng thực lực của ta tương đương nha đã như vậy như vậy vì cái gì không đi khiêu chiến một chút dù sao ta còn có linh tuyền không gian cùng thí luyện không gian đâu hai cái này thế giới nhiệm vụ để ta đều không có thật tốt tăng cường huấn luyện bây giờ chẳng qua là lại trở lại quá khứ đốt đèn thức đêm tăng giờ làm việc học tập trạng thái cái này lại tính là gì đâu dù sao học được cùng ngộ mới thật sự là thuộc về ta giang minh nguyệt nhìn rất thoáng chương không hai không có bản thân người ủy thác hệ thống gấu trúc gật đầu đã như vậy ta cho ngươi định ngày hẹn một chút người ủy thác vị này người ủy thác ý nguyện vừa vặn cùng ngươi lý niệm là nhất trí giang minh nguyệt gật đầu sau đó rất nhanh một vị trẻ tuổi xinh đẹp nhưng thần sắc đau khổ nữ nhân hồn phách liền xuất hiện tại giang minh nguyệt trước mặt nàng có chút mờ mịt nhìn chung quanh nhìn thấy giang minh nguyệt nháy mắt ánh mắt sáng lên chính là ngài có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao ta sẽ hết sức đi làm có thế trước giới thiệu cho ta hạ chính ngươi gặp phải còn có ngươi yêu cầu A, ta gọi Giang Nguyệt, năm nay 29 tuổi, trước kia là một đăng ký kế toán viên cao cấp, về sau trở thành một cái toàn chức bảo mụ, ta thời điểm ra đi, bảo bảo một tuổi, ta sinh ra ở một cái bình thường vợ chồng công nhân viên gia đình, mẹ ta sinh ta thời điểm xuất huyết nhiều, ném nửa cái mạng mới đem ta sinh ra tới, về sau thân thể vẫn không tốt lắm, cho nên liền từ công việc làm toàn chức ma ma, cả nhà chỉ dựa vào ba ba đi làm nãy nãy ta ghét bỏ ta là nữ hài, lại thêm mẹ ta tổn thương thân thể không thể tái sinh, cho nên đối với chúng ta mẫu nữ đều rất không chào đón, luôn luôn khuyến khích lấy cha ta cùng mẹ ta ly hôn, mắng ta là cái bồi thường tiền hàng, ta tuổi thơ trong trí nhớ, nãy nãy mỗi tới một lần, ba ba liền sẽ trở nên rất cắt gỏng, sau đó liền sẽ cùng ma ma cãi nhau, ma ma liền sẽ trốn ở gian phòng bên trong ôm lấy ta khóc, chờ ta khi 6 tuổi, nãy nãy mang đến cái lớn bụng nữ nhân, để mẹ ta hầu hạ nàng tại nhà ta ở cử mẹ ta thế mới biết cha ta vượt quá giới hạn cùng hắn đại xảo một khung sau đó mang theo ta rời khỏi nhà cửu cửu biết chuyện này đem cha ta đánh cho một trận sau đó đè ép hai người bọn họ ly hôn phòng ở cho mẹ ta gia sản phần lớn cũng lưu lại hắn cùng tịnh thân ra hộ không sai biệt lắm về sau ta liền theo mẹ ta sinh hoạt bởi vì có phòng ở có lưu khoản lại thêm cửu cửu cùng ông ngoại nhóm chiếu cố vật chất bên trên là không có trở ngại, thế nhưng là ta không có chút nào vui vẻ, ta gánh vác lấy to lớn cảm giác tội lỗi, nãy nãy mắng ta là cái bồi thường tiền hàng, nếu không phải ta, ma ma liền có thể tiếp tục sinh hai thai, ba ba luôn luôn đối ta thở dài thở ngắn, hắn không nói ta cũng biết hắn, tại oán trách ta tại sao là nữ hài, tách ra ở về sau, ông ngoại bà ngoại cửu cửu bọn hắn không có nói rõ đây hết thảy đều là bởi vì ta, Thế nhưng là tất cả mọi người không ngừng căn dặn ta muốn hiểu chuyện, muốn hiếu thuận, muốn đối mẹ ta tốt, nói nàng vì ta trả giá rất rất nhiều, ta biết, cho nên ta liều mạng học tập, cố gắng giúp ma ma làm việc nhà, nghe nàng kiên quyết không yêu sớm, vô luận phương diện nào cho tới nay đều bị yêu cầu làm được tốt nhất, trở thành bị mọi người tán dương hài tử của người khác, bản khoa đọc 211, nghiên cứu sinh một lần liền kiểm tra qua, tốt nghiệp liền tiến tốt 500 công ty, tiền đồ có thể tính tốt đẹp, ta cho là ta hoàn thành sứ mệnh của ta, về sau chỉ cần cố gắng kiếm tiền để mẹ ta được sống cuộc sống tốt liền có thể không nghĩ tới bao quát mẹ ta ở bên trong các thân thích cũng bắt đầu thúc cưới lúc bắt đầu chỉ là thường xuyên hỏi thăm nhưng là về sau vậy mà có thể dùng khó nghe nhất đến kích động ta cái kia tư thế tựa như nói thật giống như ta không kết hôn ta chính là cái quái vật ta chính là dị loại ta liền không hiếu thuận ta cảm giác thật buồn cười đồng thời khó có thể tin lúc đi học bọn hắn dặn đi dặn lại nói cho ta không muốn yêu sớm kết quả đây vừa mới tốt nghiệp bắt đầu làm việc bọn hắn liền hận không thể ta lập tức kết hôn ta đi đâu cho bọn hắn biến ra người kết hôn a à, mà lại kết hôn thật sự tốt như vậy sao có một lần bị buộc cấp ta hỏi ta mẹ nói ngươi trải qua một lần hôn nhân ngươi thật cảm thấy được không mẹ ta bị ta hỏi khóc cuối cùng nói nàng chỉ là lo lắng có một ngày nàng đi lưu lại ta một người làm sao bây giờ nếu như kết hôn liền có người có thể bảo hộ ta nàng đi cũng an tâm ta cũng bị nàng nói khóc đành phải lại một lần nữa thỏa hiệp trượng phu ta là ta cái thứ nhất đối tượng hẹn hò là ta cửu cửu giới thiệu điều kiện các phương diện đều có thể người tại ngân hàng công việc con một dáng dấp cũng không có trở ngại ra mắt qua đi đôi bên đều cảm thấy còn có thể cho nên ở chung nửa năm liền kết hôn ta coi là cái này xong kết quả không nghĩ tới thúc cưới về sau còn có thúc đẩy sinh trưởng lần này không riêng gì mẹ ta bên này người, còn có trượng phu ta bên này người. Ta lần này không nghĩ thỏa hiệp, ta nói cho bọn hắn sự nghiệp của ta ngay tại lên cao kỳ, nếu như sinh con liền sẽ chậm trễ ta tấn thăng. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nói cho ta, một mực sinh, hài tử các nàng mang, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng công việc của ta, ta chỉ cần ra cái bụng là được, thay nhau anh tạc dưới, ta lại một lần thỏa hiệp, ta tấn thăng cơ hội rơi xuống đối thủ cạnh tranh trong tay, cái này cũng thì thôi về sau ta còn có thể tái tranh thủ cơ hội nhưng là ta không nghĩ tới chính là trước đó nói thật tốt ta một mực sinh hài tử bọn hắn mang sự tình cũng có thế phát sinh biến hóa hài tử khóc tìm ma ma hài tử nước tiểu tìm ma ma hài tử đói vẫn là tìm ma ma đều nói hài tử muốn ăn sữa mẹ mới thân thể tốt ta liền phải chịu đựng viêm tuyến sữa cho bú đều nói hài tử muốn bao nhiêu cùng ma ma làm làn da tiếp xúc ta liền phải bồi tiếp hắn ngủ một đêm tỉnh đến mấy lần cho bú thay tả, ba ba đâu, hắn liền có thể lấy ngày thứ hai phải đi làm làm lý do đem đến thư phòng đi ngủ, nãy nãy cùng bà ngoại đâu, lúc trước nói xong hài tử không cần ta dẫn các nàng đến mang người đâu, tất cả đều ngủ đến khách phòng đi, chỉ có ba ngày sẽ giúp lấy chăm sóc một chút, không có ai biết ta cả đêm mất ngủ, lo nghĩ, trụng tóc, sụp đổ đến khóc trống, ta từng ngày chịu đựng, sát bên, rốt cuộc sống qua nghỉ đẻ, ta dự định đi làm ta cảm thấy chí ít ban ngày hay là thuộc về ta đi, không nghĩ tới ta công công đột phát não ngạnh, ta bà bà nhất định phải đi chiếu cố hắn. Mà mẹ ta thân thể không tốt, có trái tim bệnh cùng cao huyết áp, một người chiếu cố hài tử có chút lực bất tòng tâm, không phải hôm nay choáng đầu chính là ngày mai không, dễ chịu, ta bị dày vào tâm lực lao lực quá độ, trong công việc ra cái sơ sẩy, cho công ty tạo thành tổn thất, chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức, trưởng phu cùng mẹ ta liền đều khuyên ta tối nay lại tìm công việc, vừa vặn trước mang mang hài tử, cho nên ta lại, theo lý đương nhiên, trở về gia đình làm một bảo mụ, bắt đầu sinh hoạt vẫn là có thể, khi luống cuốn tay chân trước 6 tháng tân thủ ma ma kỳ đã qua, cũng không có công việc áp lực, có mẹ ta giúp đỡ phụ một tay thời gian qua coi như có thể, thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, trưởng phu sau khi về nhà trở nên cao hứng liền trêu chọc bảo bảo, không vui vẻ liền trực tiếp chui thư phòng, vừa nhắc tới đến chính là công việc quá mệt mỏi, giữa chúng ta giao lưu cũng càng ngày càng ít, dường như trừ hài tử cùng vụn vặt sinh hoạt liền không có cái khác tốt trò chuyện, mà lại trong lòng bàn tay hướng lên trên thời gian cũng không dễ vượt qua, mỗi một lần đòi tiền đều sẽ bị hỏi một câu lại không có tiền sao, ngươi có thể trải nghiệm ta loại kia xấu hổ cùng không được tôn trọng cảm giác sao, rốt cục có một ngày, ta tại về muộn trượng phu quần áo trong bên trên phát hiện vết son môi, chúng ta đại xảo một khung, Ta lên án hắn đối cái gia đình này bất trung, hắn nói ta lôi thôi lết thích nghi thần nghi quỷ suy nghĩ lung tung, mẹ ta ôm lấy hài tử ở bên cạnh khuyên, đại nhân hài tử cùng một chỗ khóc, ta lập tức liền nghĩ đến khi còn bé cha mẹ ta cãi nhau, ta ở một bên khóc bộ dáng, không nghĩ tới a, à, ta cuối cùng vẫn là đem cuộc sống của ta qua thành đầy đất lông gà, qua thành ta đã từng ghét nhất dáng vẻ, ta từ cửa sổ nhảy đi xuống thời điểm, rốt cục cảm thấy ta là tự do, ta là không bị trói buộc quay đầu nhìn xem ta cả đời này đều là tại bị người khác lôi cuốn lấy tiếng lên, không có một ngày là vì mình mà sống, cho nên ta cầu nguyện, hy vọng ta kiếp sau nhất định vì mình mà sống, nhưng khi kịch liệt đau nhất qua đi ta khôi phục lại ý thức, ta vậy mà tại một chỗ thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong, mà tình cảnh của ta càng thêm gian nan, nơi này nữ tính địa vị cùng sinh tồn hoàn cảnh hỏng bét đến tột đỉnh. Chương 03, ta đầu tiên là chính ta, thế giới mới vậy mà tại xã hội nguyên thủy, không Càng giống là tràn ngập ma huyễn man hoang thời đại. Trong thế giới kia có rất nhiều hình thể to lớn hung thú, còn có tại trong khe hẹp sinh tồn nhân loại, bọn hắn lấy săn giết hung thú mà sống, trong bộ lạc mỗi cái tiểu hài tại năm đến 8 tuổi thời điểm đều có một lần huyết mạch thức tỉnh cơ hội, nếu như thành công, bọn hắn liền có thể trong lúc chiến đấu hóa thân thành một loại nào đó giả thú hình thái, bình thường cũng sẽ kế thừa một chút giả thú năng lực, nếu như thức tỉnh thất bại, như vậy nam hài tử còn có trở thành đồ đằng dũng sĩ cơ hội chính là tại trưởng thành trước săn giết một đầu hung thú thu hoạch được nó tinh nguyên sau đó cùng nó dung hợp kế thừa hung thú kỹ năng bảo hộ bộ lạc an toàn thất bại kỳ thật cũng liền mất mạng hoặc là may mắn sống sót cũng là trở thành một người bình thường nhưng cũng là sinh hoạt tại bộ lạc tầng dưới chót nhất chỗ chẳng qua chí ít bọn hắn còn có một lần chém giết cơ hội nữ hài tử là bởi vì trời sinh thể năng bên trên yếu thế ngay cả trở thành đồ đằng dũng sĩ khả năng đều không có đang thức tỉnh sau khi thất bại cũng chỉ có thể bị vây ở trong bộ lạc đảm nhiệm một chút thu thập công việc chờ đợi trưởng thành hậu sinh dục đời sau đúng nơi đó không phải phụ hệ xã hội cũng không phải mẫu hệ xã hội chuẩn xác hơn đến nói nên tính là xem như cậu hệ xã hội bởi vì là tập thể lao động cho nên ban ngày lúc nam nhân thống nhất ra ngoài đánh cá và săn bắt sau đó ban đêm trở về nhà nếu như có phối ngẫu, nhà gái cũng cho phép, khả năng này sẽ đi phối ngẫu chỗ ở qua đêm, nếu như không có hoặc là đối phương không nguyện ý, vậy liền để ở nhà dưỡng dục tỷ muội hài tử, bình thường đoạt được cũng là cùng trong nhà người chia sẻ, có điểm giống mẫu hệ xã hội cảm giác, nhưng là nam tính lại chiếm cứ lấy lãnh đạo địa vị, nghe rất giống hổ kình cách sống, có thể là mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội quá độ giai đoạn. Giang Minh Nguyệt chen lời lời nói, vậy ngươi tại cái kia thế giới thân phận là thức tỉnh thất bại nữ hài. Giang Nguyệt cười khổ mà lại về sau còn muốn tiếp tục lưu lạc làm sinh dục máy móc. Ta không cam tâm, ra bộ lạc đi thu thập, muốn dùng mình kiếp trước tri thức tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn, nhưng lại chết bởi hung thú tay, cũng chính là một khắc này ta mới biết được, nguyên lai vận mệnh của ta vẫn là không thể từ chính ta trưởng khống, ta cực độ không cam tâm, sau đó liền bị hệ thống kêu gọi, nói chỉ cần dâng ra một bộ phận linh hồn chi lực, ta liền có thể ủy thác người khác từ bỏ vận mệnh của ta, dạng này kiếp sau, linh hồn của ta bên trên liền sẽ không lại có dạng này đóng dấu, cũng liền có thể tẩy rơi đi qua nhân quả bắt đầu lại từ đầu, vậy ngươi yêu cầu là cái gì đây? Ta muốn ở nơi đó thật tốt sống sót, không cần vi phạm mình ý nguyện sống sót, không cần nhiều, sống đến năm 60 tuổi liền có thể, ngươi không muốn thay đổi mình tại xã hội hiện đại vận mệnh sao? Ta coi là, ngươi càng nhiều không cam lòng hẳn là tại xã hội hiện đại thế nhưng là vì sao muốn chọn tại hồng hoang thú thế đâu giang minh nguyệt có chút không hiểu ta ta cuối cùng vẫn là không đành lòng đi cho nên kia đời liền xem như trả lại cho các nàng có thế tại hồng hoang thú thế thay đổi vận mệnh của mình cũng liền có thể hy vọng ngươi có thể thành toàn ta ta biết thế giới kia sinh hoạt rất gian nan muốn hoàn thành tâm nguyện của ta cũng rất khó ta nguyện ý dâng lên ta một nửa linh hồn chi lực chỉ hy vọng kiếp sau có thể từ bỏ cái này đóng dấu ta chỉ muốn chân chân chính chính vì mình sống một lần, không phải ai nữ nhi, không phải ai thê tử, không phải ai ma ma, chỉ là chính ta mà thôi. Giang Nguyệt đã là hồn thể, không có nước mắt, chỉ có thể phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm. Giang Minh Nguyệt tâm tình nặng nề gật đầu, cái này ủy thác, ta tiếp, cảm ơn, cảm ơn. Giang Nguyệt vội vàng cúi đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống gấu trúc đi tới nói, xem ra hạ cái thế giới lại không có tình cảm hí chẳng qua có vẻ như sẽ chấn động lòng người mạo hiểm kích động A. À, Giang Minh Nguyệt nhịn không được trợn nhìn nó liếc mắt, ta chỉ nhờ ngươi cho ta đáng tin cậy một điểm, cho ta truyền tống tiết điểm có thế tốt một chút, mở ra cái khác cục lại là hung thú miệng to như chậu máu, lần này tuyệt đối sẽ không, mà lại ta còn cam đoan, ngươi tại cái kia thế giới thân thể cũng sẽ bị ta cải tạo một phen, cho dù không có thức tỉnh huyết mạch, cũng sẽ có siêu cường lực phòng ngự, mà lại ngươi tại tận thế dị năng cũng sẽ còn cho ngươi, mặt khác, nếu như ngươi có thể học được thế giới kia đồ đằng dũng sĩ dung hợp năng lực, ngươi không gian bên trong những cái kia khế ước thú nhóm cũng có thể cùng ngươi hợp thể, còn không cần tổn thương tính mạng của bọn nó. Như thế nào? Giang Minh Nguyệt dùng một loại rất quá dị ánh mắt thật tốt quan sát một chút hệ thống gấu trúc, sau đó đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy hệ thống gấu trúc thân thể, từ trên xuống dưới tốt một phen xoa nắng dò xét, hệ thống gấu trúc nhịn không được kêu to, làm gì, làm gì, đùa dẫn hệ thống A. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có nguyên tắc hệ thống cũng không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó còn sờ còn sờ ai 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 lỗ tai không thể bóp giang minh nguyệt lui ra phía sau một bước thở vào nhẹ nhõm nói là thật a à, không có bị khác thống tử cho đánh tráo đánh tráo hệ thống gấu trúc có chút không thể tin có cái nào thống tử có ta như thế anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong uy vũ soái khí hào phóng quan tâm a à. có sao có sao ngươi đối chính ngươi nhận biết vẫn là rất tự tin ha, Giang Minh Nguyệt cười ha hả, ta hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì ha, hừ, hệ thống gấu trúc vừa nghiêng đầu, đi nhanh đi, làm nhanh lên nhiệm vụ, có những cái nhiệm vụ khác người tại kêu gọi ta. Cái này người ủy thác cũng quá dày vò khốn khổ, lao thao nhiều như vậy, Giang Minh Nguyệt dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi, đừng quên ngươi đáp ứng phúc lợi của ta a. À. Nói một chân bước vào nhiệm vụ truyền tống màn sáng vừa mới cảm giác được thân thể mang tới nặng nề cảm giác, bên tai liền vang lên mấy người thanh âm, ta và ngươi nói lời ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc đang nghe a. À. Ngươi nói ngươi đều 25, đến cùng lúc nào tìm người yêu a? À. Công việc này cho dù tốt cũng không có tổ kiến cái gia đình tới tốt lắm a, à, cái này không kết hôn nhân sinh liền không hoàn chỉnh nha, đúng vậy a, à, người ta đối diện ngươi Vương A Di cô nương, kết năm ngoái liền đem đối tượng lĩnh trở về, nghe nói đã đính hôn kỳ ngày mồng 1 tháng 5 liền phải kết hôn, nàng nhưng so sánh ngươi nhỏ 2 tuổi đâu, ngươi làm sao còn không nóng nảy a? À? muốn ta nói, ngươi chính là đọc sách quá nhiều đọc ngốc, nữ nhân công việc cho dù tốt đó cũng là hư, vẫn là phải tìm nam nhân tổ kiến cái gia đình mới là thật, làm cho dù tốt không bằng gã thật sao, mình không nói vậy liền chúng ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi, ta cô em chồng nhà chồng hàng xóm có con trai, năm nay 32, cũng tại hải thị công việc, các ngươi nếu như thành, cái này không rất tốt sao, mặc dù hải thị giá phòng quá đắt, nhưng là hắn tại gia tộc có phòng A, ngươi về sau mang thai có thể trở về quê quán chờ sinh, về sau hài tử thả quê quán ngươi bà bà nhìn xem, các ngươi còn có thể đi hải thị công việc, ta nhìn cái này rất tốt, nghe chúng ta, chúng ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều, ngươi nói ngươi không kết hôn, mẹ ngươi sao có thể yên tâm xuống tới đâu, cái này người A, vẫn là muốn kết hôn, mặc kệ tốt xấu, tổng tìm một cái dù là trước chiếm một cái đâu, không phải qua hai năm số tuổi lớn, không chọn được đầu cưới cũng chỉ có thể tìm hai cưới, không chừng vẫn là mang bé con đây này. Giang Minh Nguyệt có chút mộng, nàng cho là mình tỉnh lại đối mặt sẽ là rừng rậm nguyên thủy một loại tràn cảnh, che trời cây, xanh thẳm trời, thấp bé phòng ốc hoặc là hang động, kém nhất cũng là thử lấy răng nhọn cự hình hung thú, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến đối mặt mình chính là một đám trung niên bác gái, hảo ngôn khuyên nhủ. Những người này chung vào một chỗ lực sát thương thật đúng là không thua gì hung thú a. À. Nàng liếc nhìn một lần trước mắt mấy cái bác gái, môi đỏ hé mở, "Lý Di, năm nay là năm nào a? À? Đứa nhỏ này, làm sao sống cái năm còn qua mộng? Lập tức chính là năm 2023 a. À. Thật sao? Nguyên Lai like đã công nguyên hơn 2000 năm à. a. Ta nghe ngài lời vừa rồi, còn tưởng rằng ta sống tại trước công nguyên xuân thu chiến quốc thời kỳ đâu." Cái. Có ý tứ gì? Chương không 04 không có tố chất sau ta tinh thần nhiều. Câu tiễn công bố luật pháp A, à, nữ tử 17 không gả, nó phụ mẫu có tội. Giang Minh Nguyệt cặp mắt đào hoa lúc lên lúc xuống đánh giá sắc mặt cứng đờ bác gái, cười như không cười mở miệng, thế nào, quốc gia chúng ta cũng có dạng này luật pháp sao? Không kết hôn chính là phạm tội, ngươi, họ lý A Di sắc mặt đại biến, ngực nâng lên hạ xuống, ngươi làm sao nói đâu, như thế không khách khí, ta cũng là vì tốt cho ngươi làm sao như thế không biết nhân tâm tốt nha ta muốn cùng ngài khách khí là chính ngài không đem mình làm khách nhân a à. ta đương nhiên cũng liền cùng ngài nói câu xuất phát từ tâm can làm sao lời nói thật không dễ nghe a à. giang minh nguyệt nói xong cũng không đợi nàng trả lời quay đầu nhìn về phía một cái khác trợn mắt hốc mồm đại di trương di nhà ngươi cô nương đọc sách không nhiều gã được không ta làm sao nghe nói nàng nam nhân trừ gương mặt kia vẫn được cái khác các mặt đều không trúng ăn uống cá cược chơi gái rút cộng thêm bạo lực gia đình liền hài tử sửa bột tiền đều phải ngươi cô nương mình kiếm thỉnh thoảng còn phải các ngươi lấy lại ta nói đúng không đúng đã ngươi cảm thấy đọc sách vô dụng kia nói cho ngươi tiểu nhi tử không cần học tập cho giỏi a à, đọc sách vô dụng còn học cái gì a à? kia vậy làm sao có thể giống nhau hắn là nam hài tử trương di bị tức ngực đau buồn lực lượng không đủ phản bác nam hài tử làm sao vậy nam hài tử liền phải nhiều đọc sách nữ hài tử cũng không cần. Đây là cái gì lý luận, Trương Di, ngươi sẽ không không có khỏa chân nhỏ nhưng là khỏa tiểu não đi. Đại thanh đều vong bao nhiêu năm, nhà ngươi còn làm trọng nam kinh nữ kia một bộ đâu. Trách không được nhà ngươi cô nương gả thảm như vậy, nguyên lai like ngươi là không coi trọng nàng A, à, đem nàng hướng hỏa kháng bên trong đẩy, bởi vì gã đi cô nương tát nước ra ngoài nha, ngươi. Ngươi nói hưu nói vượng, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không có tố chất, may mà mẹ ngươi còn mỗi ngày khen ngươi, ta nhìn đều là giả, liền xong ngươi dạng này đàn bà đánh đá, ngươi cũng không gã ra được, ta không gã ra được ta vui lòng, lại không ăn nhà ngươi gạo, ngươi lo lắng làm gì a? À? Đến cùng là vì ta, tốt vẫn là chạy nơi này đến khoe khoa ngươi trưởng không muốn. Ta tố chất, ta tố chất chỉ nhằm vào người, ngươi, xứng sao, ngươi, ngươi. Ta đánh ngươi cái không biết lễ phép tiểu tiện nhân, ngượng ngùng ngươi cái lão tiện nhân không có tư cách quản giáo ta. Giang Minh Nguyệt một cái nắm nàng đập tới đến thủ đoạn, hơi chút dùng sức liền bóp nàng a à a à kêu đau đớn, tại tỷ, ngươi đều không nói câu nói sao? Đây chính là ngươi nói tốt khuê nữ. Chính là tốt như vậy, Giang mẫu sớm đã bị bất thình lình một trận làm cho được, làm sao cũng không có nghĩ đến luôn luôn cô gái ngoan ngoãn Giang Nguyệt lại đột nhiên bộc phát, quả thực giống biến thành người khác, bị người như thế một hô mới phản ứng được, liền vội vàng đứng lên đi kéo Giang Minh Nguyệt, Tiểu Nguyệt ngươi đang làm gì? còn không mau buông tay xin lỗi. Đây đều là mụ mụ bằng hữu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, bằng hữu. Dạng này cũng có thể xem như bằng hữu. Từng cái hận ngươi có cười ngươi không cũng có thể xem như bằng hữu. Ta nhìn các nàng chính là quá đố kỵ ngươi, không nhìn nổi ngươi có cái xuất sắc hài tử, không phải hủy đem nàng kéo bình thường mới cam tâm. Dạng này người A, sớm đoạn mất sớm sạch sẽ, Giang Minh Nguyệt không chút nào cho Giang mẫu mặt mũi mấy bước đi qua kéo ra đại môn liền mời ba vị đại di ra ngoài, mời đi, ngươi. Ngươi thật đúng là không có gia giáo. Trách không được ngươi không ai cưới ngươi, ngươi có gia giáo, muốn cưới ngươi có phải là đều xếp tới nước Pháp Paris đi. Muốn hay không đạp ta vương thúc đến cái thứ hai xuân A, ngươi dạng này, về sau lão cũng không có ai để ý ngươi, mẹ ngươi bệnh đều không có người cho phụ một tay, chết viếng mồ mã đều không ai cho thắp hương, ngươi như thế thích hương hỏa, làm sao không hiện tại bắt đầu liền cho mình đốt điểm tích lũy lấy. Làm sao, sợ ngươi gia lão tổ tông cho hoa A, à, đều 100 năm đi qua, nhà ngươi lão tổ tông còn không có đầu thai chuyển thế A, à, kia phải là tạo bao lớn nghiệt A, à, tiểu nguyệt A, à, làm người muốn biết cốt xấu, làm người muốn tích miệng đức A nha, ta cũng cảm thấy ta có chút gắt gỏng nữa nha, ai bảo ta nhìn thấy có người đem mặt đưa qua đến ta tiện tay ngứa nghĩ phiến đâu. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai, ta một hồi cho ngươi niệm một lần và vãng sinh chú ca, ầm, uhm, vừa đóng cửa, cuối cùng đem cái này ba cái khí sắc mặt xanh xám bác gái đưa tiễn Giang Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trở lại xem xét trận mắt hốc mồm Giang Mẫu nở nụ cười xinh đẹp, mẹ, hồi hồn, ta đem ngươi rác rưởi bằng hữu đều thanh lý mất, có phải là cảm giác không khí đều mới mẻ nhiều rồi, ngươi, ngươi là tiểu nguyệt sao? Ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Vẫn là bị cái gì mấy thứ bẩn thiểu phụ thể rồi nói đây đều là lời gì? Đây đều là bao nhiêu năm lão hàng xóm hàng xóm của A, người ta cũng là một mảnh hảo tâm, tất cả đều bị ngươi đắc tội quan. Giang mẫu che ngực ngồi liệt về trên ghế salon, một bộ đau lòng nhất ốc bộ dáng. Giang Minh Nguyệt ỷ vào mình y thuật siêu quần cũng không có bị hù sợ, chậm rãi ngồi sẽ trên ghế salon, còn cho Giang mẫu rót chén nước, thật sự là một mảnh hảo tâm sao. Vẫn là quen thuộc đối với người khác sinh hoạt khoa tay múa chân cảm thấy người khác không theo các nàng ý nghĩ đến sinh hoạt lại không được liền toàn thân khó chịu nói trắng ra chính là mình chi phối dục quá mạnh nếu quả thật chính là cho người khác đề nghị vậy người khác không tiếp thu mình hẳn là không có chút nào sinh khí mới đúng dù sao ta chỉ là phát biểu hạ cái nhìn của ta thôi ngươi có nghe hay không là lựa chọn của ngươi cùng tự do đây mới là thật cho người ta đề nghị mà không phải đối phương không nghe liền thẹn quá hóa giận kia không gọi đề nghị gọi là chi phối dục người trưởng thành lớn nhất thể diện chính là không đối người khác sinh hoạt khoa tay múa chân chúng ta đều là cuộc đời mình thứ nhất người có trách nhiệm đều muốn đa số mình nhọc lòng đồng dạng người khác sự tình cũng ít nhọc lòng người đứa nhỏ này làm sao nhiều như vậy ngụy biện ngươi còn càng nói càng ra sức làm sao ngươi đây là đến trễ phản nghịch kỳ sao a à, ngươi có biết hay không ta muốn bị ngươi tức chết lồng ngực của ta a à, thình thịch nhanh cho ngươi cửu cửu gọi điện thoại, ngực ta đau nhất, ngươi ngực đau nhất cho ta cửu cửu gọi điện thoại gì a à? hắn cũng không phải đại phu, hẳn là đánh 120 mới đúng a à? Giang Minh Nguyệt kéo qua Giang Mẫu thủ đoạn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ dừng, sau đó vài giây đồng hồ liền cười, mẹ, ngươi nhịp tim là nhanh một chút, nhưng là xa xa không đạt được đi bệnh viện tình trạng, ngươi nhảy quảng trường múa nhảy thân thể vẫn là rất tốt, tiếp tục bảo trì ha, Giang Mẫu giả bệnh không thành khí cầm gối ôm nện hạ giang minh nguyệt ngươi hôm nay là phạm cái gì mau bệnh a à? làm sao đơn bị nghẹn ta tới ngươi quên ta nhiều năm như vậy là thế nào đối ngươi a à? ngươi quên ta sinh ngươi xuất huyết nhiều ngươi sửa ghét bỏ ngươi là nữ hài cha ngươi vượt quá giới hạn giang mẫu lại muốn lời nhàm tay đi qua huyết lệ sử giang minh nguyệt một cái nắm chặt nàng tay đánh đoạn nàng mẹ vậy ta đem cái mạng này bồi thường cho ngươi có được hay không vẫn là cửu cửu ngươi cái gì ngươi nói cái gì Giang Mẫu kinh ngạc nhìn Giang Minh Nguyệt, gặp nàng thần sắc chăm chú nhìn mình, không thấy chút nào trò đùa, sắc mặt không khỏi biến, bờ môi run rẩy, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta nói, nếu như ngươi thật như thế oán hận, vậy ta đem mệnh còn cho ngươi có được hay không? Giang Minh Nguyệt không rõ hệ thống vì sao lại đem mình đưa đến người ủy thác kiếp trước đến, nhưng là đã nàng đến, nàng cũng muốn cho người ủy thác giải khai tâm kết này, người ủy thác không dám hỏi vấn đề, nàng đến hỏi không dám đối mặt chân tướng, nàng dám, mà lại, nàng đầu óc hiện lên người ủy thác cái này hơn 20 năm qua ký ức, nàng không cho rằng, Giang Mẫu không yêu con của mình, chỉ là, nàng khả năng rất lớn dùng sai phương thức mà thôi, quả nhiên, Giang Mẫu nghe xong lời này liền khóc, nước mắt từng chuỗi từ hai mắt đỏ bừng bên trong lăn xuống đến, nàng nhìn xem Giang Minh Nguyệt bờ môi mất máy, nghiệp chướng A, ta đến cùng là tạo cái gì nghiệp, ta dùng nửa cái mạng đổi lấy hài tử, ta hy sinh nửa đời nuôi lớn hài tử bây giờ muốn dùng chết đi bức ta, chương không năm, mở rộng cửa lòng, ta không có bức ngài, là ngài đang buộc ta, ta tin tưởng ngươi yêu ta, ngươi không tới 30 tuổi liền ly hôn, nhiều năm như vậy, cha ta gần như không đến xem qua ta, cũng không cho nuôi dưỡng phí, mặc dù có cửu cửu cùng ông ngoại bọn hắn hỗ trợ, thế nhưng là sinh hoạt việc vặt cùng áp lực phần lớn là đặt ở trên người ngươi, những cái này đều rất vất vả, ta biết, dung mạo ngươi xinh đẹp, ly hôn sau có rất nhiều người truy cầu ngươi, thậm chí năm đó có một cái lý thúc thúc các phương diện điều kiện đều rất tốt, ngươi cũng rất thích, các ngươi đều kém chút nói chuyện cưới gã, thế nhưng là cũng là bởi vì hắn muốn để ngươi cùng hắn tái sinh một đứa bé, ngươi liền cùng hắn chia tay, ngươi sợ người là hài tử sau hắn sẽ đối ta không tốt, cũng lo lắng cho mình không thể xử lý sự việc công bằng, ngươi thường nói chính là, thân cha thân sữa đều có thể ghét bỏ ta, người ngoài làm sao có thể thật tốt với ta đâu. Cho nên về sau ngươi dứt khoát sẽ không tìm, liền một cách toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng giáo dục ta, những cái này ta đều biết, ta cũng phi thường cảm kích ngươi, cho nên cho tới nay, ta đều đối ngươi lời nói nói gì nghe nấy, thậm chí ta đều là tại vì ngươi mà sống, ngươi nói ta phải học tập thật giỏi, ta liền hảo hảo học tập, ngươi nói lên học hẳn là dụng công không thể quá để ý cách ăn mặc, ta liền sáng phát, lưu dài tóc cắt ngang trán, đem mặt che lấp đến, ngươi nói không thể yêu sớm, ta liền đem tất cả thư tình đều xé toan. Đến mức về sau không có một cái khác phái nói chuyện với ta, bọn hắn sau lưng đều gọi ta diệt tuyệt sư thái. Ngươi nói nữ sinh học được kế chuyên nghiệp tốt, tốt tìm việc làm, còn ổn định, ta liền từ bỏ ta thích văn học chuyên nghiệp báo kế toán, từ nhỏ đến lớn, lời của ngươi nói, làm sự tình, đều là nói là ta tốt, thế nhưng là ta thật muốn cái gì, ngươi hỏi qua ta sao, ngươi hỏi qua ta thật muốn cái gì dạng sinh hoạt sao, ngươi không có, ngươi vĩnh viễn dùng quan điểm của ngươi đến giáo dục ta, dùng tiêu chuẩn của ngươi tới yêu cầu ta, chỉ cần ta không có thuận theo, ngươi liền bắt đầu kể ra ngươi nhiều năm như vậy vất vả trả giá, ngươi thật cảm thấy ngươi chỉ là tại tố khổ sao. Ta cảm thấy ngươi đang dùng ngươi nhiều năm như vậy trả giá đến bắt cóc ta, ngươi để ta tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng cảm giác ấy nấy, để ta cảm thấy ta không thuận theo ngươi liền, là bất hiếu, chính là đại nghịch bất đạo, chính là bạch nhãn lan, thế nhưng là dạng này thật đúng không, ta hẳn là một cái độc lập người A, à, có độc lập nhân cách, tư tưởng tình cảm cùng quyền lựa chọn người nha thế nhưng là thật là ta ta không phải ta chỉ là ngươi phụ thuộc phẩm ta chỉ là ngươi giật dây con rối ngươi yêu ta ngươi cũng xác thực cho ta toàn bộ yêu thế nhưng là ngươi yêu quá ngạt thở ta muốn không thở nổi ngươi biết không ăn tết ta hết thảy cứ như vậy mấy ngày nghỉ ngươi mỗi ngày không ngừng nghỉ thúc cưới làm sao ta không nói yêu đương không kết hôn ta liền có tội sao Ta đi qua hơn 20 năm vất vả trả giá liền đều nên bởi vì ta không nói yêu đương không kết hôn mà bị xóa bỏ sao. Ta nói qua, ta không có không muốn nói yêu đương, không có không nghĩ kết hôn, ta chỉ là không có gặp được người thích hợp, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Ngươi có biết hay không, ngươi như thế hung hăng thúc cưới, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mâu thuẫn hôn nhân, bài xếp hôn nhân, là ngươi để ta càng ngày càng sợ cưới, không phải là bởi vì ngươi thất bại hôn nhân, mà là ngươi bây giờ loại này quỷ đòi mạng một loại thái độ, Giang Minh Nguyệt có thể nói là không nhã ra không thoải mái, đem người ủy thác cho tới nay kiềm chế dưới đáy lòng những cái này chân thực cảm thụ tất cả đều nói ra, Giang Mẫu hít hít bờ môi, con mắt trưng trừng mà nhìn xem nàng, ta, ta không có nghĩ qua muốn điều khiển ngươi, ta chỉ là, ta chỉ là hy vọng có thể tìm người tới chiếu cố ngươi, ngươi cách ta xa như vậy, có cái bệnh có cái tai, ta đều không thể giúp, mà lại ta lão ta còn có bao lâu thời gian có thể cùng ngươi đâu, ta chỉ là ta chỉ là muốn tìm người để thay thế ta mà thôi, dạng này ta chết cũng yên tâm. Giang Minh Nguyệt nhịn không được thở dài, giúp nàng lau, chùi đi nước mắt, sau đó ý vị sâu xa nói: "Mẹ, hôn nhân hẳn là thế lực ngang nhau, là hai người giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, không phải một phương vĩnh viễn tại nâng đỡ một phương khác, vô điều kiện thỏa hiệp cùng nhường nhịn, dạng này hôn nhân là không có cách nào lâu dài." Ta thừa nhận rất nhiều người là thiện lương, bao dung, dạng này người hiểu được yêu mến lẫn nhau, hiểu được kinh doanh hôn nhân, cho nên hôn nhân của bọn hắn có thể hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng là chúng ta cũng phải thừa nhận hôn nhân quan hệ cuối cùng khảo nghiệm vẫn là nhân tính, đã liên lụy đến nhân tính, vậy liền cũng không phải là không gì phá nổi, cho nên nó có thể là dệt hoa trên gấm, nhưng không muốn chờ mong có thể trở thành đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng không được chờ mong có thể trở thành cây cỏ cứu mạng. Cho nên muốn dựa vào hôn nhân đến thu hoạch được cảm giác an toàn kia là không thực tế, là đánh cược, chân chính có thể mang đến cảm giác an toàn hẳn là chính mình, cho nên, trước mưu sinh, lại mưu yêu, đây mới là đối với mình, đối với đối phương, cũng là đối hôn nhân nhất lý trí lại tôn trọng thái độ, ngươi, Giang Mẫu có chút không thể tin nhìn xem nữ nhi, trong mắt thần sắc không hiểu, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đã có. Như thế. Như thế thành thục ý nghĩ. Nguyên lai like, Tại ta trong lúc bất tri bất giác, ngươi vậy mà. Vậy mà đã lớn lên, thế nhưng là, đã ngươi không bài xích hôn nhân, vậy tại sao không thể trước đàm một cái đâu? Tại sao phải kịch liệt như vậy phản đối đâu? Có phải là, có phải là ta thất bại hôn nhân thật đối ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, cho nên ngươi. Ngươi ngoài miệng nói không bài xích, trong lòng kỳ thật vẫn là không nghĩ, Giang Minh Nguyệt nhịn không được cười khổ mẹ, ta chỉ là không nghĩ lại thỏa hiệp mà thôi bởi vì nếu như lần này ta thỏa hiệp, ta lại một lần nghe ngươi lời nói tùy tiện liền chọn một cái nam nhân đến yêu đương kết hôn, như vậy đến tiếp sau sẽ như thế nào đâu, sinh hoạt cũng không phải chuyện cổ tích, vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau, đây chính là hoàn tất, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, mà lại hắn cũng không phải có thể từ tác giả điều khiển trang giấy người, hắn là một cái có tư tưởng có huyết nhục người sống sờ sờ, hắn sẽ có hắn ý nghĩ cùng kế hoạch, mà những cái này cũng sẽ không bằng vào ta ý chí vì chuyển di, chúng ta chỉ có thể là thương lượng đi từ từ ma hợp nếu như chúng ta lẫn nhau còn không có chuẩn bị sẵn sàng liền tùy tiện đi vào hôn nhân như vậy đến tiếp sau sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình a à? nếu như khi đó lại phát hiện lẫn nhau không thích hợp chẳng lẽ chúng ta lại muốn ly hôn sao vậy tại sao không đợi nhất đẳng đợi đến lẫn nhau đều thành thục một điểm đều có thể có lòng tin đến kinh doanh tốt một đoạn tình cảm kinh doanh lên một đoạn hôn nhân lại đến đàm đâu còn có nếu như lần này ta thỏa hiệp Nghe lời ngươi rất nhanh liền kết hôn, như vậy bước kế tiếp là cái gì? Có phải là chính là thúc đẩy sinh trưởng? Tựa như hiện tại thúc cưới đồng dạng, mặc kệ hai chúng ta có hay không chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ hai chúng ta có muốn hay không sinh con, ngươi đều sẽ cảm giác phải kết hôn liền phải sinh con, sau đó hung hăng thúc đẩy sinh trưởng, không nên cảm thấy không có khả năng, ta quá rõ ràng thói quen của ngươi, đây chính là ngươi có thể làm ra đến sự tình, ta muốn hỏi một chút dưỡng dục một đứa bé thật là cho hắn ăn cho hắn xuyên liền có thể sao hắn không cần yêu cùng làm bạn sao hắn không cần lý giải cổ vũ ủng hộ và dẫn đạo sao những cái này ta thật sự có thể làm được không không ta làm không được ta tự nhận là không có cái kia tự tin và năng lực chính ta thu hoạch phải yêu đều không đủ đâu ta lại thế nào khả năng có đầy đủ yêu đến chia sẻ cho hắn cho nên ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận trước ta không nghĩ lại thỏa hiệp ta không muốn bởi vì ta nhu nhược cùng không thành thục sau đó không chỉ có dựng vào chính ta nhân sinh còn lại hủy đời sau nhân sinh mà lại sinh một thai sau có phải là còn muốn sinh hai thai sinh hoạt còn muốn tiếp tục cuộc đời của ta đến tục cùng tới khi nào mới có thể để cho ngươi cảm thấy yên tâm cảm thấy hài lòng cảm thấy có thể còn cho ta mình đâu đây là cuộc đời của ta a à. ngươi có thể cho xây nghị nhưng là chân chính làm chủ hẳn là chính ta a à. cho nên lần này vì để tránh cho đến tiếp sau càng nhiều phiền phức, ta sẽ không lại thỏa hiệp chương sáu nhà chồng vấn đề giao cho lão công giang mẫu bị giang minh nguyệt phen này nội tâm bột bạch rung động đến biểu lộ ngốc trệ thật lâu im lặng cuối cùng thở dài nói ta minh bạch ngươi ý tứ ta ta cần suy nghĩ thật kỹ ngươi ta dứt lời chống đỡ ghế sofa đứng dậy đi lại trầm trọng đi về phòng ngủ ngươi cho ta chút thời gian ta ngẫm lại giang minh nguyệt không biết nàng cuối cùng là không có thể nghĩ rõ ràng phải chăng có thể thật lui trở về vị trí thích hợp lựa chọn buông tay để hài tử mình đi chúa tể vận mệnh của mình nàng chẳng qua là cảm thấy như thế một phen thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng là trước nay chưa từng có thoải mái sau đó bất trọng lượng cảm giác lần nữa đột kích tràn cảnh bỗng nhiên chuyển đổi tiểu nguyệt a ngươi cùng hạo minh kết hôn đều đã có thời gian nửa năm các ngươi chuẩn bị lúc nào chuẩn bị mang thai a ta đồng sự nhà cháu ngoan đều tuổi tròn thịt thịt hồ hồ nhưng nhận người thích các ngươi lúc nào cũng cho ta sinh cái béo bé con a à. giang minh nguyệt vừa mới thanh tĩnh chỉ nghe thấy có cái xa lại giọng nữ đang hỏi mình nàng trong đầu ký ức hiện lên lập tức biết trước mắt cái này cười nhẹ nhàng tràn ngập mong đợi chính là người ủy thác bà bà hệ thống gấu trúc vậy mà đem mình truyền tống đến người ủy thác kiếp trước nghe theo mẫu thân thu xếp cùng cửu cửu giới thiệu đối tượng hẹn hò nguyễn hạo minh vừa kết hôn nửa năm liền gặp phải thúc đẩy sinh trưởng thời điểm Tạm thời không có thời gian đến hỏi hệ thống gấu trúc tại sao lại như thế truyền tống. Giang Minh Nguyệt đem miệng bên trong đồ ăn nuốt sạch sẽ sau mới cười nói mẹ chúng ta còn trẻ không nóng nảy. Thời gian này hẳn là đánh trước liều sự nghiệp chờ lại ổn định một lúc thời điểm lại cân nhắc hài tử vấn đề ai nha sự nghiệp sự tình giao cho Hạo Minh liền có thể a à. ngươi vẫn là muốn nhanh chóng suy xét hài tử vấn đề thừa dịp còn trẻ thân thể tốt mang Bảo Bảo cũng khỏe mạnh sinh xong chính ngươi khôi phục cũng nhanh đầu năm nay a à rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu không nóng nảy luôn muốn tối nay cũng không có việc gì kết quả đây kéo thành cao tuổi sản phụ nguy hiểm lớn không nói có ít người còn làm giòn không mang thai được cuối cùng muốn đi làm ống nghiệm kia mới bị tội đâu mà lại ta cùng bà thông gia hiện tại cũng tài giỏi động dạng này chúng ta còn có thể cho ngươi phụ một tay không phải chờ chúng ta lão thân thể của mình đều không còn dùng được còn thế nào cho các ngươi mang hài tử a Giang Nguyệt bà bà cho nàng phân tích lợi và hại, hy vọng nàng nhưng, lấy thay đổi chủ ý nghe theo sắp xếp của mình. Giang Minh Nguyệt mắt nhìn chỉ lo cúi đầu ăn cơm nam nhân Nguyễn Hạo Minh cười chuyển di hỏa lực, mẹ, gần đây Hạo Minh cũng rất bận, đơn vị có kiểm tra nhiệm vụ, làm tốt chức vị của hắn cũng có thế hướng lên nói lại, cho nên hài tử sự tình không nóng nảy, ai, sinh con không dùng đến Hạo Minh cái gì, cho nên một điểm không ảnh hưởng hắn thăng chức, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, hài tử là hai người, sao có thể không cần hắn đâu. Giang Minh Nguyệt có chút buồn cười, liền nói chuẩn bị mang thai đi, vì hài tử có thể khỏe mạnh, hắn có phải là muốn rèn luyện thân thể, có phải là muốn cai thuốc kiên rượu chí ít thời gian nửa năm. Có phải là không thể cố gắng nhịn đêm chơi game rồi, còn có Coca-Cola, tuyết bích cái này đồ uống có ga có phải là cũng đều không thể uống rồi, quả nhiên, châm không quấn tới trên người mình cũng không biết đau nhất, nghe nàng kiểu nói này, một mực trí thân sự ngoại trưởng phu Nguyễn Hạo Minh lập tức lên tiếng, mẹ, chúng ta gần đây kiểm tra rất trọng yếu, ta gần đây áp lực rất lớn, còn muốn thường xuyên tăng ca, cho nên chuẩn bị mang thai sự tình về sau chuyển đi. Giang Nguyệt bà bà thấy Nhi tử mở miệng, đành phải thở dài, có vẻ không vui. Giang Minh Nguyệt giống như khéo hiểu lòng người khuyên nhủ mẹ, hảo ý của người ta đều hiểu, chỉ là chuyện này cần ta cùng Hạo Minh thương lượng một chút rồi quyết định, dù sao sinh con đây là chuyện lớn, chúng ta phải thận trọng mới tốt, ai ai, tốt, các ngươi thương lượng, các ngươi thương lượng a à. gia nguyệt bà bà cho là nàng nghe vào, cao hứng liên tục đáp ứng, trên mặt biểu lộ nháy mắt vui mừng. Còn cho chỉ lo gấp thức ăn nhi tử một ánh mắt, dường như tại ra hiệu nhi tử nắm chặt thời gian hoàn thành tạo ra con người đại nghiệp, người ủy thác cùng trượng phu cũng không cùng cha mẹ chồng cùng ở, hai nhà cách xa nhau 20 phút đường xe, cho nên vợ chồng trẻ mỗi tuần mặt đều sẽ tới dùng cơm, sau đó lại lái xe về nhà đi ngủ vừa ngồi vào trong xe nguyễn hạo minh liền hỏi một câu lão bà ngươi không nghĩ sinh con sao giang minh nguyệt ngay tại nịp dây nịp an toàn tay dừng một chút sau đó bình tĩnh nói ta không bài xích sinh con nhưng là hiện tại thời cơ không thành thục cho nên không cần thiết sinh con thời cơ nào ngươi vừa mới nói những cái kia chuẩn bị mang thai chú ý hạng một sao ta xem trọng nhiều người cũng không có như thế tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Thuận theo tự nhiên không sai biệt lắm liền sinh, Nguyễn Hạo Minh có chút lơ đễnh, thậm chí còn buồn cười nhìn Giang Minh Nguyệt liếc mắt, ngươi có phải hay không có chút quá cẩn thận rồi, hài tử không phải cái vật phẩm, mua còn có thể lại lui. Hắn là cái sinh mệnh, cần tỉ mỉ che chở, ngoài ý muốn tình huống dưới không nói, dưới tình huống bình thường đã dự định sinh, vậy liền mời tại làm chuẩn bị thật đầy đủ sau tái sinh, vô luận là vật chất bên trên vẫn là trên tâm lý, đều xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là đối bảo bảo phụ trách, cũng là đối với mình cùng phối ngẫu phụ trách, cần. Phức tạp như vậy sao? Ta không thấy được người khác nuôi hài tử cần phiền toái như vậy a, à. Nguyễn Hạo Minh có chút không hiểu, cảm thấy thê tử nói chuyện có chút nói chuyện giật gân, ngươi thấy chỉ là bảo bảo sinh hoạt một góc của băng sơn, chỉ là hắn đáng yêu thời điểm, chỉ là không cần ngươi chiếu cố tự thân đi làm thời điểm, ngươi đương nhiên cảm thấy cái này không có gì, thế nhưng là dưỡng dục một đứa bé không chỉ cần phải tiền tài, còn cần thời gian cùng tinh lực khi ngươi cái gì chuẩn bị đều không làm tốt liền tùy tiện tiến vào thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy đều cùng ngươi thiết tưởng một trời một vực ta cho ngươi nêu ví dụ nói rõ một cái đi đầu tiên chính là vừa mới nói chuẩn bị mang thai muốn rèn luyện thân thể muốn làm một chút mang thai trước kiểm tra chúng ta phải bỏ tiền đi muốn từ bỏ một chút đi qua thói quen sinh hoạt đi còn muốn học tập một chút thời gian mang thai tri thức đi đợi đến mang thai thời điểm đương nhiên giai đoạn này chủ thể là ma ma trả giá vất vả nhất bị tội cũng là ma ma nhưng là cũng không đại biểu ngươi vung hạt giống về sau liền không sao trồng hoa màu còn phải tưới nước xới đất bón phân đâu huống chi là lão bà mang thai ngươi phải cùng theo học tập thời gian mang thai chú ý hạng mục đi ngươi phải bồi tiếp sinh kiểm đi ngươi phải học lấy làm thời gian mang thai dinh dưỡng bữa ăn đi ba tháng trước nôn ngén lợi hại sau ba tháng còn không thể ăn quá nhiều ở giữa còn cần bảo trì vận động những cái này ngươi đều phải chú ý đi. Sau đó là không phải còn muốn chuẩn bị chuyện quan trọng nhất, chính là hài tử sinh ra tới vấn đề. Dù sao hắn tại trong bụng thời điểm vẫn là nhất bớt lo, sinh ra về sau mới là phiền phức bắt đầu, muốn cho bú đi, sữa mẹ không đủ làm sao bây giờ. Thúc sữa vẫn là cho ăn sữa bột. Ngươi hiểu rõ không, muốn đổi tả đi, là dùng tả giấy vẫn là nước tiểu nhẫn, muốn dùng loại kia tả giấy, muốn dùng nhãn hiệu gì khăn ướt cùng phấn xoa người, những cái này ngươi đều phải biết đi uống xong sữa muốn đập nấc ông hài tử cần thiết phải chú ý tư thế ban đêm có đêm sữa còn muốn dỗ ngủ những cái này ngươi sẽ không coi là đều là mụ mụ sự tình a à. chờ hài tử lớn một chút cần thêm phụ ăn muốn học đi đường muốn bắt đầu sớm giáo muốn ra ngoài chơi về sau muốn lên nhà trẻ muốn chọn khóa ngoại bang muốn phụ đạo công khóa phải chú ý tuổi dậy thì vấn đề muốn lựa chọn trường luyện thi muốn cân nhắc chuyên nghiệp nhiều như rừng những vấn đề này không nói muốn lập tức đều học xong chí ít ngươi muốn trong lòng có cái khái niệm sau đó phải cố gắng tại mỗi một cái giai đoạn đều có thể bảo trì học tập đi hạo minh đến ngươi nói với ta ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao làm tốt đối một cái tiểu sinh mệnh phụ trách chuẩn bị rồi sao làm tốt tham dự vào một cái sinh mệnh quá trình trưởng thành bên trong chuẩn bị rồi sao nguyễn hạo minh bị nhiều như vậy vấn đề hỏi khó thật giống như bị từng nhắc trọng quyền đánh trúng như vậy thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến hồi lâu mới lẩm bẩm nói nuôi một đứa bé như thế phí công phí sức a cũng có thể không như thế dụng tâm nuôi dù sao làm cha làm mẹ chuyện này thật đúng là cánh cửa rất thấp tìm bất kỳ một cái nào công việc cũng đều được huấn luyện khả năng vào cương vị đâu thế nhưng là làm cha mẹ lại không cần có nhiều ý tứ chẳng qua muốn bồi dưỡng được một cái tâm lý khỏe mạnh nhân cách kiện toàn hài tử phụ mẫu liền phải bảo trì học tập làm không được khi mời thận trọng suy xét muốn hay không sinh con. Dù sao, dưỡng dục sinh mệnh đây là một đầu không thể nghịch chuyển con đường, mà hài tử không nên vì ngươi nhất thời xúc động trả tiền. Chương 07, ba lần nghịch chuyển, Nguyễn Hạo Minh nghe lời nói này sau có chút trong mắt, dường như tại nghiêm túc suy tư, thật lâu mới miễn cưỡng cười nói, "Lão bà, ta mới phát hiện ngươi nguyên lai hiểu nhiều như vậy, như thế thanh tĩnh, hài tử chuyện này, ta sẽ thận trọng suy xét, ta hy vọng lần sau mẹ lại nói lên cái đề tài này." ngươi có thể tự mình cùng nàng giải thích rõ ràng dù sao ngươi là nhi tử nói chuyện so ta cái này con dâu muốn thích hợp hơn hai chúng ta nữ nhân vốn là không hề quan hệ đều là bởi vì ngươi mới nối liền lại cùng nhau cho nên hy vọng ngươi có thể trở thành giữa chúng ta hữu hảo câu thông cầu nối mà không phải dẫn đến chúng ta mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn dây dẫn nổ đồng dạng mẹ ta cùng ngươi quan hệ trong đó ta cũng sẽ đi cân bằng chúng ta đều muốn lẫn nhau thông cảm ngươi nói đúng sao giang minh nguyệt thái độ ôn hòa nhưng lập trường kiên định biểu đạt ý nguyện của mình nguyễn hạo minh cũng tự nhiên cảm nhận được nguyên tắc của nàng cùng ranh giới cuối cùng lập tức gật đầu ta minh bạch yên tâm lão bà ta sẽ cố gắng đi làm giang minh nguyệt gật đầu biết nghĩ lại cùng sửa lại liền còn có thuốc có thể cứu sợ nhất chính là quyết giữ ý mình chết cũng không hối cãi bởi vì thành kiến sau vô tri còn đáng sợ hơn vô tri người chí ít biết mình vô tri sẽ còn nguyện ý đi nghe theo ý kiến đến học tập mà thành kiến người luôn luôn tự cho là đúng, tự cho là biết, cho nên lại càng dễ ngoan cố không thay đổi. Vừa mới như vậy nghĩ xong, mất trọng lượng cảm giác lần nữa giáng lâm, giang minh nguyệt cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Oa oa, a a a, không khóc a, bảo bảo không khóc a, để mụ mụ ngươi cho ngươi hát khúc hát ru a, bên tai là hài nhi tiếng khóc trống cùng giang mẫu tiếng nói chuyện, sau đó trong ngực liền bị đột nhiên nhét vào tới một cái thịt hồ hồ mềm nhũng còn mang theo mùi sữa thơm đứa bé giang minh nguyệt phản xạ có điều kiện ôm lấy hài nhi sau đó còn thuận tay cho hắn điều chỉnh cái an toàn hơn thoải mái dễ chịu tư thế lúc này mới thật tỉnh táo lại cùng lúc đó lớn đoạn lớn đoạn người ủy thác quá khứ ký ức tại trong đầu hiện lên nương theo lấy còn có một số hệ thống gấu trúc cho mình bổ sung tư liệu giang minh nguyệt có chút ngạc nhiên cái này vậy mà là người ủy thác lúc trước nghe theo mẫu thân thu xếp cùng cửu cửu giới thiệu đối tượng hẹn hò kết hôn sinh con sau gần một năm thời gian lúc này người ủy thác đã từ chức làm toàn chức bảo mụ, trượng phu cũng bắt đầu phân ly ở gia đình bên ngoài, khoảng cách nàng nhảy lầu cũng chính là mấy ngày thời gian, cũng cũng, người lần này truyền tống cùng dĩ vãng cũng khác nhau, chẳng lẽ là muốn cho người ủy thác ở kiếp trước ba khu trọng yếu chuyển hướng chỗ cũng có thế lớn mật biểu đạt, dũng cảm phản kháng, sống ra bản thân sao, thông minh. Mặc dù người ủy thác tâm nguyện là tại hồng hoang thú thế, thế nhưng là cuối cùng tâm kết của nàng vẫn là ở kiếp trước, kiếp trước chi nhân hậu thế chi quả nếu như không có kiếp trước sâu như vậy vết thương nàng sẽ không ở thú thế thời điểm như vậy tuyệt vọng cùng cấp tiến cũng sẽ không ở sau khi chết như vậy nhu nhược không có dũng khí một lần nữa chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác tới giúp mình hoàn thành cho nên lần này ta đưa ngươi truyền tống đến kiếp trước ba lần chính là hy vọng ngươi có thể tại cái này ba khu trọng yếu tiết điểm đều có thể cho nàng lấy dũng khí cùng hy vọng để nàng có thể triệt để thoát khỏi kiếp trước bóng tối dạng này đối nàng lần nữa luân hồi có rất lớn chỗ tốt đồng thời ngươi cũng có thể được càng nhiều công đức đối với ngươi hậu kỳ đột nhiên giác ngộ càng có trợ giúp hệ thống gấu trúc khó được như thế tri kỷ còn kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy giang minh nguyệt không khỏi rất là cảm động vậy làm sao rời đi cái thứ ba thời gian tiết điểm đâu sẽ không nhất định phải nhảy lầu khả năng rời đi a à, không cần hệ thống gấu trúc có chút bật cười ngươi dựa theo chính ngươi ý nghĩ đến thời cơ chính mùi người ủy thác cảm thấy bóng ma tâm lý giảm bớt thời điểm ta liền sẽ đưa ngươi truyền tống đến hồng hoang thú thế đi. Được rồi, minh bạch, Giang Minh Nguyệt đạt được đáp án hậu tâm bên trong hơi định, sau đó chuyên tâm hống lên trong ngực bảo bảo tới. Bất luận đứa bé này có phải là người ủy thác chủ động muốn sinh, trong ngực thời gian mang thai cùng sinh sản lúc nàng đều là đối với hắn đầy cõi lòng mong đợi. Chỉ là về sau rất nhiều thời điểm đều tại bị người bên cạnh cho ảnh hưởng, sau đó bắt đầu giận lây sang bảo bảo đem mình hỏng bét hiện trạng đổ cho sinh con bên trên mới đưa đến nàng càng xem hài tử càng tâm phiền kỳ thật nàng là bệnh rất nghiêm trọng hậu sản hậm hực đáng tiếc nàng không biết bên người nàng người cũng đều chỉ lo bảo bảo không có chú ý nàng sẽ còn tại nàng bực bội rơi lệ thời điểm nói nàng mẫn cảm ngạc nhiên đều là làm mẹ nó người làm sao còn như thế già mồm thật tình không biết chính là đến từ thân nhân ở giữa coi nhẹ cùng từng câu nhẹ nhàng đánh giá mới càng là đâm bị thương nàng tâm linh lợi kiếm để nàng càng phát ra không chịu nổi phụ tải. Cuối cùng tại trượng phu hư hư thực thực vượt quá giới hạn một kích cuối cùng bên trong sụp đổ nhảy lầu, từ bỏ kiên trì. Ai u, quả nhiên vẫn là cùng ma ma thân A, cái này ma ma ôm một cái liền không khóc. Giang mẫu ở bên cạnh nhìn xem rốt cục an tĩnh lại bảo bảo vui vẻ ra mặt. Được rồi, hạo minh đoán chừng lại phải muộn trở về. Ngươi dỗ dành hài tử ngủ đi, ta cũng đi ngủ. Bộ xương già này mệt mỏi một ngày là thật không được. Giang Mẫu bên cạnh đấm bả vai bên cạnh hướng khách phòng đi, Giang Minh Nguyệt nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, "Mẹ, người cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt được chứ?" Giang Mẫu nghe vậy quay đầu mắt nhìn Giang Minh Nguyệt, gặp nàng cảm xúc bình ổn thần sắc trịnh trọng dừng bước, "Làm sao rồi?" "Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?" "Không đột nhiên, kỳ thật vấn đề này ta nghĩ thật lâu. Nếu như ta lúc trước không có gấp gáp như vậy kết hôn, không có gấp gáp như vậy sinh con, mà là thật tốt dốc sức làm sự nghiệp." có phải là hiện tại liền sẽ không bị vây ở cái này củi gạo dầu muối sữa bột tả giấy bên trong cũng sẽ không mỗi ngày trải qua trong lòng bàn tay hướng lên trên thời gian suy nghĩ lung tung trượng phu có thể hay không ở bên ngoài làm loạn Giang minh nguyệt ngữ khí bình thản nói ra cái này người ủy thác trong lòng hỏi vô số lần vấn đề Giang mẫu nhíu mày đều lâu như vậy hài tử đều sinh ngươi làm sao sẽ còn nghĩ như vậy nào có nhiều như vậy nếu như a cái này người a chỉ có thể hướng về phía trước nhìn ngươi là không có công việc thế nhưng là ngươi thu hoạch như thế một cái đáng yêu bảo bảo a à. hắn là trên người ngươi đến rơi xuống thịt về sau sẽ là ngoại trừ ngươi mẹ coi là cùng ngươi người thân cận nhất ngươi bây giờ hy sinh sự nghiệp bồi bồi hắn làm sao vậy năm đó ta không phải cũng mang ngươi nhiều năm như vậy nha ngươi nghĩ công việc chờ hắn bên trên nhà trẻ lại đi liền tốt nha chẳng qua là muộn mấy năm sự tình giang minh nguyệt biết giang mẫu lời vừa rồi không có nói sai việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tới dỗ dành mình không phải còn có thể đem hài tử nhét trở về sao? thế nhưng là nếu quả thật có lại một lần cơ hội, giang mẫu sẽ còn như thế thúc cưới thúc đẩy sinh trưởng sao? nàng nghĩ như vậy, cũng liền hỏi như vậy. giang mẫu hơi có vẻ chần chờ, tai mọi người không đều là như thế tới sao? ngươi chính là nghĩ nhiều lắm, lại ưởng một cái, hài tử lớn cũng liền tốt. giang minh nguyệt biết ý nghĩ của nàng đã thâm căng cố đế, không phải là dăm ba câu liền có thể thay đổi tới. Cho nên cũng từ bỏ cùng với nàng tiếp tục nói dốc, cúi đầu chuyên tâm dỗ hài tử, Giang Mẫu thấy thế cũng liền thở dài một hơi sau đó tranh thủ thời gian trở về phòng, hài tử rất nhanh ngủ chìm, Giang Minh Nguyệt đem hắn đặt ở cái nôi bên trên, sau đó mở máy tính tại trên bàn phím đánh lên, rất nhanh, hệ thống gấu trúc cho nàng đóng gói phát tới một chút hình ảnh tư liệu cùng ảnh chụp liền đều bị nàng kiểm tra và nhận, có chút còn bị nàng in ấn ra tới, Nguyễn Hạo Minh lúc về đến nhà đã nhanh 11 giờ hắn vừa vào nhà liền bị ngồi ở trên ghế salon bóng người giật nảy mình, tập trung nhìn vào mới phát hiện là lão bà của mình, không khỏi có chút quán trách, ngươi tại sao còn chưa ngủ. Còn đen đèn mù lửa ngồi tại cái này, dọa ta một hồi, trong lòng ngươi nếu như không có quỷ, làm sao lại ở nhà bị lão bà của mình hù đến, Giang Minh Nguyệt đi tới, ba, một tiếng mở phòng khách đèn lớn, bỗng nhiên sáng lên cây gai ánh sáng ánh mắt của nam nhân lập tức gấp khít mắt, sau đó không nhịn được nói hơn nửa đêm không ngủ ngươi lại tại âm dương quái khí nói chuyện chanh chua thứ gì chương không tám tay xé cặn bả nam là ta âm dương quái khí nói chuyện chanh chua vẫn là ngươi bị ta nói trúng tâm sự sau tức hỗn hển giang minh nguyệt câu môi châm chọc cười một tiếng ngươi một cái ngân hàng đi làm người cần thiết thường xuyên tăng ca đến muộn như vậy a à? có nhiều như vậy rượu cục cần xả giao a à? không nghĩ về nhà muốn trốn tránh gia đình trách nhiệm cứ việc nói thẳng Trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? À. Ngươi, Nguyễn Hạo Minh có chút tức hỗn hỉnh. Đêm hôm khuya khoắt ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Ta bên trên một ngày ban rất mệt mỏi, không giống ngươi có thể ở nhà thoải mái dễ chịu. Ngươi có thể hay không hiểu chút sự tình? đều là làm mẹ nó người, còn như thế già mồm. Mỗi một câu nói đều đâm vào người ủy thác tử huyệt bên trên. Giang Minh Nguyệt đều có thể tưởng tượng được năm đó người ủy thác nghe đến mấy câu này lúc tức giận, ủy khuất cùng chấn kinh nàng cười lạnh ta ở nhà thoải mái dễ chịu ta không hiểu chuyện ta già mồm đã như vậy kia hai ta đến đổi một chút a à. ngươi tới làm toàn chức nam bảo mẫu ta đi làm ngươi cũng biết ta trước đó chỉ là bởi vì nghỉ ngơi không đủ cùng trạng thái tinh thần không tốt mới tạo thành sai lầm từ công việc không phải ta tiền lương không thể so ngươi thiếu ngươi đã cảm thấy không công bằng vậy hai ta đổi một chút tốt ngươi ngày mai liền từ chức ở nhà mang hài tử mỗi ngày 24 giờ chờ lệnh, hài tử muốn ăn ngủ ngon tốt, gầy dài vóc dáng chậm hoặc là sinh bệnh chính là của ngươi thất trách, bảo bảo quần áo muốn giặt tay, đại nhân biết tất đồ lót cũng có phần mở giặt tay, mà lại đều có các giặt quần áo dịch, tuyệt đối không thể lẫn lộn, ta cho ngươi mỗi tháng 3 ngàn đồng tiền gia dụng, ngươi muốn ăn bài tốt bảo bảo phụ ăn, còn muốn chiếu cố về đến trong nhà một ngày ba bữa, đã muốn dinh dưỡng khỏe mạnh còn muốn có hoa dạng, không phải mỗi ngày tái diễn nhìn xem đều không có muốn ăn mặt khác mỗi một bút trướng đều muốn nhớ kỹ, 10 ngày cho ta xem qua một lần, không thể có vượt qua 10 đồng tiền sai sót, như thế nào, còn có, người trong nhà tình lý ngắn, cha mẹ chồng còn có mẹ ta định kỳ muốn mua dược phẩm dinh dưỡng phẩm ngươi cũng phải thời khắc nhớ kỹ, một ngày cũng không thể kéo dài, dù sao đây đều là đại sự, còn có kết hôn ngày kỷ niệm, sinh nhật, lễ tình nhân những cái này ngày lễ ngươi muốn sớm nói mình muốn cái gì, dù sao lão phu lão thê cũng không cần nhất định phải ta đi đoán ngươi muốn cái gì, quá mệt mỏi đầu óc, cũng không cần nghĩ đến dùng cái gì công nghệ cao dao cạo râu, dùng phổ thông lưỡi dao cũng có thế cạo sạch sẽ. Dù sao ta lúc đầu nói muốn mua mỹ phẩm dưỡng da thời điểm ngươi cũng đã nói kia là trí thông minh thuế, còn nói mua bó hoa hồng không bằng mua khỏa bông cải bây giờ tới. Mặt khác ngươi cũng không cần mua bao nhiêu quần áo, dù sao ngươi cũng không thế nào ra ngoài, làm sao dễ chịu làm sao mặc là được, lại không giống ta đồng dạng cần đi ra ngoài đi làm mỗi ngày thấy rất nhiều người xuyên quá kém sẽ bị người chê cười mặt khác ta phải đi làm cho nên miễn không được cùng khác phái có tiếp xúc ngươi không thể ăn giấm không thể đông vấn tây vấn không thể suy nghĩ lung tung ta rất trễ trở về trên thân phải chăng mang theo mùi rượu hoặc là những người khác mùi nước hoa ngươi đều không thể suy nghĩ nhiều chất vấn chính là ngươi làm chính là ngươi pha lê tâm chính là ngươi không đủ lớn độ nếu như những cái này ngươi đều có thể làm được, như vậy ta liền kính để ngươi lòng dạ rộng lớn, không phải tiêu chuẩn kép chó, chỉ cần châu quan phòng cháy không cho phép bách tính đốt đèn, như thế nào, Giang Minh Nguyệt ngữ tốc cực nhanh, mà lại trật tự rõ ràng liệt ra một hệ liệt yêu cầu, đem Nguyễn Hạo Minh hỏi trợn mắt hốc mồm, ngươi, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên, quả thực là hung hăng càng quấy, không thể nói lý, đàn bà đanh đá, ta là đàn bà đanh đá, Giang Minh Nguyệt có chút buồn cười, ngươi gặp qua ta như thế dáng vẻ ưu nhã, đầu não thanh tĩnh, trật tự rõ ràng đàn bà đanh đá sao, so sánh dưới, ngươi bộ dáng mới càng giống là bị tức điên sau mất lý trí A. À. Cảm xúc năng lực quản lý thật sự là quá kém, cẩn thận huyết áp quá cao suất huyết não bạo chết, ngươi. Ngươi làm sao lại như thế nhanh mồm nhanh miệng, chanh chua. Ngươi lúc đầu ôm nhu thiện lương thuộc nữ đều đi đâu rồi. Chẳng lẽ đều là trang ngươi thật đúng là trong ngoài không đồng nhất a. À. Ngụy Trang thật tốt, Nguyễn Hạo Minh tức hỗn hển bắt đầu người thân công kích, ôm nhu thiện lương cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào, ngươi muốn ta ôn nhu thiện lương, ngươi làm sao không nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi xứng sao, ta đi qua ôn nhu thiện lương là bởi vì ngươi cũng là ôn nhu quan tâm. Hiện tại thế nào, ngươi từng ngày làm vung tay trưởng quỷ, trừ đi làm, việc nhà luôn luôn không dính, hài tử càng là mặc kệ, cao hứng hống hai lần, không vui vẻ lập tức tránh muốn bao nhiêu xa có bao xa, chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có vì người trượng phu đảm đương cùng làm cha thân trách nhiệm a à? ta đàn bà đanh đá, ta nhanh mồm nhanh miệng chanh chua. Cái kia cũng đều là bị ngươi bước đi ra, lão hổ không phát uy ngươi đem ta làm heo ô kiếp ti -a. Giang Minh Nguyệt cười lạnh, đi qua là ta có gia giáo, có tố chất, cho nên mới bị ngươi cái này không có tố chất, không có gia giáo vì tư lợi tiểu nhân đạo đức bắt cóc, mỗi ngày bị pua còn ngây ngốc bản thân kính dân từ giờ trở đi ta cho ngươi biết đã ngày tốt lành ngươi không nghĩ tới vậy chúng ta liền ai cũng quay qua kiếm tiền là ngươi ban đêm mang hài tử là ngươi nấu cơm là ngươi rửa chén cũng là ngươi phàm là phụ một tay kia cũng là nước mắt của ta chảy ra còn chưa đủ nhiều trong đầu còn có nước đâu ngươi ngươi nằm mơ nguyễn hạo minh sắc mặt tái xanh vậy liền ly hôn ta mới không hầu hạ ngươi đây người nào thích hầu hạ ai hầu hạ được a à, ly thì ly ngươi cảm thấy ta sợ ngươi a? À. ngươi tịnh thân ra hộ, hài tử nuôi dưỡng phí một lần tính giao đến 18 tuổi, ta liền cách. ai không rời ai là cháu trai. Giang Minh Nguyệt lẽ thẳng khí hùng tư thế khiến Nguyễn Minh Hạo giận sôi lên. ngươi nằm mơ. bộ phòng này tiền đặt cọc là cha mẹ ta cho, vay là tiền lương của ta còn. ngươi dựa vào cái gì muốn ta tịnh thân ra hộ? nên ngươi tịnh thân ra hộ mới là. mà lại hài tử đã một tuổi, nếu như ta đánh với ngươi kiện cáo chỉ bằng ngươi không có công việc cảm xúc vẫn chưa ổn định hài tử còn đã từng từ trên giường ngã xuống đập tổn thương qua chẩn bệnh chứng minh những cái này đều đủ để chứng minh ngươi không phải một cái hợp cách người giám hộ đến lúc đó ngươi mới là bị đuổi ra khỏi cửa cái kia hoàng kiểm bà nguyễn hạo minh nhìn xem giang minh nguyệt ngơ ngác dáng vẻ đắc ý cười lên thế nào sợ hãi hối hận rồi vừa mới không phải thật ngạnh khí sao vừa mới không phải còn to tiếng không biết thẹn nói ai không rời ai là cháu trai a à làm sao, này sẽ kịp phản ứng rồi. Ha ha, ba, Giang Minh Nguyệt một bạc tay hung tận quốc tới, hối hận. Ta xác thực hối hận, ta làm sao lại coi trọng ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất ngụy trang cực sâu rác rưởi. Còn cùng ngươi sinh con dưỡng cái, để trên người hắn tồn tại một nửa thuộc về ngươi dơ bẩn ghen, ngươi đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta, Nguyễn Hạo Minh tức điên, xông lên liền phải cùng Giang Minh Nguyệt động thủ, ai ngờ vừa qua khỏi đến liền bị nàng một cái quét chân trượt chân, bịch, một tiếng ngửa mặt triêu thiên té ngã trên đất, đập choáng ván mắt nổi đong đóm, gian mẫu bị tiền ồn ào làm tỉnh lại, từ trong phòng khách lao ra, trông thấy một màn này chấn kinh vạn phần, đây, đây là làm sao rồi? Các ngươi, các ngươi tại cãi nhau, còn động thủ rồi, Nguyễn Hạo Minh trên rỉ dãy dụa đứng dậy, nhưng là cái óc kia một chút đập có chút nặng, hắn sau khi đứng dậy còn có chút lay động, chỉ có thể dựa vào ngồi tại ghế sofa trên lan can. Giang Minh Nguyệt không có phản ứng hô to gọi nhỏ Giang Mẫu, chỉ là đem bên cạnh in ra một xấp giấy ném tới Nguyễn Hạo Minh trên thân. Ngươi không phải hỏi ta dựa vào cái gì để ngươi tịnh thân ra hộ A, nhìn xem đây đều là cái gì. Thê tử thời gian mang thai liền bắt đầu các loại vẫy tao mập mờ, ở cử thời điểm càng là cùng nữ thuộc hạ đi khách sạn lăn ga giường, về sau còn dám tham ô hộ khách dự trữ. Nguyễn Hạo Minh, ngươi lá gan rất lớn A cưới bên trong vượt quá giới hạn là không thể để cho ngươi tịnh thân ra hộ, nhưng là bức cấp ta có thể trực tiếp đưa ngươi đưa vào ngục giam. Giang Minh Nguyệt nhìn xem Nguyễn Hạo Minh luống cuốn tay chân liếc nhìn những cái kia nói chuyện phím ghi chép cùng mướn phòng ghi chép cùng tham ô tài vật sổ thu chi đơn, sắc mặt xám xịt trắng bệt lên, Giang Mẫu cũng là vạn phần không thể tin, nhìn trước mắt khiến người khiếp sợ một màn nước mắt đều muốn chảy xuống. Giang Minh Nguyệt trong thân thể đột nhiên có một loại trước nay chưa từng có bức thiết, tựa như là người ủy thác đột nhiên có ý thức, nàng thuận theo trong lòng cảm thụ, nhìn xem Giang Mẫu hỏi ra kia nhất tru tâm một câu, mẹ, đây chính là ngươi vô cùng lo lắng thúc giục ta muốn kết hôn, muốn sinh con đối tượng, hắn hôm nay cùng năm đó ta cái kia khốn nạn ba ba có gì khác biệt, nhìn thấy ta đem ngươi đi qua đường xưa lại đi một lần, ngươi, lúc này hài lòng sao, không đợi được Giang Mẫu trả lời, Giang Minh Nguyệt liền bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẩn, nàng biết đây là kiếp trước ba lần chuyển hướng đã thông qua, sắp đối mặt chính là hồng hoang thú thế vị diện, lần này, ném đi nguyên sinh gia đình đóng dấu, chỉ vì mình mà sống, chương không chính, thức tỉnh thất bại nữ hài, Giang Minh Nguyệt khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình chính quỳ gối một đám chỉ vây quanh đơn giản áo da thú người ở giữa, cách đó không xa mô đất trên đài có một người có mái tóc hoa râm nam nhân ngay tại cao giọng cầu khẩn, tại trước mặt hắn bày biện còn tản ra mùi máu tươi tế phẩm, còn có mấy thứ thoạt nhìn như là hoa quả hoặc là cỏ xanh đồ vật, Lão giả trong miệng phát ra kỳ dị tiếng ngâm sướng, không khí chung quanh bên trong giường như sôi trào một cổ không hiểu năng lượng cùng khí tức. Giang Minh Nguyệt duy trì nhìn thẳng phía trước động tác, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn bốn phía dò xét. Bên người đám người này cũng đều là hài tử, mặc dù thân cao đã tại 1m2 đến 1m56 ở giữa, nhưng so sánh xung quanh vây xem những cái kia gần như đều tại 2m trở lên tráng háng cùng 1m8 mấy nữ tính đến nói, vì những người này cũng chỉ có thể xem như hài tử. Trong đầu hiện lên đi qua 8 năm ký ức, rất là đơn giản, phần lớn đều là bị phát sinh ở bộ lạc bên trong một chút thường ngày hoạt động. Quả nhiên, hệ thống trực tiếp đem mình đưa đến người ủy thác vừa tới hồng hoang thú thế kia thời khắc này, cũng chính là bộ lạc thú nhân dị năng thức tỉnh nghi thức bên trên, khoảng cách kiếp trước tử vong thời khắc chỉ có 5 ngày thời gian. Giờ này khắc này, thức tỉnh nghi thức đã đang trong quá trình tiến hành, rất nhanh, liền sẽ có mấy đứa bé xuất hiện thức tỉnh dị tượng cũng sẽ có càng nhiều người bị tuyên bố thức tỉnh thất bại, trong đó có cái này gọi nguyệt, nữ hài, nhưng là cái khác bị tuyên án thất bại người còn có cái khác cơ hội, mà nàng không có, bởi vì nàng đã 8 tuổi, đây là trong bộ lạc ngầm thừa nhận thức tỉnh thời khắc cuối cùng, lần này thất bại, đem trực tiếp tuyên bố nàng không còn có thức tỉnh cơ hội, quả nhiên, thiên không bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hình ảnh, đầu thú người thân, hai lỗ tai dường như có hai đầu nhỏ bé màu đỏ hỏa xà xuyên qua, trên chân đạp trên hai đầu cháy hừng hực hỏa long toàn thân đều bị vẫy màu đỏ rực bao vây lấy cả người tựa như một đoàn to lớn hỏa đoàn phía trước cầu khẩn lão giả hô to một tiếng quỳ xuống chung quanh đám người vây xem cũng đều quỳ xuống bên người những hài tử này tất cả đều cúi thấp đầu biểu thị tôn kính giang minh nguyệt biết nghe lời phải cũng đi theo cúi đầu sau đó liền cảm giác xung quanh không khí đều nóng muốn vặn vẹo có vô số nhỏ bé năng lượng tại bên cạnh mình bồi hồi Loại cảm giác này rất như là tại tận thế vị diện lúc dị năng thức tỉnh cái chủng loại kia cảm giác, chẳng qua những năng lượng này so sánh lần kia càng thêm bành trướng cùng bạo ngược. Hệ thống đã từng nói sẽ đem mình tại tận thế dị năng còn cho mình, Giang Minh Nguyệt thử vận chuyển một chút, quả nhiên, trong thân thể có màu trắng lục sắc cùng thải sắc ba cái nhan sắc đoàn năng lượng đang không ngừng vận chuyển, tại đầu óc của nàng chỗ cũng có cái này ba cái nhan sắc hình thành một viên to lớn tinh hạch, hệ chữa trị, một hệ cùng tinh thần hệ dị năng đều tại chẳng qua đẳng cấp đều tại cấp 2, cấp bậc này, Giang Minh Nguyệt suy nghĩ một chút người ủy thác gặp phải cái kia hung thú vũ lực giá trị, đại khái, ngô, chỉ có thể cho đối phương tạo thành điểm quấy rối đi, muốn chém giết đối phương, ân, nằm xuống đi ngủ nằm mơ tương đối nhanh, trong đám người đột nhiên xuất hiện bạo động đánh gãy Giang Minh Nguyệt suy nghĩ lung tung, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trước người mấy đứa bé tất cả đều xuất hiện thân thể vạn vẹo tình huống, miệng bên trong còn không ngừng phát ra đau khổ gào thét, giống như trong thân thể có cái không biết tên hung thú ngay tại ra bên ngoài bốc lên giang minh nguyệt bị giật nảy mình nhưng là đám người vây xem lại phát ra hưng phấn reo hò quỳ rạp xuống đất những hài tử này cũng đều hướng phía mấy cái kia không ngừng vặn vẹo thân hình hài tử ném đi ánh mắt hâm mộ sự tình phát sinh rất nhanh giang minh nguyệt còn chưa kịp càng thêm cẩn thận quan sát liền gặp ngay phía trước một cái nam hài đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét sau đó cổ bỗng nhiên biến lớn một đám lớn thổ hoàng sắc lông tóc đột nhiên xuất hiện tại cổ của hắn chỗ cánh tay của hắn cũng đột nhiên dài ra ngón tay đầu ngón tay xuất hiện bén nhọn móng vuốt sắc bén hắn nhào tới trước một cái làm ra phủ phục tư thế sau đó nửa người dưới của hắn chưa biến nhưng là nửa người trên đã biến thành một cái cùng loại với sư tử dáng vẻ chẳng qua cái này sư tử thân thể lộ ra so hậu thế càng thêm khôi ngô uy phong mà lại là có giống lợn rừng đồng dạng răng nanh hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư hống xa xăm thanh âm hùng hậu vang vọng rừng cây phía trên, kinh bay một đoàn loài chim. Giang Minh Nguyệt bị khiếp sợ con mắt đều không nháy mắt, út, chung quanh người lớn cùng trẻ con đều phát ra ao ước tiếng hoang hô. Cái này còn không có tính kết thúc, Giang Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ khí lưu đánh tới, để nàng cảnh giác nháy mắt bắn lên sau đó cấp tốc lui lại. Quả nhiên, quỳ gối nàng phải phía trước một đứa bé cũng thức tỉnh, hắn biến hình chính là nửa người dưới, vậy mà là một đầu thô to như thùng nước đuôi rắn tráng kiện đem nhánh lân phiến lóe ra tia sáng nhưng cũng nháy mắt đem chung quanh không kịp tránh né bọn nhỏ quét ngã một mảng lớn tiếng hoang hô lập tức biến thành tiếng kêu sợ hãi có đại nhân nháy mắt lao đến đem cái kia nửa người nửa rắn hài tự chế phục còn có càng nhiều người đem những cái này bị vô tội liên lụy bọn nhỏ cấp tốc ôm cách tại chỗ sau đó bỏ vào khoảng cách mô đất cái bàn thêm gần địa phương tiếp tục tiến hành nghi thức giang minh nguyệt chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đằng không nàng cố gắng ngăn chặn thân thể phản xạ có điều kiện muốn phóng thích ra công kích, quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp một cái đao tước bố khắc cốc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào mi mắt, đây là nguyên thân tiểu cửu cửu, hắn chính đem mình đằng không ôm lấy, sau đó tốc độ cực nhanh tiến lên đến mô đất dưới đài để cho mình lần nữa quỳ tốt, trả lại cho mình một cái tràn ngập an ủi ánh mắt khích lệ, giang minh nguyệt nhẹ gật đầu, ngay ngắn thẳng thắng quỳ tốt, kỳ thực vận chuyển trong cơ thể dị năng thử đi bắt giữ tràn ngập trong không khí những năng lượng kia. Ngô, nàng kêu rên lên tiếng, năng lượng bị nàng hấp thu tiến đến một bộ phận, nhưng là dường như cực kỳ ngang tàn tính bạo ngược, ở trong thân thể của mình mạnh mẽ đâm tới, thậm chí còn mưu toan công kích mình trong đầu tinh hạch bộ phận. Giang Minh Nguyệt không để ý tới lại hấp thu cái khác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển trong cơ thể trì vũ hệ dị năng, từng lần một cọ rửa cắt tỉa cái này đoàn bị hấp thu tiến đến bốn phía làm phá hư đoàn năng lượng. Thật lâu, cổ năng lượng này đoàn mới được chữa trị hệ dị năng tịnh hóa, sau đó trì vũ hệ dị năng đẳng cấp cũng lập tức thăng lên một cấp, một cái đoàn năng lượng liền thăng cấp cấp một dị năng. Giang Minh Nguyệt mừng rỡ, lập tức chuẩn bị lại hấp thu một đoàn, nhưng lại phát hiện trong không khí bốn phía tán loạn đoàn năng lượng vậy mà đã còn thừa không có mấy, thậm chí còn đang từ từ tiêu tán. Tình huống như thế nào? nàng bỗng nhiên mở mắt bốn phía dò xét liền phát hiện nguyên lai không trung cái kia toàn thân ở vào trong lửa kỳ lạ sinh vật đã biến mất không thấy gì nữa mà bên cạnh mình đã có năm cái xuất hiện thú loại hình thái hài tử chẳng qua có người xuất hiện nhiều có người xuất hiện ít thú loại đặc thù ít nhất vậy mà chỉ xuất hiện một đôi lông hồ hồ thú tai nhìn hình dạng hẳn là loài chó trên đài cao lão giả vừa lúc mở miệng thanh âm hơi có vẻ thê lương nghi thức kết thúc lần này chúng ta có năm đứa bé thức tỉnh huyết mạch có được biến thân năng lực, đằng sau nhất định phải siêng năng huấn luyện, sớm ngày toàn thân hóa thú hơn nữa có thể tự do biến thân, những hài tử khác cũng đều có sang năm cơ hội, không nên nản chí. Lần này thất bại có 8 đứa bé, 7 đứa bé trai siêng năng huấn luyện, chuẩn bị 4 năm sau hung thú săn giết, tranh thủ trở thành đồ đằng dũng sĩ đi, lão giả nói xong, ánh mắt tại Giang Minh Nguyệt trên thân nhẹ nhàng lướt qua, sau đó chậm rãi hạ đài cao, bị một đống người vây quanh đi vây xem các đại nhân lập tức lao qua, hoặc hưng phấn hoặc kích động hoặc mất mắt lôi đi quỳ gối phía dưới hài tử, bô bô phun ra một đoạn lớn lời nói, tế tự loại thịt cũng bị thức tỉnh thành công gia đình chia cắt, một thân ảnh cao to dừng ở Giang Minh Nguyệt trước mặt, nàng không đợi nâng trực tiếp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là nguyên thân tiểu cửu cửu, hắn màu đồng cổ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là dùng bàn tay khổng lồ vỗ nhẹ bờ vai của nàng, thở dài nói, đừng trách ngươi A Mẫu, nàng là báo thân, ngươi A Phụ là thân hổ, theo lý thuyết, phía sau hắn không có nói tiếp, nhưng là Giang Minh Nguyệt cũng hiểu, nàng thuận hắn ánh mắt nhìn lại, khi thấy một cái rời đi nữ tính bóng lưng, trong lòng nhịn không được cũng có chút chua xót khi là nguyên thân A Mẫu, thấy nữ nhi thức tỉnh thất bại trực tiếp rời đi A Mẫu, chương 10, nguyên thân cậu hệ gia tộc, Giang Minh Nguyệt không nói gì, trầm mặt đi theo tiểu cửu cửu bằng hướng nhà mình trong huyệt động đi. Tiểu cửu cửu bằng chỉ coi nàng là thức tỉnh thất bại cho nên tâm tình sa sút không muốn nói chuyện, cho nên cũng không để ý chỉ là dẫn đầu đi ở trước nhất chẳng qua bước chân vẫn là chiếu cố đến đằng sau đi theo Giang Minh Nguyệt nàng mấy lần đều trông thấy hắn đã bước ra lại trở về co lại không sai biệt lắm một nửa khoảng cách mới đặt chân chính là vì chiếu cố mình cái này nhỏ chân ngắn trong lòng điểm kia chua xót dường như nhạc Giang Minh Nguyệt vừa đi vừa bốn phía dò xét trong trí nhớ có nhưng là tận mắt thấy vẫn cảm thấy rung động nơi này cây cối quá cao hầu như đều có mười mấy tầng lầu cao như vậy thân cây đại đa số đều có thể đạt tới hai người ôm hết trình độ, thô nhất nhìn phải bốn người ôm hết. Lá cây phần lớn hiện lên lá cây to bè, mỗi phiến hầu như đều có quạt tròn lớn như vậy, thậm chí còn có chậu rửa mặt lớn như vậy, hái xuống vài miếng lá cây liền có thể biên mũ rơm hoặc là rổ. Trong không khí độ ẩm rất cao, thân cây cùng trần trụi bên ngoài rễ cây chỗ đều sinh trưởng rất nhiều cỏ xỉ rêu loại thực vật, còn có một số loài dương xỉ, đập vào mắt có thể đụng đều là lục sắc mà lại là nồng lục có thể dọt xuất thủy đến cái chủng loại kia. Giang Minh Nguyệt giật giật trên người da thú váy cùng da thú quấn ngực, cảm giác cái này da thú đều triều hồ hồ. Tiểu cửu cửu bằng trên chân là không có giày, tráng kiện bàn chân sớm đã có thật giày kém. không e ngại cái này gồ ghề nhấp nhô con đường. Trên chân của mình ngược lại là có một đôi cùng loại hàng mây tre lá dày xăng đăng đồ vật. Đây là cho hài tử cùng không thể biến thân nữ tính đặc hữu chiếu cố. Nguyên thân chỉ có 8 năm hài đồng ký ức, với cái thế giới này hiểu rõ giới hạn trong bộ lạc, mà lại biết đến cũng không nhiều, người ủy thác lúc trước đến cũng liền sống 5 ngày, cho nên có thể cung cấp cho mình hữu hiệu ký ức cùng tin tức cũng không nhiều. Giang Minh Nguyệt đối với thế giới này chỉ có thể đại khái tổng kết ra một vài thứ. Chính mình chỗ phiến đại lục này gọi hoang trạch, sinh hoạt rất nhiều hình thể to lớn hung thú, chẳng qua còn tốt. Đám hung thú này cũng chính là hình thể to lớn, vũ lực giá trị kinh người, nhưng là cũng may không có cái gì dị năng, sẽ rất ít có phun lửa hoặc là sẽ phun nước, khó giải quyết cũng chính là lực lượng của bọn chúng, tốc độ cùng riêng biệt độc tính, cho nên mới có tại trong khe hẹp sinh tồn nhân loại. Những nhân loại này không thể tính thuần túy nhân loại, là có thể có được biến thân động vật hình thái thú nhân. Bọn hắn sẽ tại năm đến 8 tuổi thời điểm tham dự bộ lạc một năm một lần thức tỉnh nghi thức, từ trong bộ lạc vu đến chủ trì. Vu là trong bộ lạc nhất đức cao vọng trọng người, địa vị gần với bộ lạc tù trưởng. Vu có thể câu thông thiên địa, tại nghi thức bên trên triệu hồi ra vu thần, ban cho bộ lạc hài đồng huyết mạch thức tỉnh cơ hội, vu thần hết thảy có 12 cái, cho nên khác biệt bộ lạc vu triệu hoán đi ra vu thần đều là khác biệt, Giang Minh Nguyệt sở thuộc cái này bộ lạc gọi toại, cùng lửa có quan hệ, cho nên vu triệu hoán đi ra chính là hỏa thuộc tính vu thần, Giang Minh Nguyệt hồi tưởng dưới, cảm thấy trước đó nhìn thấy cái kia quả thật có chút giống hoa hạ trong thần thoại hỏa thần chút dung hình tượng. Lần này trong bộ lạc hết thảy có 43 đứa bé tham dự thức tỉnh nghi thức, có 5 cái thành công kích phát huyết mạch, xác suất thành công nhìn như không cao, nhưng là bên trong phần lớn hài tử cũng đều có sang năm lại đến cơ hội, thất bại cũng chính là 8 đứa bé, trong đó 7 cái nam hài, bọn hắn còn có tại 12 tuổi đến 16 tuổi ở giữa trở thành đồ đằng dũng sĩ cơ hội, thành công, sống sót, thất bại, đại khái ngay thẳng tiếp chết rồi, cực nhỏ xác suất biến thành người bình thường sinh hoạt tại bộ lạc tầng dưới chót nhất, thụ người ngoài chế dẻo, gia đình xa lánh, không có cái nào nữ tính sẽ nguyện ý cùng dạng này người kết làm bạn lữ, càng không nguyện ý cùng dạng này người sinh hạ hậu đại, cho nên dạng này người thường thường đều là độc lai độc vãng, cũng đều rất là đoản mệnh. Giang Minh Nguyệt phụ thân cô gái này là lần này nghi thức bên trên duy nhất thất bại nữ hài, nàng A mẫu A phụ đều là thú nhân, nàng tại 4 năm trước lần thứ nhất tham gia nghi thức thời điểm liền bị cho kỳ vọng cao, Cả nhà xúc động đến tham quan nghi thức, thế nhưng là thất bại, 6 tuổi lúc lần nữa thất bại, 7 tuổi vẫn là thất bại, năm nay chỉ có a mẫu cùng tiểu Cửu Cửu nguyện ý đến, vẫn là thất bại, cho nên bị đã kích a mẫu trực tiếp quay người đi, chỉ có tiểu Cửu Cửu lưu lại theo nàng, cũng chính là bởi vì dạng này, cái này gọi Nguyệt tiểu cô nương mới có thể mất hết can đảm, tại nghi thức vừa kết thúc liền tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, sau đó bị ngoại đến Giang Nguyệt tiếp nhận. Chẳng qua Giang nguyệt có sống sót tâm nguyện nhưng không có sống sót năng lực cùng trí tuệ, cho nên tại sao năm ngày cũng chết ở hung thú miệng, lúc này mới có đời này Giang Minh Nguyệt. Nàng dù sao cũng là đã sống thật lâu thành thục nữ tính, bao nhiêu cái thế giới cũng làm người ta nải nải mổ mổ, cho nên đối với trước mắt gặp phải không có cái gì thất lạc cảm xúc, ngược lại tràn đầy phấn khởi bốn phía dò xét, vội vàng muốn tìm kiếm hiểu rõ thế giới này hết thảy, sau đó mau chóng cắm rễ sống sót công phu quyền cước của mình tại cái khác thế giới là chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại cái này khắp nơi đều có khủng long như vậy hung thú thế giới bên trong liền không đáng chú ý. Vũ khí nóng mình ngược lại là trữ hàng không ít, nhưng là muốn dùng những cái này vũ khí nóng đến đối kháng một cái thế giới hung thú cũng là không thực tế, chỉ có tăng lên dị năng, chính mình mới có sống sót tư bản. Dị năng của mình bên trong trì vũ hệ dị năng không có lực sát thương, một hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng chỉ có hai cấp, đối phó trong bộ lạc người bình thường là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là muốn cùng hung thú, đồ đằng dũng sĩ có lẽ có thể đủ biến thân hình thú giác tỉnh giả đối đầu, vậy ít nhất cần cấp 5 trình độ, mà muốn một thân một mình tự do đi lại tại bộ lạc bên ngoài, đoán chừng muốn cấp 6 hoặc là cấp 7 trình độ, cũng may dị năng của mình có thể thăng cấp, mình không gian bên trong còn trữ hàng lấy zombie tinh hạch, còn có nước linh tuyền cùng luyện thần quyết, công pháp phụ trợ, tin tưởng không bao lâu từ mình dị năng đẳng cấp liền có thể thăng lên. Lúc kia, mình có được năng lực tự bảo vệ mình liền có thể lớn mật thăm dò thế giới này. Hệ thống gấu trúc nói cái kia cùng khế ước thú hợp thể thuyết pháp vẫn rất có sức hấp dẫn. Giang Minh Nguyệt suy nghĩ lung tung ở giữa, hai người đã đến gia tộc hang động. Những người ở nơi này không xây phòng phòng, bảo lưu lấy động vật quen thuộc, thích ở tại trong hang động mà lại bởi vì khả năng biến hình vì hình thú quan hệ, cho nên mỗi cái gia tộc hang động cùng trước cửa địa bàn cũng không nhỏ cho nên toàn bộ bộ lạc mặc dù chỉ có bốn mươi mấy nhà, nhưng là chiếm diện tích rất rộng, cái này một mảng lớn dãy núi Sơn Cốc đều là thuộc về bộ lạc Phạm Trù, hang động mở tại ngọn núi khía cạnh, cách xa mặt đất có chừng cao hơn 3 mét, là vì phòng ngừa bò sát tiến vào hang động cùng trời mưa xuống nước mưa chảy ngược mới như thế tu kiến, ra vào hang động có mấy khối lớn thạch đầu dựng bậc thang, sai tầng tại khoảng 80cm, Giang Minh Nguyệt hiện tại của thân thể này 8 tuổi, đại khái 1m4 miên trên thân cái này bậc thang ít nhiều có chút tốn sức nhưng là đổi gian minh nguyệt liền sẽ không hệ thống đã trợ giúp mình cải tạo cổ thân thể này lực phòng ngự cùng độ nhạy cho nên nàng dễ dàng liền nhảy vọt bên trên mấy cái này bậc thang hang động cũng không phải là tất cả đều là mở tại trên bùn đất càng nhiều hơn chính là mở tại đá núi thể bên trên các thú nhân có nhiều móng vuốt sắc bén đem cứng rắn thạch đầu đào rỗng làm sơn động đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó cho nên những cái này hang động trên vách tường đều có thể nhìn thấy đạo đạo vết cào trong huyệt động vốn là có tiếng nói chuyện nhưng là theo giang minh nguyệt cùng tiểu cửu cửu bằng đến lập tức đình chỉ giang minh nguyệt tinh thần lực dị năng quét qua lập tức để nàng đem u ám hang động chỗ sâu mười mấy tấm biểu lộ không đồng nhất gương mặt thu vào trong mắt có lo lắng hờ hững thất lạc còn có cười trên nỗi đau của người khác cái kia cười trên nỗi đau của người khác thân ảnh còn vui sướng đứng dậy hướng phía bằng đánh tới bằng cậu Ngươi làm sao mới trở về a, tiểu phế vật a mẫu đều không đợi nàng, ngươi làm gì muốn chờ a. Chương 11, gia tộc quan hệ, nói chuyện cũng là nữ hài, là Giang Minh Nguyệt nguyên thân biểu tỷ mưa, cùng nguyên thân cùng tuổi, khác biệt chính là nàng tại khi 6 tuổi liền thức tỉnh huyết mạch, có được biến thân làm báo năng lực, cũng liền thành người đồng lứa bên trong người nổi bật, ngày bình thường đối với cùng mình cùng tuổi nhưng lại kéo gia tộc chân sau nguyệt luôn là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ lúc này nguyệt một lần cuối cùng thức tỉnh cũng thất bại nàng liền càng thêm không có chút nào che giấu ác ngôn tương hướng trong sơn động người đối với ngôn ngữ của nàng không có quá lớn phản ứng chỉ có một cái vóc người cao lớn khuôn mặt thô kệch nam nhân có chút nhíu mày kia là nguyên thân đại cửu cậu hồng cũng là hiện tại gia tộc này người lãnh đạo mưa nguyệt cũng là gia tộc thành viên hồng thanh âm hơi có vẻ trầm thấp chỉ là như thế nhắc nhở một câu mưa chu mỏ một cái có vẻ hơi không vui thế nhưng là lại không dám ngỗ nghịch đại gia trưởng, đành phải ôm lấy bằng cánh tay lắc lắc, ra hiệu hắn nói chuyện, ai ngờ bằng nhìn xem treo ở mình trên cánh tay mưa nói. Mưa, ngươi có thể xem thường nguyệt không có thức tỉnh huyết mạch, nhưng là nàng dù sao cũng là thành viên gia tộc, ngươi không thể nghĩ đến đem nàng khu trục xuất gia tộc, hiểu không? Mưa liên tiếp bị hai cái cửu cửu nhắc nhở rất là không vui vẻ, dậm chân quay người liền chạy ngược về, đặt mông ngồi tại gia thú trên đệm quay lưng đi phụng phiệu. Giang Minh Nguyệt ánh mắt lập tức quét tới, cùng trong trí nhớ ảnh hình người làm so sánh. Gia tộc này hết thảy có 6 cái đại nhân cùng 7 hài tử, theo tuổi tác đến sắp xếp theo thứ tự là một Mẫu, Nguyệt bà ngoại, năm nay hơn 50 tuổi, là trong bộ lạc lớn tuổi kia một đợt người, lúc này đã tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, có thể hóa thân thành báo. 2. Hồng, Nguyệt đại cửu cậu, cũng là gia tộc trước mắt người lãnh đạo, năm nay 35 tuổi, nhìn ra thân cao tại 2m23, bắp thịt cuồn cuộn, lộ ra rất có lực lượng cảm giác, hắn là đồ đằng dũng sĩ, trên ngực có một cái giống như gấu không phải gấu hình xăm, kia là hắn săn giết hung thú sau hấp thu tinh nguyên hiển hiện ra đồ đằng, để hắn không cần biến thân cũng có thể sử dụng nó ban cho lực lượng cùng tốc độ, ba, liễu, nguyệt gì, mưa mẫu, thân, năm nay 33 tuổi, là cái thành thục xinh đẹp nữ tính, di truyền mẫu thân huyết mạch, có thể hóa thân thành báo, bốn, mây, Nguyệt Tam Cửu Cửu, năm nay 30 tuổi, so Hồng còn muốn cao một chút điểm, hắn có thể hóa thân thành lực lượng, tốc độ cùng Mỹ Cảm cùng tồn tại Vân Báo, là trong gia tộc người thực lực mạnh nhất. Năm Tang, Nguyệt Mẫu thân, 27 tuổi, chocolate sắc da thịt hiển thị rõ khỏe mạnh cùng mạnh mẽ, tông màu nâu tóc xỏa tung lại quan xoắn, con mắt thâm thúy mê người, môi đỏ sung mãn hình dáng rõ ràng, toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại giả tính đẹp nàng tại 6 tuổi liền thức tỉnh huyết mạch có thể hóa thân thành báo, sức chiến đấu, nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng, là trong bộ lạc bị khác phái truy phủng nữ tính. 6. Bằng, Nguyệt Tiểu Cửu Cửu, 25 tuổi đồ đằng dũng sĩ, săn giết qua một con hung mảnh giống chim, cho nên ngực hình xăm là một con dương cánh bay cao chim đại bàng, cùng tên của hắn vừa vặn tương xứng. 7. Thạch, 16 tuổi, Liễu Nhi Tử, huyết mạch thức tỉnh vì sói. Tân sinh một đời siêu cường sức chiến đấu người sở hữu. 8, đẹp, 13 tuổi, liễu nữ nhi, huyết mạch thức tỉnh vì hồ, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, mang theo mị hoặc lòng người dáng vẻ. 9, bình, 11 tuổi, liễu nữ nhi, huyết mạch chưa giác tỉnh. 10, mưa, 8 tuổi, liễu nữ nhi, huyết mạch thức tỉnh vì báo. 11, nguyệt, 8 tuổi, tan nữ nhi, huyết mạch chưa giác tỉnh, a à phụ vì dũng, có thế hóa thân là hổ. 12, sáng, 6 tuổi, tan nữ nhi, Huyết mạch thức tỉnh vì hổ, A à phụ vì dũng, 13, đủ, 3 tuổi, ta nghi tử, chưa tới thức tỉnh thời khắc, A à phụ vì hạ, có thế hóa thân là ưng. 13 người gia tộc tại tọại trong bộ lạc xem như lớn một chút gia tộc, cũng bởi vì đám người huyết mạch thức tỉnh đều là sức chiến đấu lệch mạnh một nhóm kia, cho nên toàn cả gia tộc tại trong bộ lạc địa vị coi như cao. Chẳng qua chỉ là dạng này trong gia tộc, lại tại xuất hiện huyết mạch chưa giác tỉnh bình sau xuất hiện lần nửa nguyệt khiến cho toàn cả gia tộc đại tân sinh lực lượng lập tức bị suy yếu tương lai phải chăng có thể cường đại có hay không còn có thể xuất hiện càng nhiều huyết mạch thức tỉnh hậu đại cái này ai cũng khó mà nói giang minh nguyệt ký ức nói cho nàng thế giới này tuần hoàn theo cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tắc nhân loại bộ lạc cũng không ngoại lệ cho nên giống nàng dạng này huyết mạch chưa giác tỉnh nữ tính trừ đảm nhiệm lên sinh sôi hậu đại đại nghiệp đến cũng liền chính còn lại tại trong bộ lạc thu thập sửa sang lại năng lực một khi thoát ra bộ lạc phía ngoài bất luận một loại nào hung thú cho dù là loại ăn cỏ đều có thể đối với các nàng tạo thành tổn thương đây cũng chính là vì cái gì mưa sẽ gọi nàng tiểu phế vật có điều giang minh nguyệt cười yếu ớt nàng cũng không phải cái gì phế vật hồng trước tiên mở miệng hôm nay nghi thức đã chậm trễ nửa ngày thời gian khoảng cách trời tối còn cách một đoạn trong bộ lạc hẳn là sẽ còn tổ chức một lần khoảng cách gần đi săn mây bằng thạch chúng ta lập tức xuất phát trước khi trời tối muốn dẫn về đầy đủ đồ ăn ba người gật đầu sau đó đứng dậy liền chuẩn bị xuất phát hồng nhìn về phía nữ tính cùng hài tử liễu cùng tan mang theo bọn nhỏ đi thu thập đi bình cùng nguyệt nhớ lấy đừng ra bộ lạc mấy người gật đầu sau đó trừ bỏ mẫu cùng đủ bị lưu lại bên ngoài những người khác tất cả đều hành động đám người đối nguyệt thức tỉnh thất bại sự tình không có làm bất kỳ đánh giá trừ mưa chế nhạo bên ngoài không có an ủi cũng không có trách cứ đám người chú ý trọng điểm vĩnh viễn tại như thế nào sinh tồn tiếp. Nơi này là không có một ngày ba bữa cơm, rất nhiều thời điểm là sáng sớm cùng buổi chiều cắt dừng lại, chủ yếu là loại thịt, sau đó sẽ phối hợp một chút quả. Nếu như đi săn không thuận lợi, đồ ăn thiếu thốn tình huống dưới là một ngày chỉ có thể ăn buổi trưa một bữa cơm, buổi sáng đó sẽ thúc đẩy bọn hắn càng dũng mãnh đi đi săn đến nhét đầy cái bao tử, nơi này còn không có chế độ tư hữu khái, niệm đi sang đội cùng thu thập đội đoạt được hết thảy đều về bộ lạc sẽ từ tù trưởng đến thống nhất phân phối nhưng là địa vị đặc thù người tỷ như nói vu hoặc là đối bộ lạc từng có đặc thù cống hiến người đều sẽ thích hợp có chút ban thưởng đây là tất cả mọi người cho phép bởi vì ngoại giới hung thú hoành hành cho nên săn thú quá trình cũng không dễ dàng đồ ăn thu hoạch cũng liền không tính đầy đủ đó dừng lại no bụng một đoạn là trạng thái bình thường mà lại thế giới này khí hậu cùng lịch pháp cùng hoa hạ khác nhau rất lớn Nơi này chỉ có hai cái mùa, mùa khô cùng mùa mưa, mỗi cái mùa càng là dài đến 10 tháng. Mùa khô lúc trên trời sẽ có hai cái cùng loại mặt trời tinh thể, liệt nhật chân nướng đại địa, hơi nước rất nhanh liền sẽ bị bốc hơi rơi, rất nhiều động thực vật lại bởi vậy mà tử vong, nhân loại bộ lạc cũng sẽ vì vậy mà di chuyển, đi càng tiếp cận nguồn nước địa phương. Và mùa mưa trên trời chỉ có một cái mặt trời, khí hậu bắt đầu mát mẻ, nhưng là dư thừa mưa xuống thường thường sẽ sinh sôi hồng tai, tạo thành một chút thủy sinh hung thú tràn lan, nhân loại bộ lạc sẽ còn lại một lần nữa di chuyển. Hai cái mùa đều có thoải mái dễ chịu thời điểm, cũng đều có hỏng bét đến yếu nhân tính mạng thời điểm. Muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là không ngừng di chuyển cùng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Bởi vì tại mùa khô nóng nhất một tháng kia cùng mùa mưa nước mưa lớn nhất một tháng kia, đồ ăn là ngắn nhất thiếu, dù cho di chuyển bộ lạc địa chỉ, mọi người vẫn là khó thoát đói cùng tật bệnh bối rối, thời gian này đoạn cũng là gian nan nhất. Giang minh nguyệt đến thời gian này là mưa quý vừa mới bắt đầu hai tháng thời điểm xem như tốt nhất thời điểm mùa khô đã qua nước mưa còn không có gia tăng chính là đi săn cùng thu thập tốt thời tiết bình đứng người lên lôi kéo liễu tay ca mẫu ta cùng nguyệt đi bờ sông rửa sạch da thú đi dạng này ngươi liền có thể mang theo những người khác đi bộ lạc bên ngoài thu thập bằng không trong bộ lạc cũng không có gì ăn liễu hơi suy tư liền nhẹ gật đầu tốt ngươi cùng nguyệt không cần loạn đi ngay tại bờ sông rửa sạch da thú là được, hiện tại nước cạn, cũng không biết bơi tới hung thú. Bình gật đầu sau đó tới kéo Giang Minh Nguyệt tay, Nguyệt, chúng ta đi thôi. Chương 12, ta thức tỉnh năng lực không giống bình thường, có người chủ động mời, Giang Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vậy cùng Bình dùng hai tấm lớn da thú cắt túi mấy kiện cỡ nhỏ da thú đi ra ngoài. Bình có 11 tuổi, bởi vì không có thức tỉnh huyết mạch, cho nên thân cao chỉ ở khoảng 1m6, tương lai tối đa cũng cũng chỉ có thể dài đến 1 mét 7 đây là nàng ghen quyết định, nàng một bên cổng gia thú bao phục đi ở trước nhất một bên nói liên miên lại nhảy cùng Giang Minh Nguyệt trò chuyện, Nguyệt, ta biết hôm nay ngươi không có thức tỉnh rất mất mát, năm đó ta cũng rất mất mát, mà lại ta là trong gia tộc cái thứ nhất thức tỉnh thất bại nữ hài tử, cho nên ta lúc ấy so tại mùa khô khổ sở nhất một tháng kia còn cảm thấy sợ hãi, chẳng qua cũng may hồng cửu nói ta vẫn là gia tộc một viên, sẽ không khu trục ta xuất gia tộc, cho nên ta liền mỗi ngày liều mạng làm việc, chỉ hy vọng có thể đạt được gia tộc che chở. Về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, chúng ta cố gắng làm việc, nhất định phải thật tốt sống sót. Về sau nếu như có cơ hội tìm một cái huyết mạch tốt nam tính kiếp sau hài tử, dạng này hài tử cũng sẽ có thức tỉnh khả năng. Giang Minh Nguyệt bề ngoài chỉ có 1m5, nhưng khí lực sớm không phải tiểu hài tử, cho nên mặc dù cổng một bao lớn áo da thú, nhưng là đi trên đường đi lại nhẹ nhõm, vẫn không có tụt lại phía sau. Nghe Bình nói liên miên lại nhảy miệng cười, ta không có ý định sinh con. A, à, Bình giật nảy mình, lập tức đưa tay đi che Giang Minh Nguyệt miệng, sau đó nhanh chóng bốn phía dò xét, thấy không có người ở chung quanh mới lỏng một đại khẩu khí, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, à? loại lời này ngươi về sau tuyệt đối không được nói, ta cũng làm vừa mới không nghe thấy, có nghe hay không? Giang Minh Nguyệt né tránh nàng che lấy tay, nhíu nhíu mày lại, vì cái gì a, à? vì cái gì? Ngươi là không có thức tỉnh huyết mạch sẽ không thay đổi thân nữ tính a, ngươi không có tự vệ cùng đi săn thu thập năng lực, ngươi trừ phụ thuộc vào bộ lạc cùng gia tộc, ngươi không có cách nào sống sót a. Đối với bộ lạc cùng gia tộc đến nói, ngươi cũng chỉ có sinh con cái này một cái tác dụng, ta sẽ không chỉ có sinh con một hạng tác dụng. Giang Minh Nguyệt nhẹ giọng nhưng là khẳng định nói, đừng có gấp phủ định, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bình nhíu mày tràn đầy không hiểu, không rõ mới 8 tuổi nguyệt có gì lực lượng nói lời như vậy. Er. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới bờ sông, sông kỳ thật khoảng cách sơn động cũng không tính xa, cũng liền 1.000m khoảng cách, mặt sông có hơn 5 mét rộng, hai cái mặt trời một cái tại chính đỉnh đầu một cái nghiêng, để mặt nước đảo lăng tăng ba quan. Bờ sông có mấy cái hơi có vẻ bằng phẳng lớn thạch đầu, kia là ngày bình thường thanh tẩy áo da thú địa phương, lúc này không có người đến, vừa vặn nhàn rỗi, Giang Minh Nguyệt cùng Bình liền đem da thú bao phục trực tiếp trồng chất tại lớn thạch đầu bên cạnh. Giang Minh Nguyệt thăm dò hướng trong sông mắt nhìn nước sâu, sau đó con mắt lập tức sáng, nhiều như vậy cá. Bình, nơi này có thật nhiều cá a. À. Chúng ta tẩy sông bắt cá đi, Bình nghe vậy nhìn thoáng qua, không có hứng thú địa đạo, ngươi nói những cái này nhiều thứ thú a, à, thứ này không thể ăn, có vậy có gai lại tanh còn khổ, trừ mèo thú không ai thích ăn. Giang Minh Nguyệt biểu lộ tràn ngập nghi vấn, hồi tưởng hạ giống như trong bộ lạc người xác thực chưa từng có nếm qua cá cho tới nay bọn hắn ăn đều là thú loại hoặc là chim muôn thịt cùng trứng, xác thực chưa thấy qua bọn hắn ăn trong sông đồ vật, bình, nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta cũng thức tỉnh, chẳng qua không phải biến thân năng lực, là nơi này hiểu đồ vật gia tăng, Giang Minh Nguyệt chỉ chỉ đại não, thần thần bí bí đối bình nói, bình tràn đầy không hiểu có ý tứ gì. Chẳng lẽ, ngươi là giống vô đồng dạng thu hoạch được thiên bẩm. Trời ạ, à, nàng nói xong trong mắt lập tức lộ ra cuồng hỉ, Hai tay kinh ngạc che miệng lại, trong mắt sáng lóng lánh, không phải vô năng lực, ai nha, nhưng là cùng thiên bẩm không sai biệt lắm, chính là Chính là ta biết rất nhiều đi qua không biết đồ vật, cái này gọi tri thức, Giang Minh Nguyệt cố gắng dùng các nàng có thể hiểu được từ ngữ để diễn tả, cũng tỉ như Ta nhìn thấy cái này nhiều thứ thú ta liền biết nó gọi cá, biết nó nên xử lý như thế nào khả năng ăn Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Trời ạ, à, quá thần kỳ Bình lập tức kinh ngạc là chỉ thấy nhiều thứ thú khả năng nhớ tới sao. Cái khác đâu, ta thử xem. Giang Minh Nguyệt làm bộ nhìn về phía chung quanh, đồng thời vận chuyển lên một hệ dị năng, sau đó chỉ vào bên cạnh thực vật nói. Ta biết cái này gọi lỏa quyết, cái này gọi đi quyết, cái này gọi hạt giống quyết, bọn chúng xử lý sau đều có thể ăn. Chẳng qua bây giờ lão, muốn ăn non không có triển khai cái chủng loại kia, ăn thời điểm cần dùng nước nóng chắc một chút, không phải chắc 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 còn có dịch nhân trời ạ à, thần kỳ như vậy năng lực ngươi vừa mới tại sao không nói bình lôi kéo nàng tựa như trở về chạy nhanh đi nói cho mọi người a à, năng lực này quá thần kỳ giang minh nguyệt đưa nàng giữ chặt cười trấn an nói không nên gấp gáp tất cả mọi người ra ngoài ngươi bây giờ trở về bọn hắn cũng không tại a à. ta trước đó có chút phản ứng không kịp cho nên nhất thời quên nói vừa mới nhìn thấy những vật này trong đầu liền lập tức xuất hiện giới thiệu lúc này mới xác định mình có một loại không giống bình thường năng lực không phải cố ý giấu giếm mọi người chúng ta có thể hái một chút có thể ăn đồ vật trở về dạng này liền chứng minh ta năng lực đúng bình cũng kịp phản ứng cao hứng đồng thời cũng có chút thất lạc ta còn tưởng rằng ta có người bạn đâu nguyên lai ngươi mặc dù không thể biến thân nhưng là cũng có không giống bình thường năng lực ta ta vẫn là sẽ một người bình nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cùng ngươi chia sẻ những kiến thức này chúng ta đưa chúng nó vận dụng Đồng dạng có thể cho gia tộc cho bộ lạc làm cống hiến, Bình đối với mình biểu đạt thiện ý, Giang Minh Nguyệt cũng không tiếc tại cho hồi báo, lập tức cho ra đề nghị, Bình hưng phấn có chút không dám tin, thật sao? Ta cũng có thể học, chỉ cần ngươi có thể ăn khổ, ta có thể chịu được cực khổ, ta từ 8 tuổi đến bây giờ 3 năm, ta mỗi ngày đều tại từ sáng sớm đến tối làm việc, ta không sợ nhất chịu khổ, Bình lập tức cam đoan, gia thú đều có thể giao cho ta thanh tẩy chỉ cần ngươi có thể dạy ta phân rõ những cái này có thể ăn đồ vật, đồ ăn. Thực sự là quá quý giá, ta có thể mỗi ngày đều giúp ngươi chia sẻ những cái này công việc. Giang Minh Nguyệt nhìn nàng thành khẩn bộ dáng cười, tốt, ngươi trước thanh tẩy gia thú, ta tìm mấy thứ đồ đến, sau đó dạy ngươi kết lưới bắt cá. Giang Minh Nguyệt nói vận chuyển lên trong cơ thể một hệ dị năng, rất nhanh liền xác định phương hướng, cuối cùng dừng ở một góc hai người ôm hết đại thụ dưới đáy. Cây này chơi lên quấn quanh lấy rất nhiều dây leo loại thực vật, Giang Minh Nguyệt đưa tay giật giật, dây leo loại leo lên nhiều rắn chắc, nàng nắm chặt dây leo, mũi chân điểm nhẹ thân cây, xoát 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 mấy lần liền leo lên, mãi cho đến hai mươi mấy mét cao thân cây phân nhánh chỗ mới dừng lại, sau đó từ cao vãng cuối xuống nhìn đứng tại gốc cây hạ trợn mắt hốc mồm bình, Nguyệt, ngươi làm sao so vượng thú còn có thế leo cây? Ngươi bò quá cao, cẩn thận một chút, chuyện nhỏ, Giang Minh Nguyệt hướng nàng vẫy vẫy tay để nàng yên tâm, sau đó xoay người mượn thân hình che chắn từ không gian bên trong cầm chui chém sắt như chém bùn chủy thủ đến, chỉ lưu một cây dây leo, còn lại toàn bộ chém đứt, sau đó kéo ra từ thân cây chỗ ném xuống, không đầy một lát, rễ cây chung quanh liền trồng một đống ngón tay cái tới cổ tay phẩm chất dây leo. Giang Minh Nguyệt thăm dò mắt nhìn, xem chừng không sai biệt lắm, sau đó dắt dự lưu lại cây kia dây leo trượt xuống đại thụ, Bình đã trở lại bờ sông soát lên gia thú. Giang Minh Nguyệt liền trực tiếp tại nguyên chỗ đem những cái này dây leo dựa theo phẩm chất phân loại, sau đó chọn lựa ra thích hợp kích thước gọt gọt chặt chặt ra bắt đầu bệnh, bình da thú rửa sạch tốt thời điểm, Giang Minh Nguyệt trong tay cây mây lưới đánh cá cũng điên tốt, cái này lưới đánh cá mắt lưới có chút lớn, hai cân trở xuống cá đều sẽ bị lọc mất, nhưng là trước đó Giang Minh Nguyệt cũng nhìn, có thể là lâu dài không có bị bắt vớt qua quan hệ, cái này trong sông cá đều rất lớn, nói thế nào đều có năm cân trở lên. Cho nên cái này lưới dùng đến vừa vặn, nàng đem dây leo lưới đánh cá kéo đi qua, sau đó gọi Bình nói: "Nhìn ta cho ngươi đánh một đánh cá đi lên. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn cá nướng, uống canh cá." Chương 13: Bờ sông thu hoạch, Bình đối với nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng Hiếu Kỳ cùng chờ mong chiếm thượng phong, để nàng lập tức đón giúp đỡ nàng cùng một chỗ đem dây leo lưới đánh cá hướng bờ sông kéo, muốn làm thế nào đâu? Nếu như là phổ thông lưới đánh cá, đó là đương nhiên là tung lưới còn muốn vung cái xinh đẹp hình tròn, đáng tiếc cái này dây leo kết lưới đánh cá quá nặng đi, muốn vung đẹp như thế sợ là có khó khăn, cho nên Giang Minh Nguyệt quyết định đem nó làm cạm bẫy đến dùng, nàng đem lưới bốn cái gốc tất cả đều buộc lên dây leo, sau đó để bình lui lại, mình vận khởi khí lực đem lưới đánh cá, xoát, đặt vào trong sông, không có thiên địch tự do tự tại bầy cá lập tức bị bị hù tứ tán ra, Giang Minh Nguyệt cũng không nóng nảy, đem tới gần bờ sông hai cây dây leo kéo căng thắt ở bờ sông trên đại thụ mặt khác hai cây lỏng loẹt khoác lên bên bờ sông làm cả trương lưới bày ra tại đáy sông nước bùng bên trong rất nhanh hơi có vẻ vẫn đục nước sông lại trở nên trong suốt không có phát hiện cái gì nguy hiểm bầy cá cũng rất nhanh liền bắt đầu trở về giang minh nguyệt từ bờ sông nắm chặt rất nhiều thực vật lá non dao cho bình để nàng đứng tại lưới đánh cá thượng du vị trí hướng trong nước ném chậm chạp lưu động dòng nước đem những thực vật này chồi non hướng hạ du mang rất nhanh liền hấp dẫn số lớn loại ăn cỏ bầy cá truy đuổi lưới đánh cá phía trên lập tức liền tụ tập rất nhiều bầy cá giang minh nguyệt nhắm ngay thời cơ cấp tốc kéo động kia hai cây dây leo rộng lớn mắt lưới lọc mất nước sông cùng hình thể nhỏ bé bầy cá nhưng là cũng bao phủ rất nhiều đầu hình thể to con cá lớn lưới đánh cá nổi lên mặt nước một khắc này đầu cá đuôi cá không ngừng vặn vẹo dãy giụa thân cá bên trên lân phiến cũng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng chói mắt bình thấy thế lập tức tới giúp giang minh nguyệt lôi kéo lưới đánh cá mười mấy đầu năm cân đi lên cá lớn ở chỗ này tích 10 mét vuông lưới đánh cá bên trong không ngừng dãy dụa nhảy vọt, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hai người kéo tới bên bờ trong bụi cỏ, bình mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, nhưng nhìn lưới đánh cá ánh mắt lại đựng đầy vui sướng, nguyệt, nhiều như vậy. Một lần vậy mà liền có nhiều như vậy, nơi này không ai đánh cá, cho nên những cái này đồ biển sống quá an nhàn liền, tương đối ngốc, chẳng qua chúng ta nhiều đánh mấy lần bọn chúng liền sẽ tin. Giang Minh Nguyệt cầm lên một cây đầu gỗ bổng tử tại mỗi đầu cá lớn trên đầu đều gõ một cái, nguyên bản kịch liệt dãy dụ cá lập tức đều ngất đi. Nàng đem lưới lật qua, đem cá tất cả đều đổ vào trong bụi cỏ, sau đó kiểm tra hạ lưới đánh cá hư hại tình huống, phát hiện không có vấn đề liền đem lưới lần nữa ném về trong sông. Như thế theo nếp bào chế, các nàng rất nhanh lại thu hoạch hai lưới hai mươi mấy con cá trong thời gian này bình đã nghe giang minh nguyệt phân phó đem rửa sạch sạch sẽ da thú trở về sơn động đồng thời mang tới cốt đao đó là dùng sống lưng thú xương bắp chân rèn luyện mà thành tay cầm thêm cốt nhận dài ướt chừng một thước nhìn rất là sắc bén da thịt gần sát lúc còn có thể cảm nhận được hàng khí âm u đây là trong nhà thường ngày cắt chém loại thịt lúc sử dụng hết thảy cũng chỉ có hai thanh bình cũng là tiêu tốn một phen miệng lưỡi mới từ mẫu nơi đó lấy một thanh cốt đao nguyệt mẫu không tin nhiều thứ thú có thế ăn chẳng qua ta nói ngươi năng lực, nàng mới nguyện ý đem cốt đao cho ta, yên tâm, sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Giang Minh Nguyệt cười tiếp nhận cốt đao, sau đó tay chân lanh lẹ cho cái này hơn 30 đầu cá lớn mở ngực mổ bụng phá vẫy đi má. Đây là bọn chúng lân phiến, rất tanh, mà lại bắt đầu ăn cũng không tốt ăn, cho nên nhất định phải cạo. Cái này lục sắc chính là mật đắng, nếu như đem nó đụng phá, như vậy toàn bộ nhiều thứ thú thịt đều sẽ vừa đắng vừa chát cho nên chúng ta bình thường không ăn nhiều thứ thú không phải nó không thể ăn mà là sẽ không xử lý nó chỉ cần thu thập tốt mỗi loại nhiều thứ thú đều sẽ có khác biệt mỹ vị giang minh nguyệt một bên làm việc một bên cho bình giảng giải bình nghe say sưa ngon lành đồng thời nước bọt nhịn không được bài tiết gia tốc nếu như những cái này nhiều thứ thú đều có thể ăn như vậy chúng ta nơi cung cấp thức ăn liền càng rộng mọi người cũng không cần lo lắng đói bụng đúng chúng ta còn có thể đem nó phơi khô thành khô dạng này tại mùa mưa cùng mùa khô nghiêm trọng nhất đoạn thời gian kia liền có đồ ăn, Giang Minh Nguyệt để bình càng thêm mừng rỡ, có thể chứ? Cái này vậy mà là có thể bảo tồn sao? Đây chẳng phải là nói về sau đều không cần lo lắng chịu đói rồi, nàng nói đứng dậy nhìn về phía trong sông còn tại du động bầy cá, trong mắt có đè nén không được khát vọng, Giang Minh Nguyệt ngẩng đầu một cái, kém chút bị nàng mắt bốc lục quan dáng vẻ hù đến, nhưng là vừa nghĩ tới mọi người đói dừng lại no bụng dừng lại tình huống, vừa nghĩ tới mùa mưa hồng thủy tràn lan cùng mùa khô cực độ khô hạn lúc bởi vì đồ ăn thiếu mà chết đói người tình huống, nàng lại lý giải Bình khát vọng. Bình, ngươi theo ta vừa mới phương pháp tiếp tục làm, ta lại làm đồ vật ra tới nhìn xem có thể hay không bắt lấy cái khác tôm cá tươi. Bình nghe xong có nhiệm vụ cho mình lập tức từ bỏ nhìn chầm chầm mặt sông quay tới hỗ trợ, học giang minh nguyệt dáng vẻ nghiêm túc giết cá, tốt, là như thế này đi, ta làm đúng a à? đúng, ngươi cẩn thận một chút không muốn cắt đứt tay, ta đi bên cạnh tìm một chút có thể bệnh đồ vật. Giang Minh Nguyệt nói bốn phía dò xét, chọn đám cao cỡ một người cành mận gai trạng bụi cây bắt đầu gãy cành, trọn vẹn gãy một đống lớn, kém chút đem cái này đám lùng cây gãy trọc, sau đó mới bắt đầu chọn định thích hợp chiều dài bệnh lên tới. Nàng biên chính là hai cái đơm tôm, đáy miệng lớn nhỏ, miệng bộ còn cắm rất nhiều hướng vào phía trong cành mận gai, để tiến vào cái sọc bên trong sinh vật có tiếng không ra. Bình đã đem những cái kia cá thu thập còn hơn một nửa, giang minh nguyệt nhặt chút cá nội tạng phóng tới cái sọc bên trong sau đó tại bờ sông tìm hai nơi cây rong tươi tốt địa phương đem đơm tôm hạ đi vào đồng thời dùng dây leo buộc tốt để tránh bị cái khác động vật kéo đi làm xong những cái này nàng không có đi về tìm bình mà là dọc theo bờ sông tiếp tục tìm kiếm một đám phiến lá tròn hình trứng bụi cây hấp dẫn lực chú ý của nàng cái này đám bụi cây không sai biệt lắm có gần cao 2 mét thân thân có trứng gà phẩm chất phía trên hơi thô ráp sơ bị ngắn nằm lông, phiến lá cỏ chất, phía trên lục sắc, mặt sau có lưng lông. Đây là, trữ tê dạy sao, Giang Minh Nguyệt có chút không xác định, vẫn là dùng một hệ dị năng dò xét một phen mới xác định, đây quả thật là chính là trữ nha, là thế giới này dị biến chủng loại, phản phất hoa hạ trữ tê dạy ăn to ra tề, khá lắm, như thế lớn trữ nha, nhất định có thế rút ra rất nhiều tia, đó có phải hay không nói rõ, cách mặt vào tơ dệt vật liền không xa rồi, nàng mừng rỡ. Lập tức bắt đầu chọn thành thục thân thân chặt lên, đúng là chặt, hoa hạ trữ tê dạy cành cây mảnh, dùng liêm đao cắt là được, thế nhưng là cái này trứng gà phẩm chất hồng hoang trữ tê dạy coi như không thích hợp liêm đao cắt, chỉ thích hợp khai sơn đao hoặc là búa tới chém, may mắn nàng vũ khí đều là chém sắt như chém bùng, cho nên chặt đi xuống những cái này thành thục trữ tê dạy không tính việc khó, nàng đem những cái này trữ tê dạy trói tốt, sau đó kéo lấy đi tìm bình, đây cũng là có thể ăn sao? Bình ngay tại làm giết cá kết thúc công việc, trông thấy Giang Minh Nguyệt lại kéo lấy một bó lớn đồ vật trở về không khỏi mừng rỡ, kích động ngữ khí đều biến điệu, "Ách, nhất định phải ăn thứ này cũng xác thực có thể ăn." Chẳng qua so với ăn đến nói, nó càng có cái khác tác dụng, ví dụ như nó cây có thể lợi niệu, có thể an thai, cái này lá cây có thể cầm máu, nó nở hoa về sau kết hạt giống có thể ép dầu, làm xà phòng hoặc là ăn đều có thể nhưng là ta đem nó chặt trở về là chuẩn bị kéo tơ sau đó làm quần áo. Trữ tê giải xác thực có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, chương 14, mắng ngươi cũng nghe không hiểu, cầm máu. Đây chính là quá tốt, chẳng qua kéo tơ. Trong này có chút sao? Cái dạng gì tia, bình tò mò đem trữ say ngất đến che đi nhìn, làm sao cũng không có phát hiện có giống tia đồ vật. Hiện tại còn nhìn đoán không ra, cần dùng thanh thủy ngâm mấy ngày khả năng nhìn thấy, sau đó trải qua đánh nha, kéo đầy rối, kéo tê dại dụ tử, giật dây, xuyên trừ, xoát tương nước, dệt vải, tẩy trắng chờ trình tự làm việc liền có thể đem nó biến thành vải đây. Làm như vậy thành quần áo mang theo thiên nhiên lạnh cảm giác, sẽ không ẩm ướt oi bức còn thông khí, so da thú muốn dễ chịu. Nguyệt, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, ta nếu là cũng có thể được thiên bẩm liền tốt, bình ao ước lại mất mát cảm thán, bình cũng rất lợi hại a. À. Nhiều như vậy nhiều thứ thú đều bị ngươi thu thập sạch sẽ, đêm nay ngươi nhất định phải ăn nhiều nhất. Giang Minh Nguyệt trấn an hài tử một loại trấn an bình, quả nhiên vừa mới còn có chút ủ rũ bình lập tức liền tinh thần. Bình A phụ huyết mạch thức tỉnh vì hồ, mặc dù bình không có kế thừa hắn biến thân năng lực, nhưng là dáng dấp lại là vũ mị xinh đẹp, không thể so với tỷ tỷ đẹp kém. Lúc này một đôi hồ ly mắt sáng tinh tinh mà nhìn xem Nguyệt, tràn đầy được khen ngợi sau vui sướng, để Giang Minh Nguyệt có loại cho thú nhỏ vuốt lông thành công cảm giác thành tựu. Ta đem những này trữ ma bào bên trên, sau đó chúng ta liền đem những này nhiều thứ thú mang về, đi săn đội cùng thu thập đội hẳn là cũng mau trở lại, chúng ta muốn chuẩn bị cơm tối. Giang Minh Nguyệt cảm giác thế giới này không chỉ có một năm là 20 tháng, liền mỗi ngày giống như đều so tại hoa hạ thời điểm muốn dài, làm lâu như vậy sống, theo lý thuyết sớm nên đi qua nửa ngày nhanh trời tối mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn xem, mặt trời chẳng qua mới từ chính đỉnh đầu hướng Tây đi một nửa, chẳng qua thời gian này cũng là đi săn đội cùng thu thập đội nên trở về đến thời gian, bởi vì trời tối sau rừng cây sẽ càng thêm nguy hiểm cùng lúc đó đám người phân phối bữa tối cùng thịt nướng cũng là cần thời gian những cái này hoàn thành cũng liền nên trời tối được bình nghe giang minh nguyệt đề nghị sau lập tức đồng ý giang minh nguyệt đem trữ ma bào tốt bình đã dùng dây cỏ đem cá tất cả đều xuyên má buộc lại sau đó xuyên qua một cây cán dài bên trên hai người khiên ba mươi mấy đầu thu thập sạch sẽ cá lớn hướng hang động đi hai người bọn họ vẫn là hài tử cho nên thu hoạch đồ ăn có thể không cần quy về bộ lạc là có thể làm vật riêng tư cho nên hai người chuẩn bị trực tiếp đem cá nhất về sơn động ai ngờ trên đường vừa vạn đụng phải thu thập trở về liễu tan đẹp mưa bốn người các nàng bên hông da thú túi đều là xẹp bên trong quả dại hẳn là đều đã nộp lên còn không có tới gần mưa liền che mũi một bộ ghét bỏ vạn phần bộ dáng hai người các ngươi lớn nhỏ phế vật không phải đi tẩy da thú rồi sao cầm trở về nhiều như vậy nhiều thứ thú làm gì tanh chết rồi nhanh cách ta xa một chút các ngươi chưa nói xong muốn đem cái này mang về sơn động tang cũng chào mày không lắm tán đồng nhìn xem giang minh nguyệt cùng bình trong ánh mắt là nhàn nhạt ghét bỏ giang minh nguyệt biết tại động vật thế giới bên trong nếu như một thai sở sinh con non có cường tráng có nhỏ gầy mẫu thú sẽ không giống nhân loại như thế phá lệ chiếu cố nhỏ yếu ngược lại sẽ mười phần ghét bỏ bởi vì sinh tồn điều kiện quá tàn khốc cho nên mẫu thú sẽ từ bỏ những cái này tiên thiên liền tương đối yếu ớt con non, ngược lại phá lệ chiếu cố cường tráng hậu đại, mà xem như cường tráng huynh đệ tỷ muội cũng sẽ xa lánh cùng khi dễ nhỏ gầy con non, tranh đoạt đồ ăn cùng cơ hội sinh tồn, có khi sẽ còn trình diễn vứt bỏ, giết chết, thậm chí ăn hết tình huống của con mình. Những cái này hiện tượng tại rất nhiều động vật có vú cùng giống chim bên trong đều phi thường phổ biến, ví dụ như sư tử, bạch hạt chờ đây chính là cái gọi là cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bộ này tàn nhẫn luật trừng xem ra cũng lan tràn đến nhân loại của thế giới này quần thể bên trong, cho nên tan là nguyên thân nguyệt mẫu thân, dù là các nàng có quan hệ máu mũ, tan cũng dưỡng dục nguyệt 8 năm, nhưng là tại phát hiện nàng không có thức tỉnh hình thú, không có bất kỳ cái gì giá trị sau cũng sẽ quả quyết mà đưa nàng vứt bỏ. Về phần đại cửu cậu hồng cùng tiểu cửu cửu bằng, cũng là xem ở nàng là cái nữ tính. Về sau còn có sinh hạ hậu đại năng lực mới lưu nàng lại a, à, cho nên nhìn như vậy đến, bình ngược lại bởi vì đồng bệnh tương liên quan hệ, trở thành cùng người thân cận nhất của mình, Giang Minh Nguyệt trong đầu ý nghĩ tránh rất nhanh, những ý nghĩ này chẳng qua là trong nháy mắt, cho nên bình lúc này còn tại cùng đám người phí sức giải thích, không phải, những cái này nhiều thứ thú là bị xử lý qua, Nguyệt nói xử lý như vậy qua nhiều thứ thú có thể ăn, mà lại phi thường mỹ vị. Nguyệt. Cái kia tiểu phế vật mưa cười lên ha hả lời nàng nói ngươi cũng tin quả nhiên hai người các ngươi mới là một loại người huyết mạch không được đầu óc cũng không được những người khác đối với nàng có chút nhàn nhạt nhíu mày nhưng là cũng đều không có mở miệng trách cứ chỉ có liễu nàng nhẹ giọng mở miệng nói hôm nay gia thú rửa sạch rồi sao nếu như rửa sạch vậy còn dư lại thời gian liền tùy các ngươi làm chút nhiều thứ thú cũng coi như chơi nếu như không có làm xong việc liền đi chơi rửa sạch a mẫu chúng ta đã sớm rửa sạch những này là chúng ta tẩy xong da thú mới làm mà lại ngươi không biết nguyệt kỳ thật vào hôm nay nghi thức bên trên cũng thức tỉnh năng lực chẳng qua không phải biến thân mà là giống vô đồng dạng thu hoạch được thiên bẩm nàng lập tức biết thật nhiều đồ vật những cái này nhiều thứ thú chính là nguyệt dùng dây leo biên lưới bắt được chúng ta chỉ bắt ba lần liền có nhiều như vậy mà lại kia vừa vặn tốt tốt ngày mai còn có thể tiếp tục bắt đâu nguyệt còn phát hiện một loại kêu cái gì tê dại đồ vật cái kia về sau có thể làm quần áo, mặc so da thú váy dễ chịu, bình khó được có phun một cái, vì nhanh cơ hội, triệt để một loại đem chứng kiến hết thảy đều nói ra, sau đó một bộ cùng có vinh yên tư thế nhìn xem đám người, phản phất Giang Minh Nguyệt những cái này vinh quang cũng đều có thể soi sáng trên người mình, liễu cùng tan biểu lộ như tin như không, đẹp biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, mưa thì một bộ nghe được thiên đại tiếu thoại tư thế, thiên bẩm, nàng cũng xứng, cho tới nay, trừ vu, ai có thể bị thiên bẩm nàng một cái liên biến thân cũng không thể tiểu phế vật sẽ bị thiên bẩm, thật sự là chuyện cười lớn, sẽ không phải là thức tỉnh thất bại cho nên bị kích thích đầu óc hư mất nói lời nói điên cuồng đi, cũng liền lừa gạt hạ ngươi kẻ ngu này, chính ngươi tin tưởng cũng liền thôi, lại còn dám cùng A Mẫu đến nói, thật sự là không sợ mất mặt, những người khác biểu lộ lập tức có chút giật mình, hiển nhiên tin tưởng mưa ngôn luận, bình bị nói sắc mặt đỏ lên, há mồm nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Giang Minh Nguyệt kéo lại nàng, Nhìn xem mưa giống như cười mà không phải cười, hạ trùng không thể ngữ băng. Có ý tứ gì? Mưa lập tức hỏi ngược lại. Nơi này khí hậu nóng bức, vô luận là mùa khô vẫn là mùa mưa nhiệt độ không khí cũng rất cao, cho nên chưa từng có tuyết rơi, đám người tự nhiên cũng chưa từng gặp qua băng dáng vẻ. Giang Minh Nguyệt cái này hình dung thật sự chính là 10 phần chuẩn xác, nàng nhìn xem mưa cùng đám người nghi hoặc không hiểu bộ dáng nói. Chính là nói ngươi ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, ít ngồi đáy giếng. Tết ngồi đáy giếng, cô lậu quả văn, kiến thức nửa vời, còn muốn ta nói tiếp sao? Nàng nói những cái này mưa cùng đám người gần như đều nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt của nàng cùng ngữ khí đều biết cái này nhất định không phải cái gì tốt lời nói. Mưa lập tức bị tức hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, đưa tay liền phải đến đánh. Chương 15, Bộ Lạc Quảng Trường Giang Minh Nguyệt tạm thời không nghĩ bại lộ thân thủ của mình, dị năng cũng muốn lưu làm ác chủ bài, cho nên chỉ là tốc độ rất nhanh đem một đầu sáu cân nhiều cá lớn trực tiếp chạy đến mưa đưa qua đến bàn tay trước, quả nhiên, mưa lập tức chán ghét rút tay trở về, sau đó che mũi lui lại, tanh chết rồi, cầm xa một chút, Liễu Tiến lên một bước đem mưa ngăn tại đằng sau, sau đó nhìn Giang Minh Nguyệt nghiêm túc nói, "Bình nói là thật a. À. Ngươi thật bị thiên bẩm rồi." Giang Minh Nguyệt nhìn một chút thần sắc nghiêm túc Liễu, xác thực trong đầu nhiều rất nhiều nguyên lai like không biết đồ vật, ví dụ như, Liễu Thanh Âm có chút vội vàng, ví dụ như nhìn thấy thực vật liền sẽ biết nó kêu cái gì có làm được cái gì đồ nhìn thấy nhiều thứ thú liền biết nên như thế nào ăn nó nhìn thấy một vài thứ liền biết nó phương pháp luyện chế tạm thời chỉ biết nhiều như vậy dù sao chúng ta cũng chỉ là đi bờ sông ven đường đụng phải đồ vật cũng không nhiều muốn có càng nhiều thu hoạch vẫn là muốn ra bộ lạc mới được gian minh nguyệt để lộ ra tin tức nửa thật nửa giả nhưng là chính là mấy dạng này liền đã để đám người hô hấp đều dồn dập lên tan ánh mắt có chút không hiểu Nàng nhìn về phía Giang Minh Nguyệt mở miệng nói, nghi thức lúc kết thúc vì cái gì không nói, ngươi có hỏi qua ta sao, Giang Minh Nguyệt nhìn xem ánh mắt của nàng không buồn không vui, nếu như ta nhớ không lầm, đây là nghi thức kết thúc sau ngươi nói với ta câu nói đầu tiên A, à. tan trong lúc nhất thời chán nản, trầm mặt hạ không tiếp tục nói, một mực đứng ngoài quan sát đẹp chen lời lời nói, bằng cậu mang ngươi trở về, ngươi cũng không có nói với hắn A, à. quên, lúc ấy không có kịp phản ứng. Ra ngoài làm việc nghiệm chứng sau mới biết được đây là sự thật. Dù sao loại này chỉ có vô khả năng hưởng thụ đại ngộ cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Ta cần thời gian đến phản ứng cũng rất bình thường. Mà lại ta nghiệm chứng sau lập tức liền làm ra đồ ăn. Đây xem như công lao thật lớn đi. Giang Minh Nguyệt dọc nước không lọt. Để đám người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thế nhưng là làm sao nghe đều có một cổ khoe khoang hương vị cùng đưa các nàng ngăn cách bởi bên ngoài cảm giác. Liễu dù sao cũng là nhiều tuổi nhất, dẫn đầu điều chỉnh tốt tâm tính nhìn xem Giang Minh Nguyệt cười nói nếu như đây là sự thực Kiên Nguyệt thế nhưng là nhà chúng ta đại công thần cũng sẽ là trong bộ lạc đại công thần nhưng là đây hết thảy đều cần hướng mọi người chứng thực một chút người nói đúng a à, không có vấn đề a à, dù sao ta cũng không muốn che giấu có bản lĩnh để mọi người đều biết dạng này cũng có thể cho gia tộc và bộ lạc làm cống hiến nha Giang Minh Nguyệt mỉm cười không bằng liền từ cái này nhiều thứ thú bắt đầu để mọi người đều biết chúng ta lại phát hiện một loại đồ ăn. Dù sao, đồ ăn thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Liễu trầm ngâm gật đầu, tốt, vậy đi trong nhà vẫn là bộ lạc quảng trường. Đương nhiên là quảng trường, một lần liền có thể cho tất cả mọi người nghiệm chứng hạ ta nói chính là không phải thật sự. Giang Minh Nguyệt nhìn xuống tức giận bất bình mưa, quyết định muốn trước mặt mọi người phơi bày một ít thực lực, miễn cho về sau nàng ba ngày hai đầu đến gây chuyện. Vậy thì đi thôi, cơm tối liền phải bắt đầu, đi săn đội hẳn là cũng trở về liễu gật đầu sau đó dẫn đầu đi ở phía trước ta nhìn giang minh nguyệt liếc mắt do dự một chút hay là hỏi ta đến gánh đi giang minh nguyệt lắc đầu điểm ấy phân lượng ta còn gánh động ta thấy thế cũng liền coi như thôi sau đó cùng bên trên liễu bước chân mưa lôi kéo đẹp nói mấy câu hai người lập tức chạy ở đằng trước xa xa thổi qua đến một câu tiếng la ta mẫu chúng ta đi trước tìm tù trưởng nói chuyện này bộ lạc quảng trường chính là trước đó tổ chức thức tỉnh nghi thức cái chỗ kia Khoảng cách các nàng sơn động cũng không tính quá xa, cũng liền hơn 1.000m khoảng cách. Lúc này chính rối bời tụ tập rất nhiều người. Toại bộ lạc hết thảy có to to nhỏ nhỏ 35 gia tộc, tổng cộng nhân khẩu không đủ 300 người, xem như cỡ trung bộ lạc. Mỗi ngày mọi người tập thể đi săn thu thập, sau đó trên quảng trường thống nhất phân phối đồ ăn. Bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, mùa khô mọi người chọn thống nhất trên quảng trường thịt nướng, sau đó chia ăn. Mùa mưa thì sẽ khai thác trên quảng trường phân thịt sau đó các gia tộc lĩnh trở về tự hành nướng phương thức dạng này có thể giảm bớt trong huyệt động ẩm ướt tình huống lúc này chính là mùa mưa vừa mới bắt đầu thời điểm cho nên bộ lạc quảng trường bên trên vừa mới trở về đi săn đội trưởng tại khí thế ngất trời vội vàng thu thập con mồi cùng phân thịt hôm nay đi săn đội vận khí dù sao buổi sáng tổ chức thức tỉnh nghi thức chỉ có buổi chiều thời gian cho nên đám người chỉ săn được một đầu nặng chừng ngàn cân dẹp sừng trâu dẹp sừng trâu không thuộc về hung thú chỉ là một loại rất phổ thông ăn cỏ thú dáng dấp cùng phương nam Châu nước không sai biệt lắm chẳng qua nhan sắc không phải màu xám đen ngược lại là hiện ra điểm kim loại màu sắc thổ hoàng sắc trên đỉnh đầu có to lớn bằng phẳng sừng thú lúc này đầu lâu đã bị chém xuống to lớn thạch trong chậu là thu thập thú huyết cách một khoảng cách đều nghe được một cỗ mùi máu tươi trong bộ lạc lục gia hảo thủ lợi chính mang theo mấy người trẻ tuổi tại thuần thục cắt chém thịt thú vật nhan sắc đỏ thẩm biến đen thịt còn bốt hơi nóng để xung quanh đến lĩnh thịt gia tộc đại biểu càng không ngừng nuốt nước miếng nguyên thân ba cái cửu cửu cùng biểu ca thạch cũng ở nơi đây hẳn là muốn chờ phân nhục chi sau lại trở về mưa lôi kéo đẹp mấy bước liền chạy quá khứ lớn tiếng nói tù trưởng nguyệt nói nàng biết như thế nào đem nhiều thứ thú biến thành đồ ăn còn nói nàng tại buổi sáng thức tỉnh nghi thức bên trên bị thiên bẩm cùng vu có đồng dạng trải qua đâu lời này mới ra không chỉ là tù trưởng nguyên thân cửu cửu biểu ca bao quát tất cả ở đây thanh tĩnh lời nói người tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt quay lại. Mưa dương dương đắc ý quay đầu mắt nhìn đã cùng lên đến Giang Minh Nguyệt bọn người, ngữ điệu nhẹ nhàng cao nàng còn nói muốn tại quảng trường cho mọi người biểu hiện ra năng lực của nàng đâu. Nguyệt, mưa nói ngươi tại buổi sáng nghi thức bên trên bị thiên bẩm, biết rất nhiều thứ, chuyện này là thật sao, tù trưởng mấy bước liền bước đi qua, trên người xương sức bởi vì va chạm kịch liệt mà phát ra rất lớn tiếng vang bình bị khí thế của hắn bị hù lui lại một bước kéo tới giang minh nguyệt trên vai cục cũng đi theo về sau rụt lại lo lắng cá rớt xuống đất dính thổ giang minh nguyệt tay mắt lanh lẹ đem cục kéo trở về lần này cử động rơi vào trong mắt mọi người mưa lập tức phát ra một tiếng cười nhạo giang minh nguyệt không để ý tới nàng đối mặt thoa thuốc màu tóc rối tung tù trưởng hết sức bình tĩnh đúng vậy tù trưởng trong đầu của ta nhiều rất nhiều đồ vật ta có thể phân rõ thực vật biết một chút công cụ cách làm còn biết một chút trước kia tuyệt không bị phát hiện đồ ăn, nhiều thứ thú chính là ta cho mọi người mang về thứ nhất dạng đồ ăn. Tù trưởng con mắt theo Giang Minh Nguyệt lời nói càng ngày càng sáng, nhưng là vẫn khắc chế mà hỏi thăm, người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng biết lừa gạt hậu quả a. À. Ta nguyện ý dùng kết quả hướng mọi người chứng thực lời ta nói đều là thật. Giang Minh Nguyệt thần tình nghiêm túc lại nghiêm túc, mời tù trưởng để người dựng lên đống lửa, nổi lên thạch nồi, ta lập tức liền đến cho mọi người chứng thực, bộ lạc của chúng ta lại nhiều đồng dạng đồ ăn, tương lai, chúng ta sẽ không lại tiếp nhận đói. Câu nói sau cùng tác dụng quá lớn, chương 16, một cá ba ăn, tù trưởng lập tức hưng phấn lên, chung quanh nghe được người cũng đều từng cái mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cũng không giống như mưa đồng dạng, một lòng chỉ muốn nhìn Giang Minh Nguyệt xấu mặt, bọn hắn càng chờ đợi chính là nàng nói đều là thật, trong bộ lạc lại xuất hiện một vị người tài ba, tương lai của bọn hắn càng phát ra có bảo hộ, nghe ta mệnh lệnh, dựng lên đống lửa, Đổi lên Thạch nồi, hôm nay chúng ta cùng đi chứng kiến một cái mới đồ ăn sinh ra, tù trưởng hạ lệnh, lập tức liền có người hưởng ứng cùng hành động, những người ở nơi này đã cáo biệt ăn lông ở lỗ thời kỳ, bắt đầu sẽ sử dụng cùng bảo tồn hỏa chủng, sớm nhất hỏa chủng là từ mùa khô lúc trừng rậm hỏa hoạn bên trong thu hoạch, về sau bọn hắn mỗi cái trong huyệt động đều sẽ sắp đặt một cái lò sưởi, bên trong lửa muốn bảo đảm ngày đêm không tắt, nếu như gặp phải di chuyển thời điểm, trong bộ lạc cũng sẽ giữ lại mấy cái thạch bồn bên trong là thiêu đến đỏ bừng thân cây phía trên đắp lên thật dày cho tàn đến nơi ở sau thanh lý mất cho tàn sau lại để lên khô ráo nhung cỏ ngọn lửa rất nhanh liền sẽ bốc lên đến sau đó các nhà lại lấy mới hỏa chủng đến nhà mình trong huyệt động lúc này cách gần đây người đã mang tới hỏa chủng một đống lửa lập tức thăng lên sau đó bị phân hai đống ba chồng bằng thừa cơ tiến đến giang minh nguyệt trước mặt hạ thấp giọng hỏi nguyệt mưa nói là thật sao ngươi buổi sáng thật bị thiên bẩm rồi thức tỉnh thất bại không có gì, nhưng là lừa gạt tù trưởng rất có thể sẽ bị khu trục ra bộ lạc, ngươi nhưng ngàn vạn nghĩ kỹ, hắn chưa hề nói, ngươi bị thiên bẩm vì cái gì không có nói với ta, mà là tại lo lắng Giang Minh Nguyệt lại bởi vì nói láo mà bị khu trục ra bộ lạc, Giang Minh Nguyệt trong lòng có một chút ấm áp, nàng mỉm cười, bằng cậu, ngươi yên tâm, ta nói đều là thật, bằng nhìn xem nàng nghiêm túc dáng vẻ rốt cục tin tưởng, sau đó khóe miệng ức chế không nổi dơ lên hiển nhiên rất là kích động vui sướng, kia, tiếp xuống cần làm thế nào? Ta tới giúp ngươi, bằng phất, đại cửu cậu hồng cùng tam cửu cửu mây cũng đi tới, nhìn thấy bằng thần sắc bỗng nhiên trầm tĩnh lại, hiển nhiên vừa mới cũng tại có chút lo lắng cùng lo lắng, nguyệt, cần làm cái gì? Chúng ta tới làm, đại cửu cậu hồng mở miệng hỏi thăm, cần chia cắt thịt thú vật gốc cây, hai mươi mấy cây vót nhọn gậy gỗ đến xuyên nhiều thứ thú, còn cần đem hai ngụm thạch nồi đốt nóng, lại muốn một khối lớn dẹp sừng trâu phần bụng kia giàu có mỡ thịt. Mấy cái cửu cửu nghe xong lập tức lôi kéo người bên cạnh đi chuẩn bị, dẹp sừng trâu thịt còn tại chia cắt bên trong, nhưng là phân thịt đám người lại đều không nguyện ý rời đi, cho nên tù trưởng dứt khoát vung tay lên, để mọi người trở về hô trong huyệt động người nhà, đêm nay tập thể trên quảng trường thịt nướng, đồng thời phái người đi mời vu cùng đi chứng kiến trong bộ lạc kỳ tích thời khắc mà chính hắn thì là đi theo Giang Minh Nguyệt bên người nhắm mắt theo đuôi muốn quan sát nhất cử nhất động của nàng. Giang Minh Nguyệt không nhận những cái này ngoại giới quấy nhiễu, nàng chính đem những cái này cá lớn phóng tới trong bộ lạc ngày thường cắt chém loại thịt cự hình gốc cây trên thất tiến hành xử lý, trừ bỏ ba đầu cá lớn chuẩn bị làm xuyến lát cá bên ngoài, cái khác 32 đầu toàn bộ đổi đao cùng ướp gia vị, trong bộ lạc là có muối, chẳng qua là có rất nhiều tạp chất màu vàng bên trong còn mang theo điểm đắng chắc hương vị hạt muối tử nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Giang Minh Nguyệt từ đầu gỗ bình bên trong bắt chút hạt muối tử ra tới hòa tan đến thạch bồn trong nước đơn giản quấy dưới, nhưng lúc người ta không để ý còn trà trộn vào đi một chút mình không gian bên trong muối miệng, lúc này mới đem những cái này nước đều đều bôi ở thân cá trong ngoài, sau đó còn đem trên đường thuận tay hao xuống tới một chút lá cây đặt ở trên thất đập nát, cũng bôi ở thân cá cũng nhét chút đến bụng cá bên trong đi. Đây là nàng trên đường thông qua một hệ dị năng phát hiện, hương vị có chút cùng loại với đen hồ tiêu cùng gừng kết hợp thể, trong bộ lạc người không có cho mệnh danh qua, Giang Minh Nguyệt liền định gọi nó đi tanh cây, dạng này bôi xong cá bề ngoài nhìn có chút hiện lên màu vàng xanh lá, Giang Minh Nguyệt chỉ huy người vây xem chỉ để lại tám đầu, còn lại tất cả đều dùng vót nhọn gậy gỗ xuyên tốt, sau đó không đến đi trên đống lửa nướng, chú ý lăn lộn đồng thời còn thỉnh thoảng lại bôi chút nước muối, làm tốt những cái này, Giang Minh Nguyệt đem tam cửu cửu mây lấy tới một khối lớn dẹp sừng trâu phần bụng mỡ cắt thành nửa cm dày thịt để vào đã đốt nóng thạch nồi bên trong, đáy nồi có một chút đã đốt lên nước, có nước nóng trung hòa, mỡ cũng không có dán nồi, ngược lại tại nước hao hết sau chậm rãi chịu ra dầu trơn, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra dầu trơn hương khí, trong bộ lạc người càng không ngừng co rút lấy mũi, hiển nhiên đối với dạng này hương vị rất là say mê, thạch nồi bên trên nóng chậm, nhưng là đồng dạng, hạ nhiệt độ cũng sẽ tương đối chậm. Giang Minh Nguyệt nhìn xem dầu trơn có chút phát hoàng thời điểm liền đem đi tanh lá ném vào, xoẹt xẹt một tiếng, một hương thơm kỳ lạ lập tức tràn ngập ra. Cái này thạch nồi rất lớn, không sai biệt lắm có thế có 12 ấn hoa lớn như vậy, đáy nồi mỡ bò cũng có 3 cân trái phải, cho nên Giang Minh Nguyệt hai tay đồng thời thao tác, rất nhanh liền đem tám đầu sữa đổi hoa đao cá lớn tất cả đều tại dầu bên trong đơn giản nổ một lần, mỗi con cá đều bị nổ vỏ ngoài phát nhăn, sau đó mới bị chỉnh tề xếp cốt tại thạch trong nồi, cuối cùng mới gia nhập một cái khác trong nồi nước ấm đun nhừ lên, điều kiện có hạn, cũng không có phương pháp khác tới làm những cái này cá, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm tới càng nhiều gia vị vật thay thế lại đến nấu nướng các món ăn ngon. Giang Minh Nguyệt nghĩ như vậy, đem to lớn đầu gỗ cái nắp đắp lên đi, sau đó quay người mặt hướng đám người chuẩn bị giải thích, vừa mới thấy rõ vẻ mặt của mọi người liền bị giật mình kêu lên: "Tù trưởng, Hồng Cửu, các ngươi đây là làm gì?" đám người vậy mà tất cả đều đối cái này miệng tảng đá lớn nồi tại nuốt nước miếng có người nước bọt thậm chí đều đã chảy ra thấy Giang minh nguyệt nhìn qua cũng không thấy không được ý tứ ngược lại trong mắt càng lộ khát vọng nguyệt thứ này nghe lên thơm quá a à. cái gì thời điểm có thế ăn ta đều thèm không được tại sao phải thả dẹp sừng trâu thịt đi vào a à? còn có vừa mới cái kia lá cây là cái gì a à? hương vị tốt đặc thù nhiều thứ thú giống như không có như vậy tanh a à đám người vấn đề đủ loại giang minh nguyệt có chút giật mình nơi này nấu nướng còn dừng lại tại nướng cùng nấu giai đoạn đám người tự nhiên là chưa từng gặp qua chiên xào nấu nổ cho nên như vậy hiếm lạ cũng liền không kỳ quái loại phương thức này gọi nổ cùng hầm có thể dùng tới làm rất nhiều loại thịt vừa mới thả cái này lá cây có thể đưa đến đi tanh tác dụng các ngươi có thể nếm một chút có phải là có một cổ cây độc hương vị giang minh nguyệt đem còn thừa lại lá cây đưa cho tù trưởng cùng hồng bọn người bọn hắn lập tức giật xuống đến một góc nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt sau đó có nhíu mày có mở to hai mắt nhìn rất là mới lạ loại này kỳ lạ hương vị nguyệt đây cũng là thiên bẩm nội dung sao tù trưởng hỏi dò giang minh nguyệt gật đầu đúng bao quát những cái này nhiều thứ thú cách làm cũng là thiên bẩm biết được kỳ thật còn có rất nhiều gia vị cùng rau quả có thể tăng thêm đi vào như thế hương vị sẽ tốt hơn chẳng qua chúng ta hiện tại không có vậy cũng chỉ có thể dùng dầu Muối cùng cái này đi tanh lá ba loại đồ vật, chờ sau này thu thập càng nhiều gia vị, còn có thể làm ra càng nhiều càng ăn ngon hơn đồ ăn đến. Không chỉ có là nhiều thứ thú, cái khác loại thịt cũng có thể. Tốt, 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 tù trưởng liên tục gật đầu, kỳ thật đã không cần nhấm nháp. Chính là nghe trong không khí mùi thơm liền đã có thể nghiệm chứng nguyệt lời nói không giả. Không nghĩ tới A, à, không nghĩ tới bộ lạc của mình bên trong vậy mà có thể xuất hiện cái thứ hai thu hoạch được thiên bẩm người, còn có thể biết phải đồ ăn đây thật là thiên thần ban ân. Tù trưởng kích động hỏi Giang Minh Nguyệt, cái này còn có ba đầu, muốn làm sao làm, có thể xuyến một chút ăn. Chương 17, ta chính là cường đại như vậy. Giang Minh Nguyệt để người bắt đầu đốt mặt khác một hơi hơi nhỏ điểm thạch nồi, vẫn là bắt trước làm theo dẹp sừng trâu dầu. Cùng lúc đó cầm lấy sắc bén cốt đao rất nhanh liền đem kia ba đầu cá lớn phiến thành mỏng trong suốt lát cá. Đầu cá đuôi cá xương cá xuống vạt dầu nổ một lần, sau đó thêm nhập thanh thủy đắp lên cái nắp bắt đầu nấu đống lửa bên trên bày dẹp sừng thịt bò đã có nướng xong, đám người nhưng không có lo lắng đi phân thịt, ánh mắt tất cả đều bị Giang Minh Nguyệt chỗ làm những cái này nhiều thứ thú hấp dẫn, bị nướng thịt cá có chút phát tiêu đã sớm toát ra mê người mùi thơm, cái thứ nhất thạch nồi canh nóng ừng ực ừng ực, tám đầu cá lớn cũng đã bị đun như ngon miệng, cái thứ hai thạch trong nồi canh cũng đốt tốt. Giang Minh Nguyệt đem ống ánh sáng long lanh lát cá từng cái hạ nhập trong canh, chỉ là lộn một vòng liền lập tức gọi người đem phía dưới củi lửa rút mất cái này nồi hiển nhiên cũng tốt giang minh nguyệt ngắm nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện một cái để người mắt trợn tròn sự tình có thể là nét mặt của nàng quá rõ ràng tù trưởng cùng hồng bọn người không tự chủ được khẩn trương lên mưa trên mặt thì lộ ra một điểm vui mừng tới làm sao rồi nguyệt tù trưởng lập tức đặt câu hỏi giang minh nguyệt hơi có vẻ bất đắc dĩ ta vừa phát hiện chúng ta không có bộ đồ ăn a à. cần bát thì cùng đũa đúng vậy a à. trong bộ lạc đều là ăn thịt nướng liền nấu đều rất ít cho nên đã thành thói quen dùng lá cây làm đĩa dùng cốt đao đến chia cắt sau đó dứt khoát trực tiếp dùng tay bắt phương thức đến ăn như thế nào lại nghĩ đến làm bát cùng thì đổ đâu thế nhưng là trừ cá nướng có thể trực tiếp cặm cái này hầm cá cùng xuyến lát cá cũng phải cần dùng đến mấy dạng này a à? tù trưởng lại thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng đồ ăn xảy ra vấn đề nữa nha hóa ra là vấn đề này a à? hắn hướng giang minh nguyệt lên tiếng hỏi nàng muốn đồ vật hình dạng sau đó lập tức để người đi tìm đầu gỗ bác cùng thì cần một quãng thời gian nhưng là đũa là đơn giản nhất a à, chỉ là hai cây côn là được giang minh nguyệt tự tay cầm lấy một cây chất gỗ cứng rắn nhánh cây dùng cốt đao gọt lên rất nhanh liền gọt ra một đôi dài bảy tấc sáu phần đồng thời phía trên hạ tròn đũa cái này có cái gì đặc thù ý tứ sao? có người đột nhiên ở bên cạnh lên tiếng giang minh nguyệt quay đầu nhìn lại mới phát hiện là buổi sáng chủ trì thức tỉnh nghi thức lão giả kia cũng là toại trong bộ lạc vu trên mặt của hắn đã tràn đầy nếp nhăn, trên trán còn có không biết tên thực vật chất lỏng vẽ ra phức tạp trường ra hình xăm, phối hợp thêm hắn tóc muối tiêu sợi râu cùng cầm trong tay cốt trượng, tràn ngập khí tức thần bí, nghĩ đến hắn có thể triệu hồi ra cái kia hỏa thuộc tính vu thần, Giang Minh Nguyệt hiếu kỳ về hắn sau khi cũng duy trì vẻ tôn kính cùng đề phòng, nàng cung kính đi cái tay phải xoa ngực sau đó cúi đầu lễ tiết, vu, ngài đến, vu gật gật đầu, Ánh mắt tại Giang Minh Nguyệt trên mặt cùng nàng đôi đũa trong tay bên trên băng khoan một vòng, cái này gọi đũa đồ vật cũng là ngươi bị thiên bẩm sao biết rõ sao, đúng vậy, vu. Đầu óc của ta tại buổi sáng nghi thức bên trong bị nhét vào rất nhiều đồ vật, là một cái gọi hoa hạ truyền thừa văn minh, đã tồn tại hơn 5.000 năm, hơn 5.000 năm, vu con mắt bắt đầu chạy không, phản phất xuyên thấu qua hư không nhìn thấy rất nhiều những thứ không biết, sau đó bỗng nhiên run rẩy, nhìn về phía Giang Minh Nguyệt ánh mắt lập tức nóng rực lên bọn hắn cũng có vu sao, có, bọn hắn cũng có quan hệ với vu văn hóa, từ thời kỳ thượng cổ liền có, lấy cầu khẩn, xem bói vì nghề nghiệp, Giang Minh Nguyệt nhìn xem vu, nói chuyện hơi chần chờ lên mà lại ta cảm giác, hoa hạ vu văn hóa cùng chúng ta có chút là tương tự, nói thế nào, vu ánh mắt cùng ngữ khí càng phát ra vội vàng lên, hoa hạ khai thiên tích địa người vì bàn cổ, hắn niết bàn về sau, thiên địa hỗn độn ngũ hành thành linh, một chính là thượng cổ vu tộc một phái thượng cổ vu tộc có 12 tổ vu, phân biệt trưởng quản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, mưa, lôi, điện, không gian tốc độ, thời gian, thời tiết. 12 tổ vu trời sinh thân xác cường hoành, có thôn vệ thiên địa, khống chế phong thủy lôi điện, lấp núi dời biển, thay trời đổi đất năng lực. Vu, hôm nay nghi thức bên trên ngài triệu hoán đi ra hỏa thuộc tính vu thần, rất giống hoa hạ phương nam hỏa chi tổ vu. Khả năng cũng chính là bởi vì lấy cái tầng quan hệ này, ta mới có thể truyền thừa đến hoa hạ văn minh. Giang Minh Nguyệt thật thật giả giả hư hư thật thật, vu ánh mắt lại càng phát ra phát sáng lên, hắn bỗng nhiên vương tay bắt lấy Giang Minh Nguyệt cánh tay, ngữ khí vội vàng lại run rẩy ngươi. Như lời ngươi nói, chính là ta biết rõ vu khởi nguyên, nhưng là loại chuyện này đều là đời trước vu chết thời điểm mới có thể tự động truyền thụ cho đời sau người ứng cử, cũng chỉ có trải qua những truyền thừa khác Mới vu mới có thể sinh ra, thế nhưng là ngươi, ngươi vậy mà thông qua thiên bẩm liền biết những cái này, ngươi, ngươi là thiên tuyển vu a." Thanh âm của hắn không thấp, tăng thêm lúc đầu thân phận của hắn liền rất là tôn quý, hắn đứng tại Giang Minh Nguyệt bên người, người chung quanh đều vô ý thức liền thả nhẹ thanh âm, lúc này vừa vặn đem hai người nói chuyện tất cả đều nghe được, từng cái tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, Vu khởi nguyên, 12 tổ vu, Hỏa chi tổ vu, Thiên tuyển vu tám người không tự giác thì thầm lên tiếng sau đó như trong chảo dầu rơi vào một giọt nước một loại nháy mắt nổ ra chúng ta có thiên tuyển vu vu vậy mà nói nguyệt là thiên tuyển vu đời tiếp theo vu chẳng phải là chính là nguyệt rồi nàng không phải là không có thức tỉnh huyết mạch nàng là thức tỉnh vu năng lực trời ạ à, nguyệt thực sự là quá lợi hại lao nhau trong lời nói một đạo tiếng rít chói tai đột nhiên truyền ra không có khả năng nàng làm sao có thể là vu nàng liên biến thân đều làm không được Nàng tuyệt đối không thể nào là Vu. Nàng nhất định là đang nói láo. Mọi người không muốn bị nàng lừa gạt, nàng chính là cái gì cũng sẽ không tiểu phế vật mà thôi. Thanh âm này phá lệ sắc nhọn, tràn đầy tức giận bất bình cùng đố kỵ, chính là mặt đỏ lên mưa, thấy mọi người đều nhìn qua, nàng bên cạnh đẹp yên lặng dời bước chân, rời xa nàng, Giang Minh Nguyệt vẫn không nói gì, Vu đã nghiêm túc mà nhìn xem nàng, ngươi đang chất vấn phán đoán của ta sao? Tù trưởng cùng hồng mấy người cũng đều súng lại sắc mặt không tốt lắm nhìn xem mưa, nàng dù sao chỉ có 8 tuổi, mặc dù thân cao đã 1 mét 5 nhiều, nhưng là tại nhiều như vậy thân cao 2 mét tráng hán súng lại hạ vẫn là lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn, cũng bởi vì vô cùng tù trưởng khí thế cường hãn, thân thể của nàng nhịn không được co rúng lại dưới, sắc mặt trắng bệt nói không nên lời, liễu chen chút tới đưa nàng kéo ra phía sau mình, vu, mưa tuyệt đối không có chất vấn ý của ngài, xin tha thứ tuổi của nàng ấu vô tri chúng ta đối với ngài có tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành, nàng nói, cung kính thi cái lễ, hồng mấy người cũng vội vàng đi theo thi cái lễ, khiến cho vu tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm, vu khí thế hơi liễm, nhưng như cũ nghiêm túc địa đạo, Nguyệt vừa mới nói liên quan tới vu khởi nguyên cùng giới thiệu, sao ta tiếp nhận đến nội dung còn muốn toàn diện. Nếu như không phải thiên tuyển vu, như vậy nàng như thế nào lại biết những cái này, trước khi ra cửa ta đã xem bói qua, bộ lạc của chúng ta, sẽ sinh ra một vị truyền kỳ nhân vật, nàng đem dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Hiện tại xem ra, người này chính là Nguyệt, là thiên tuyển đời tiếp theo vu, chương 18, thân phận mới. Vu địa vị tại bộ lạc bên trong là đặc thù nhất, so tù trưởng địa vị còn cao, mà lại cũng chỉ có tọa dạng này cường tráng bộ lạc mới có thể có vu, cái khác tiểu nhân bộ lạc là không có. Bọn hắn muốn tổ chức thức tỉnh nghi thức còn cần hướng có vu bộ lạc xin giúp đỡ dâng lên rất nhiều quà tặng mới có thể đem người mời đến làm một lần nghi thức cho nên lúc này vu vừa nói đám người nhìn giang minh nguyệt ánh mắt lập tức không giống với tràn đầy cực nóng sùng bái cung kính vu nói dứt lời quay đầu đối giang minh nguyệt cười cười nguyệt ngươi nguyện ý trở thành người thừa kế của ta đợi ta hồn về vu thần sau trở thành trong bộ lạc vu sao giang minh nguyệt hơi chần chờ vu lập tức nói bổ sung ta biết ngươi là thiên tuyển vu điểm xuất phát liền so ta cao hơn ra rất nhiều để ngươi làm ta người thừa kế khả năng ủy khuất ngươi, nhưng là ngươi dù sao còn quá nhỏ, mà lại rất nhiều chuyện cũng cần có người đến dạy bảo. Nếu như ngươi không nguyện ý trở thành ta người thừa kế, chúng ta có thể ngang hàng tương giao, đợi ngươi sau khi thành niên liền có thể kế thừa vô vị trí. Không, ngài hiểu lầm ta ý tứ." Giang Minh Nguyệt lắc đầu, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý trở thành ngài người thừa kế, cùng ngài học tập bản lĩnh. Ta cũng sẽ đem ta biết chia sẻ ra tới." chúng ta cùng một chỗ đem vu văn hóa bổ sung đồng thời truyền thừa xuống cộng đồng lớn mạnh bộ lạc của chúng ta tốt tốt vu cao hứng liên tục gật đầu tù trưởng cũng hưng phấn vung tay reo hò hồng bằng cùng người chung quanh tất cả đều hoan hô lên giang minh nguyệt thân phận tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất buổi sáng vẫn là thức tỉnh thất bại tiểu phế vật lúc này đã thành vu chỉ định đời tiếp theo người thừa kế vẫn là thiên bẩm ở đây tiếng hoan hô quả thực đinh tai nhức óc nguyệt là vu chúng ta có người thừa kế mới dẫn đầu chúng ta đi hướng tốt đẹp hơn tương lai một đêm này toại bộ lạc hết sức náo nhiệt tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bộ lạc quảng trường bên trên chia ăn lấy thịt nướng cùng gian minh nguyệt đun nấu nhiều thứ thú hừng hực đóng lửa chiếu ra từng trương tràn ngập dơ bẩn nhưng tràn đầy hy vọng khuôn mặt tươi cười ngô cái này nhiều thứ thú vậy mà không có chút nào khổ mùi tanh cũng hơi lạc a à, còn có một cổ đặc thù hương vị đầu lưỡi có chút tê tê nóng quá thật nóng Ngô. Ăn ngon, cái này canh thật tốt uống, thật tươi a, à. phía trên này trôi chính là dẹp sừng thịt bò lấy ra đồ vật sao? Thơm quá a, à. đây là nhiều thứ thú thịt sao? Làm sao có thể mỏng như vậy, như thế non, ta xưa nay không biết, nhiều thứ thú nguyên lai ăn ngon như vậy, trong sông quá nhiều thứ này, đây chẳng phải là nói, chúng ta không cần đi xa như vậy đi săn cũng có thể làm tới đồ ăn rồi, hai đứa bé đều có thể làm ra nhiều như vậy vậy nói rõ nữ nhân cũng có thể đi a à. về sau có thể một nửa người đi thu thập một nửa người đi bắt nhiều thứ thú nguyệt còn nói thứ này có thể phơi khô dự trữ chúng ta lại nhiều đồng dạng có thể dự trữ đồ ăn mùa mưa cùng mùa khô khó khăn nhất thời điểm cũng có hy vọng cá số lượng có hạn gần như mỗi cái gia tộc tài trí đến một con cá mỗi người cũng chính là nếm mấy ngụm mà thôi mà lại bởi vì lâm thời đuổi ra ngoài chén gỗ thì gỗ đũa có hạn thật nhiều người là dùng một cây bát hoặc là một cây thì đến nhấm nháp canh cá, nhưng là cũng tất cả đều bị cái này chưa hề thưởng thức qua mỹ vị chinh phục. Cái này cùng bọn hắn trước đó bất kỳ lần nào ăn nhiều thứ thú trải nghiệm đều là khác biệt, không khỏi kích động lệ nóng doanh trồng. Kỳ thật tại Giang Minh Nguyệt nếm đến, cái này cá nướng có chút khô, hầm cá hương vị nhạt nhẽo, xuyến lát cá cũng có được không lấn ác được thổ mùi tanh, chỉ có thể coi là miễn cưỡng no bụng mà thôi, căn bản tính không được mỹ vị. Thế nhưng là, nàng nhìn quanh cuối tuần vây đối với những cái này quanh năm đói dừng lại no bụng một đoạn đồ ăn không có bảo hộ đám người đến nói chỉ cần là có thế ăn đồ vật bọn hắn đều sẽ cho rằng là mỹ vị đi Giang Minh Nguyệt vô dụng thì nàng là dùng đũa đây coi như là trong đám người phần độc nhất nhìn xem nàng thuần thục dùng hai cây gậy gỗ liền đem đồ ăn chuẩn xác thoải mái mà đưa vào trong miệng đám người tràn đầy hiếu kỳ cùng ao ước tù trưởng dơ đũa thử học Giang Minh Nguyệt phương thức đi gấp thức ăn kết quả thử nửa ngày không được nó pháp cuối cùng dứt khoát một đũa quấn tới trên thịt đem thịt đâm lên đưa đến bên miệng vu cẩn thận quan sát một chút giang minh nguyệt cầm pháp nhẹ giọng mở miệng nói cái này hai cây tiểu côn là thế nào dùng làm sao có thể dùng linh hoạt như thế giang minh nguyệt trái phải nhìn xuống người chung quanh sáng lóng lánh con mắt cười đem trên tay đũa biểu hiện ra cho mọi người nhìn đây là hoa hạ truyền thống bộ đồ ăn một trong gọi đũa đầu trên có sức sống tay cầm không chuyển phần dưới bóng loáng không thương tổn môi lưỡi. Nàng để mọi người chú ý nhìn trên chiếc đũa phương hạ tròn đặc thù, sau đó tiếp tục giải thích chính là cái này hai cây đơn giản gậy gỗ, lại có bảy loại công năng, có thế kẹp, có thế đâm, có thế túm, có thế chọn, có thế đào, có thế cầm, có thế lột. Nàng vừa nói vừa cho mọi người biểu hiện ra cái này bảy loại cách dùng, thuần thục thành thạo thao tác để người chung quanh từng cái trừng lớn miệng. Người Hoa rất thông minh, cái này hai cây trên chiếc đũa cũng ẩn chứa bọn hắn văn hóa đầu tiên đũa là có đôi có cặp, đại biểu âm dương tương đối, sau đó đũa chiều dài là 7 tất 6 phần, đại biểu cho người thất tình lục dục, năm ngón tay cầm đũa, đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đũa một đầu tròn, một đầu phương, đại biểu cổ xưa nhất trời tròn đất vuông âm dương học thuyết, ngón tay nắm chặt đũa vị trí trung tâm đến sử dụng, đại biểu cho người cư giữa thiên địa, thiên địa nhân ba hợp, sử dụng đũa phải chú ý cường độ, không thể dùng quá sức cũng không thể quá bất lực người đại biểu ở trong thiên địa muốn hiểu phân tất biết lễ tiết không thể đi cực đoan muốn thích hợp điều tiết giang minh nguyệt nói về những kiến thức này địa vị đầu là đạo có một loại chính nàng cũng không biết tự tin cùng quan huy không để cho nàng biết không phát hiện trở thành trong đám người chói mắt nhất một cái kia rất nhiều người nghe cái hiểu cái không nhưng là vu lại nghe liên tục gật đầu cái này hoa hạ quả nhiên là cái rất mạnh mẽ văn minh a à, vậy mà có thể để cho một cái bộ đồ ăn đều giàu có có nhiều như vậy ngụ ý Đáng tiếc a, à, ta không có cách nào tiếp xúc cường đại như vậy văn hóa truyền thừa. Vu, ngươi quên ta vừa mới nói lời sao? Ta có thể cùng ngài giao lưu, ta sẽ đem ta biết đều chia sẻ ra tới. Giang Minh Nguyệt đối cái này đã tóc hoa râm nhưng là còn một lòng muốn học tập lão giả ấn tượng rất tốt, lập tức an ủi, Vu cười ha ha, tốt, tốt, là ta nóng vội, ta chờ ngày này, đúng, ta còn tại bờ sông phát hiện một loại thực vật gọi trữ nha, nó có thể làm thuốc còn có thể rút ra bên trong sợi đến bệnh thành áo gai thích hợp tại nóng bức mùa khô cùng ẩm ướt mùa mưa đến xuyên nhẹ nhàng khoan khoái còn thông khí vậy nhưng quá tốt ngày mai ta đi chung với ngươi nhìn vu lập tức đề nghị tù trưởng nghe cũng liền vội vàng gật đầu ta cũng đi nguyệt có thể biết rất nhiều thực vật chúng ta cùng đi nhiều nhận biết chút thực vật tới không có vấn đề vậy liền sáng sớm ngày mai chúng ta ở đây tập hợp sau đó ta mang mọi người thống nhất đi qua giang minh nguyệt gật đầu đề nghị ta còn tại trong sông lưu lại cái cái sọc, nói không chừng có thế có niềm vui bất ngờ. Chương 19, khác biệt ẩm thực kết hôn quen thuộc, nghe nói Giang Minh Nguyệt ngày mai còn có kinh hỉ chờ đợi mọi người, đám người lập tức mong đợi, vừa vặn cá cũng bị mọi người ăn không sai biệt lắm, tù trưởng bắt đầu tổ chức mọi người phân nướng xong dẹp sừng thịt bò cùng thu thập đội mang về quả dại. Một khối nóng hôi hổi tản ra tiêu mùi thơm xương sườn thịt bị bỏ vào Giang Minh Nguyệt trước người cự hình trên lá cây. Tù trưởng cười hít mắt nói, Nguyệt, đây là chính ngươi một phần. Khối này thịt không sai biệt lắm có thế có nặng ba cân, thuần thịt, không có xương cốt, lúc này nướng tư tư bốc lên dầu, nghe lên liền mười phần mê người. Tại trong bộ lạc có thế chia được bao nhiêu đồ ăn quyết định bởi ngươi cho bộ lạc làm bao lớn cống hiến. Giang Minh Nguyệt hôm nay tìm được một loại mới đồ ăn, đồng thời giáo sư mọi người như thế nào xào nấu nó, cho nên tù trưởng đặc biệt ban thưởng cho nàng nhiều một ít thịt. Dẹp sừng trâu hình thể cũng không tính lớn, đồng dạng tại 1.000 cân đến 1.500 cân trái phải, hôm nay bắt được cái này liền còn hơi nhỏ cũng liền 1.000 cân trái phải, bởi vì là động vật ăn cỏ, cho nên nội tạng liền phải chiếm được một nửa trọng lượng, tục xương bao cỏ bụng, sau đó xương cốt không sai biệt lắm cũng có thế có 200 cân, như thế còn lại thuần thịt cũng liền hơn 300 cân, nội tạng bọn hắn sẽ không thu thập, cũng liền chỉ lưu tâm, gan, phổi cùng thận, tính cả tháo dỡ tốt xương cốt cùng thịt cùng một chỗ không đến trên lửa nướng, như thế, Hôm nay bữa ăn này trong bộ lạc mỗi người có thế phân đến đồ ăn cực kỳ có hạn, tăng thêm xương cốt điểm trung bình cũng liền một người hai cân trái phải, vẫn là sinh, nướng qua đi tất nhiên rút lại rất nhiều, mà lại đi săn đội sẽ còn bởi vì có đặc thù cống hiến đa phần một điểm, như vậy lão nhân, hài tử cùng nữ nhân có thế phân đến liền sẽ càng ít, dạng này sức ăn, đối với người bình thường đến nói là có thể, nhưng là đối với mỗi ngày muốn tiêu hao hết 10 cân thịt thú nhân mà nói là xa xa không đủ bởi vậy có chút phân đến thịt gia tộc sẽ còn đem đồ ăn một lần nữa phân phối một chút phần lớn gia tộc đều sẽ cố ý chiếu cố cho nữ nhân cùng hài tử nhất là mang thai nữ nhân để các nàng ăn những cái kia tươi ngon tốt nhai loại thịt cùng nội tạng xương cốt thì để lại cho răng lợi tốt sẽ biến thân thú nhân đám đàn ông giang minh nguyệt chỗ gia tộc cũng là như thế hồng bọn người liền đem mình phân đến thịt đều để một chút ra tới cho mẫu sáng cùng đủ các nàng ba cái là gia tộc này bên trong yếu thế nhất bị chiếu cố đối tượng lúc đầu thời điểm nguyệt cũng là bị chiếu cố chẳng qua nhìn thấy tù trưởng đơn độc cho giang minh nguyệt như thế một khối to thịt nướng cho nên lần này phân phối vượt qua nàng mưa từ bị vu răng dậy qua đi vẫn núp ở liễu sau lưng lúc này gặp nàng được chia như thế lớn một miếng thịt hơn nữa còn bị tù trưởng đặc biệt bàn giao là chính nàng độc hưởng trong lòng đã sớm tức giận bất bình muốn chết đáng tiếc không có lá gan ở thời điểm này mở miệng khiêu khích chỉ là quyết tâm dùng sức cắn lên mình khối kia mang xương cốt thịt đem bên trong nhuyễn cốt nhai kẻo kẹt kẻo kẹt rung động. Giang Minh Nguyệt không để ý đến nàng phát ra thanh âm, chỉ là hết lần này tới lần khác đầu mắt nhìn vu kia phần sung túc thịt, sau đó dùng cốt đao đem khối này thịt chia đều vì ba phần, đem bên trong một phần dùng lá cây bọc lên đưa cho nút ở đằng sau gặm quả bình, nàng cũng chia đến thịt, chẳng qua càng ít, chỉ có một phần tư lớn chừng bàn tay, cho ta, bình miệng bên trong còn nhai lấy quả dại, đang khi nói chuyện có chút mập mờ, con mắt càng là trợn thật lớn, rất là không thể tin ta nói qua năm nay bình ra rất lớn lực cho nên nhất định phải làm cho ngươi ăn nhiều nhiều thứ thú hôm nay phân cho mọi người cho nên không có để ngươi ăn no nhưng là bởi vì nhiều thứ thú mà thu được thịt nướng ban thưởng lại không thể để lọc ngươi a à. giang minh nguyệt cười đem thịt nhét vào bình trong tay nhìn xem trong mắt nàng tràn đầy sáng lóng lánh nước mắt nhịn không được vuốt xuôi cái mũi của nàng mau ăn ăn no sáng mai dẫn ngươi đi bờ sông thu cái sọt được bình dùng sức gật đầu sau đó lập tức đem thịt nướng hướng miệng bên trong tắt, từng ngụm từng ngụm cắn. Giang Minh Nguyệt thấy thế lúc này mới cười cắt chém từ bản thân khối thịt kia, sau đó dùng đũa kẹp lên một miếng thịt đầu để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt, ra ngoài ý định, cái này dẹp sừng trâu thịt không có trải qua cái gì gia vị ướp gia vị, gần như chính là trực tiếp phát hỏa nướng, hương vị vậy mà mười phần tươi ngon, bề ngoài có có chút tiêu mùi thơm, bên trong tươi non nhiều chất lỏng, cắn một cái xuống dưới trong miệng lập tức tràn ngập ra tràn đầy mùi thịt không có chút nào tanh nồng cẩn thận nhấm nuốt dường như còn mang theo điểm mùi sữa thơm ăn ngon giang minh nguyệt cảm thán một chút lại liên tục kẹp mấy đũa để vào miệng bên trong cả người đều say mê tại cái này dị thế giới bên trong bữa thứ nhất mỹ thực bên trong xem ra cái này dẹp sừng trâu về sau có thể xếp vào thực đơn cũng không biết vật này tính tình thuộc tính như thế nào có thích hợp hay không chăn nuôi nàng vừa nghĩ một bên vận đũa như bay đem cắt gọn miếng thịt từng cái đưa vào trong miệng, nhưng là thân thể của nàng cuối cùng vẫn là tiểu hài tử thân thể, vừa mới canh cá lại thêm cái này một cân thịt nướng cũng đủ để cho nàng ăn no mây mẩy, kia bị cắt tách ra khối thứ ba thịt tạm thời là ăn không trôi, nàng nhìn chầm chầm nó hơi trầm tư, sau đó trực tiếp đem khối thịt kia dùng lá cây bao bọc tốt, còn cần dây cỏ đóng gói buộc lại, chuẩn bị giữ lại làm sáng mai bữa sáng, trong bộ lạc ăn chính là buổi sáng cơm cùng cơm tối, điểm tâm là không có, cho nên tất cả mọi người là trống không bụng đi đi săn cùng thu thập chẳng qua nàng không nghĩ cổ thân thể này ngay tại phát dục kỳ muốn càng nhanh khôi phục dị năng cùng cường tráng thân thể như vậy mỗi ngày ba bữa cơm liền thiếu đi không được bộ lạc chỉnh thể đồ ăn dự trữ tạm thời còn không có biện pháp thỏa mãn tập thể hưởng thụ một ngày ba bữa đãi ngộ này nhưng là nàng cá nhân là muốn đạt tới tiêu chuẩn này dù sao tiểu hài tử đồ ăn là không tham dự tập thể phân phối nàng ăn điểm tâm cũng sẽ không có người nói nàng ăn một mình, cho nên nàng làm không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Liên hoan kết thúc về sau, mọi người liền tự động tán, lúc gần đi tù trưởng cùng vu còn cố ý căn dặn nàng buổi sáng tại nơi này tụ hợp, Giang Minh Nguyệt sau khi gật đầu bắt đầu trở về gia tộc hang động, lúc này thiên không đã che kín ngôi sao, chẳng qua không có quen thuộc sao bắt cực cùng bắt đầu thất tinh. Khác hẳn hoàn toàn tin không lại một lần nữa nhắc nhở nàng đây là cái gì thời không sơn động cũng không phải là một cái hố lúc ban ngày nhìn thấy chính là chủ động cùng loại với phòng khách cảm giác bình thường nhóm lửa ăn cơm họp đều là ở đây ngủ là có mấy cái bên cạnh động chẳng qua hồng mây cùng bằng ba người cũng không có đồng thời trở về trên nửa đường thời điểm liền cùng mọi người tản ra ngược lại có mặt khác hai người nam tính cùng đi qua một cái nắm cả liễu eo kia là nàng đương nhiệm bạn lữ đồ một cái nắm cả tan eo kia là nàng đương nhiệm bạn lữ hạ cũng là đủ cha đẻ đồ cùng hạ đám người tất cả đều vào sơn động sau liền đem trong động một tảng đá lớn tiến đến gần ngăn chặn cửa hang lần này trong động liền càng u ám chỉ có lò sưởi bên trong yếu ớt lửa phát ra sáng ngời chiếu sáng đem mọi người cái bóng tất cả đều chiếu vào trên tường lộ ra càng thêm to lớn sau đó hai người riêng phần mình ôm lấy bạn lữ của mình tiến riêng phần mình trong lỗ nhỏ đóng lại đầu gỗ cửa bên này phong tục chính là như vậy mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội quá độ giai đoạn có chút cùng loại với tẩu hôn chế độ, nhà trai chỉ ở buổi tối tới tìm nhà gái, sinh hạ hài tử cũng là nhà gái cùng nhà gái huynh để đến nuôi dưỡng, không cần phụ thân xuất lực, nếu như một phương đưa ra tách ra, một phương khác cũng sẽ không cần đến, có thể lần nữa tìm cái khác độc thân khác phái, nhưng là không cho phép đồng thời cùng hai tên khác phái bảo trì ở chung quan hệ, chương 20, lại phát hiện mới đồ ăn. Loại này chế độ ra đời ra tới hài tử sau khi lớn lên sẽ có họ hàng gần kết hôn nguy hiểm nhưng may mắn thay, có vu tồn tại, mỗi một đối muốn kết làm bạn lữ trước đều sẽ đi vu nơi đó nhỏ máu kiểm tra một chút, đồ đằng không có dị thường mới có thể cùng một chỗ, trái lại chính là có quan hệ máu mũ họ hàng gần. Nguyên thân Nguyệt cũng không rõ ràng trong này khảo nghiệm nguyên lý, Giang Minh Nguyệt liền càng không biết, chẳng qua đây cũng không phải là nàng hiện tại chú ý trọng điểm, dù sao nàng vẫn còn con nít, cũng không có sau khi lớn lên tìm bạn lữ dự định, cho nên cũng không có phiền não như vậy nàng hiện tại quan tâm hơn chính là ban đêm yên tĩnh ngủ vấn đề. Thạch đã 16 tuổi, cho nên một mình có cái bên cạnh đồng, đủ mới 3 tuổi, cho nên đi theo mẫu ngủ, còn lại các nàng năm cái nữ hài tử là ngủ một cái bên cạnh đồng. Bên cạnh động ước chừng 15 mét vuông trái phải, ở giữa có cái lối đi nhỏ, hai bên phủ lên phơi khô cỏ, phía trên có lẽ tán gia thú, đây chính là đám người giường chiếu. Bận biểu hồ nửa ngày Giang Minh Nguyệt cũng mệt mỏi, cho nên trực tiếp chạy vị trí của mình đi qua, sau đó kéo qua khối kia chỉ có thể che lại nửa người da thú liền ngã tại cỏ khô trải lên khối kia đóng gói thịt nướng cũng liền đặt ở đầu mình bên cạnh vì sợ mình nghe được điểm không thích hợp thiếu nhi thanh âm nàng quyết định dùng tinh thần lực che đậy thính lực của mình chẳng qua nhắm mắt trước nàng hướng phía nằm ở bên cạnh bình nói khẽ ngủ ngon bình sáng mai thấy bình sửng sốt một chút sau đó cười nguyệt sáng mai thấy che đậy lại thính lực sau đêm nay ngủ rất say sưa giang minh nguyệt tỉnh lại lúc trong động còn rất tối tăm nhưng là đã có thể nghe được ngoài động có người đi lại thanh âm. Nàng nhìn xem còn tại ngủ say mấy người rón rén lên, thời điểm ra đi vẫn không quên đem bên gối thịt nướng mang lên, sau đó đến chủ đại động sảnh xem xét quả nhiên phát hiện cửa hang chặn lấy cự thạch đã bị dời, bên cạnh trong động hô hấp số lượng cũng ít hai cái, đồ cùng hạ cũng đã trước kia liền xuất phát đi tham dự đi săn. Hang động tới gần cổng địa phương có một hơi một người vây quanh thô thạch vạt, bên trong có nửa vạt nước. Trên nước còn tung bay một cái cùng loại với hồ lô bầu nước, bên này là không có rửa mặt khái niệm, những cái này nước là dùng đến uống mà lại là không cần đốt lên trực tiếp uống. Nàng múc gáo nước nhìn một chút, còn có thể nhìn thấy nhỏ lộn nhào trùng đâu, nhưng chính là dạng này nước lại, nhưng uống cũng không nghe nói ai sinh bệnh, xem ra là nhờ vào thú nhân cường hãn thể chất, chẳng qua nàng của thân thể này không có thức tỉnh, cho nên nàng không dám mạo hiểm cuối cùng ra hang động tìm cái ẩn nấp địa phương tiến không gian bên trong rửa mặt sau đó đem khối kia thịt nướng ăn lúc này mới ra tới vừa về sơn động bình vừa vặn liền ra đón nguyệt nhìn thấy giang minh nguyệt trở về nàng có vẻ hơi kích động ngươi đi đâu rồi tùy tiện đi lòng vòng giang minh nguyệt cười ngươi tỉnh chúng ta đi quảng trường tìm tù trưởng đi bình liên tục gật đầu hai người cũng không trở về núi động trực tiếp đi quảng trường quả nhiên khoảng cách quảng trường còn cách một đoạn đây liền thấy tù trưởng cao ngất kia dáng người, bên cạnh còn có vu hơi có vẻ còng xuống thân ảnh, hai người chính hướng phía bên này trong mong chờ đợi, vừa thấy được Giang Minh Nguyệt thân ảnh liền lập tức đón, vu, tù trưởng, Nguyệt, các ngươi tới rồi, bốn người lên tiếng chào, sau đó liền thẳng đến hôm qua bờ sông, mặt trời còn không có thăng lên, cao một thước trên lá cây tràn đầy hạt sương, Giang Minh Nguyệt nhặt cái cây gậy một bên ở phía trước dẫn đường một bên tách ra cản đường bụi cỏ đồng thời đánh xuống tới rất nhiều hạt sương dù vậy một đi ngang qua đến đám người nửa người dưới vẫn là khó tránh khỏi đều bị ướt nhẹp ở nơi nào a à? tù trưởng nhìn xem đã có thế nhìn thấy bờ sông nhịn không được có chút lo lắng ngay tại cái này giang minh nguyệt chỉ xuống tù trưởng nhanh chân đi qua quả như nhìn thấy bên bờ trên cành cây buộc lấy kia hai cây cây mây cùng thắt ở bên bờ sông đinh gỗ tử bên trên mặt khác hai cây cây mây cây này dây leo lôi kéo chính là lưới hắn chỉ chỉ trong sông tràn đầy hiếu kỳ vu cũng không ngừng hướng phía trước dò xét quả nhiên thật nhiều nhiều thứ thú a à. cái này lưới tại đáy sông sao bình hai ta cho tù trưởng cùng vu biểu diễn một lượt giang minh nguyệt đề nghị sau đó bình lập tức hướng thượng du đi vài bước cùng ngày hôm qua dạng bắt đầu hướng trong sông ném thực vật chồi non giang minh nguyệt thật tốt thị lực lập tức nhìn thấy rất nhiều ăn cỏ cá bắt đầu bơi tới nàng đem đinh gỗ tử bên trên cây mây giải khai nhắm ngay thời cơ lập tức kéo lưới sau đó ngay tại tù trưởng cùng vu hai người trợn mắt khóc mồm vẽ mặt đem cây mây lưới đánh cá kéo tới. Mà trong lưới ngay tại không ngừng dãy dụa lấy mười mấy đầu cá lớn. Cái này. Cái này là được rồi. Đơn giản như vậy. Tù trưởng có chút cà lăm. Vu nhìn xem một màn này cũng không chịu được vuốt ve hoa râm sợi râu. Nhiều như vậy nhiều thứ thú a. À. Cái này một lưới liền có thể thật tốt mấy người ăn một ngày. Bình nhìn thấy một màn này vui vẻ ra mặt. Cũng không cần gian minh nguyệt nói trực tiếp vung lên bổng tử lần lượt gõ đầu cá, sau đó đem cá tất cả đều từ lưới đánh cá bên trong hái ra tới, tiếp nhận Giang Minh Nguyệt đưa tới cốt đao liền bắt đầu phá vẫy cá mổ cá bụng, thủ pháp phi thường thành thạo. Giang Minh Nguyệt đã đem lưới lại một lần nữa vung về trong sông, sau đó lại lần đem cây mây buộc tại đinh gỗ tử bên trên, lúc này mới nhìn về phía tù trưởng cùng vua. Cái khác nhiều thứ thú bị dọa chạy, cái này một lưới cần chờ một đoạn thời gian, hoặc là chúng ta chuyển sang nơi khác cũng có thể lần nữa thả lưới chẳng qua cây này dây leo võng bổn đến liền nặng, dính nước liền càng nặng, ta một người kéo có chút tốn sức, nhưng là trong bộ lạc các dũng sĩ là không có vấn đề, nếu như chúng ta có thể nhiều kết mấy trương dạng này lưới, nhất định có thể thu lấy được càng nhiều nhiều thứ thú, tốt. Tốt, tù trưởng cùng vu liên tục khen ngợi, đúng, còn có người nói cái kia kinh hỉ đâu. Ở đâu, ta đi xem một chút, Giang Minh Nguyệt hướng hôm qua hạ đơm tôm địa phương tìm đi qua, còn tốt, cái thứ nhất đơm tôm vẫn còn, không có bị thứ gì kéo đi. Nàng dùng sức đem con kia đơm tôm nói ra, xuất thủy lập tức liền cảm nhận được trọng lượng, có hàng, trong nội tâm nàng mừng thầm, đem đơm tôm đặt ở bên bờ liền hướng bên trong nhìn, quả nhiên, cá sọc bên trong có nửa cá sọc sông tôm, lớn có thế có dài ba tấc, chính, quơ dài nhỏ cái càng đang không ngừng giải dụa, tự hồ đối với bị ép rời đi nước sông vạn phần bất mãn, đây là, tù trưởng theo tới cũng tiến đến đơm tôm miệng đi xem, là sông tôm, hương vị rất tươi ngon một vật lột trong vỏ mặt chỉ có một đầu tiêu hóa tuyến cái khác tất cả đều là thịt vừa nghe nói bên trong tất cả đều là thịt tù trưởng con mắt lập tức liền sáng giang minh nguyệt đem cái sọt cho hắn sau đó hướng một chỗ khác tìm kiếm cái này đâm tôm chết đi vị trí cũ cũng may bị buộc lấy cho nên mới không có bị kéo đi bên trong sông tôm thiếu điểm nhưng là có mấy cái cô đồng cùng hai đầu giống thiện cá đồng dạng đồ vật cánh tay trẻ con phẩm chất nhìn xem có chút hung mảnh ha ha còn có cái này đồ tốt, Giang Minh Nguyệt đều không chịu được có chút cao hứng, xào lăng thiện cá cùng thiện tia mặt A, à, đây cũng là có thế ăn, tù trưởng lại bu lại, đáng tiếc gia vị không đủ A, à, không phải có thể làm ra 12 loại phương pháp ăn, Giang Minh Nguyệt vừa nói xong, tù trưởng lập tức nuốt nước miếng, có thế ăn là được, không chọn, nói xong tù trưởng nhìn về phía mặt nước không ngừng dò xét, cái này nho nhỏ trong sông vậy mà cất giấu nhiều như vậy đồ ăn. Trước kia không biết thật sự là quá lãng phí có thế ăn cũng không chỉ là những cái này đâu, Giang Minh Nguyệt chỉ chỉ đáy sông đen xì đồ vật nói. Đây là trai sông, bên trong thịt cũng có thể ăn, vỏ sò bên trong nói không chừng còn có trân châu, có thể làm trang trí cũng có thể mài phấn, có dược dụng công hiệu, mà lại cái này sông không có bị chúng ta động đậy, cho nên lão ba ba cũng ít không được, là đồ đại bổ, còn có cái này nho nhỏ mang sát gọi ốc đồng, cũng có thể ăn, còn có cái này bờ sông cây rong gọi rau cần ta đồ ăn, cũng có thể ăn. Bên kia, nước cạn còn trong veo địa phương dáng giúp cái kia lục bình dạng đồ vật gọi móng ngựa đồ ăn, nó chồi non cũng có thể ăn, làm canh tốt nhất, mắt nhìn bảo sơn mà không biết, tù trưởng đã mắt trợn tròn.